Chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện 176 cách ly. Lão Tam nhìn lôi kéo xe đẩy tay rời đi cha mẹ cùng nhi tử tức phụ, vội vàng quay đầu lại nói cho chính mình thôn dân. Bọn họ trong thôn có lẽ có người cảm nhiễm dịch chuột, cho nên mỗi nhà mỗi hộ đều cách khá xa một chút đi. Các thôn dân lúc này mới biết được những cái đó dân đói vì sao sẽ bạo động, nguyên lai bọn họ trung gian có người được dịch chuột chết mất, này thật là đáng sợ. Mọi người đều chạy nhanh thu thập đồ vật rời đi, nguyên bản quen biết cùng lên đường thôn dân đều tự giác kéo ra khoảng cách, lúc này mọi người đều cảm thấy tựa hồ thiếu chút cái gì. Di, hắn Lâm thúc gia người đâu? Là Nga, thôn trưởng cũng không thấy. Thật nhiều người đều không thấy, liền thợ săn bọn họ đều không thấy. Bọn họ sẽ không sớm biết rằng tin tức liền chạy đi. Chúng ta đi hỏi một chút lý trưởng, rốt cuộc sao hồi sự. Lão Tam thấy chính mình giấu không được, chỉ có thể cùng bàn xông ra, các thôn dân nhìn về phía Lão Tam ánh mắt đều không đúng rồi, bọn họ cảm giác cùng Lão Tam nương giống nhau như đúc, chẳng lẽ là lý trưởng sợ hãi Hương lão gia tử đoạt hắn quyền. Hương Lão Tam đối mặt đông đảo hoài nghi ánh mắt, không lời gì để nói, hắn bỗng nhiên cái gì đều không nghĩ nói. Muốn chạy liền đi, không nghĩ đi liền tùy tiện, hắn cũng không nghĩ quản cái này cục diện rối rắm. Lục hoàng tử vẫn luôn ở cùng Triệu trưởng quầy bọn họ thương lượng, tuy rằng chính mình ám vệ cùng thủ hạ người đều chuẩn bị chén thuốc, nhưng khẳng định không đủ cứu trị nhiều người như vậy, cho nên việc cấp bách đến phân chia. Cảm nhiễm bệnh trạng nhẹ trước uy dược, có thể cứu một cái là một cái, đến nỗi cảm nhiễm bệnh trạng trọng, chỉ có thể đặt ở cùng nhau, chờ bọn họ sau khi chết đem thi thể thiêu hủy. Dân đó nhóm dìu già dắt trẻ. Hành trình nguyên bản liền không mau, đơn giản sấn cơ hội này một đoạn thiết trí chướng ngại vật trên đường, đem người tách ra, càng là đi ở phía trước, bệnh trạng khẳng định càng nhẹ. Hương Chương thôn dân vận khí tốt, bọn họ đi tuốt đàn trước mặt, chờ bọn họ đi rồi mau 60 cá nhân thời điểm, bỗng nhiên xuất hiện một đội người, kéo tới trầm trọng hòn đá, chồng chất ở trên đường, đảo mắt đem lộ cấp phá hỏng. Các thôn dân chấn động, vội vàng la to lên, nhưng những người đó căn bản là không đáng để ý tới. Phát hiện cái nào thôn dân muốn bái rớt chướng ngại vật trên đường, trực tiếp liền một roi trừ qua đi. Lão Tam nghe được tiếng quát tháo, vội vàng quay đầu lại, nhìn đến đôi đến sau người còn cao cục đá, trong lòng đã minh bạch, mặt sau này đó thôn dân nếu có một người được dịch chuột, những người đó đều phải xong đời. Hương Lão Tam rốt cuộc rớt nước mắt, đều nói không nghe lời cụ già hối hận ở trước mắt, nếu có thể nghe hắn Lâm thúc, đem các thôn dân lặng lẽ mang đi, lưu lại những cái đó khả năng sẽ cảm nhiễm thôn dân. Bọn họ sẽ không tổn thất như vậy nghiêm trọng. Yên lặng kiểm kê một chút nhân số, toàn thôn phân gia sau gần 38 hộ nhân gia, trừ bỏ Hán Lâm thúc mang đi 10 hộ nhân gia, hiện tại nơi này liền dư lại 10 hộ đều không đến, bởi vì cuối cùng một hộ nhà bị cục đá tách ra. Mặt sau khóc tiếng la còn ở liên tục, Hương Lão Tam xoay người, kéo xe đẩy tay thượng dây thừng, cúi đầu đi phía trước lên đường, chỉ là không biết khi nào, hắn trước mặt cũng có một đống lớn hòn đá. Nghỉ ngơi, nên ăn, nên uống đi. Hương Lão Tam cũng không nhiều lắm suy nghĩ, làm tức phụ nhóm lửa nấu cơm, vất vả lâu như vậy, nếu vẫn là trốn bất quá một cái, chết tự, như vậy hắn liền không chạy thoát. Lão Tam tức phụ nhìn thoáng qua nam nhân nhà mình, lại nhìn thoáng qua không biết suy nghĩ gì đó cây nhỏ, yên lặng từ xe đẩy tay thượng lấy ra ăn, lại tìm mấy tảng đá dựng một cái giản dị bệ bếp, bắt đầu nấu cháo. Nương, chúng ta còn có bao nhiêu thủy? Cây nhỏ hỏi. Cũng liền này một bình. Hôm nay uống lên cháo đến buổi tối mới có thể uống lên, thủy liền không uống. Lão Tam tức phụ thầm than một hơi, nguyên bản có Hán Lâm thúc gia ở, bọn họ tự hồ trong lòng có đế, vạn nhất thật sự tới rồi không ăn không uống thời điểm, Hán Lâm thúc khẳng định nguyện ý duỗi tay kéo một phen. Cha, nếu chúng ta có thể tới tỉnh thành, liền không đi rồi, ta muốn lưu tại nơi đó khảo tú tài. Cây nhỏ nhìn về phía Lão Tam nói. Hương Lão Tam không biết như thế nào trả lời, tỉnh thành bên này gì tình huống cũng không biết đâu. Vạn nhất cùng quê quán giống nhau không thủy không lương, bọn họ dựa cái gì lưu trữ nơi đó. Mặt khác thôn dân tuy rằng không nói gì, nhưng cây nhỏ nói làm cho bọn họ tâm sinh bất mãn, nguyên bản hảo đi theo Hương gia lão gia tử đi, nhưng người Hương Lão Tam cố tình muốn đem nhân gia đuổi đi. Hơn nữa Hương gia người rời đi thời điểm khẳng định không có cảm nhiễm đến ôn dịch, mà bọn họ những người này, đãi ở ôn dịch trong giới hơn phân nửa cái buổi tối, ai biết có hay không bị cảm nhiễm thượng. Cây nhỏ cư nhiên còn muốn đi tỉnh thành khảo tú tài, kia bọn họ này đó thôn dân nên làm sao, không ăn không uống bồi ngươi khảo tú tài sao, nhưng hiện tại tiền cảnh không rõ, cũng không có ngốc tử ra tới túng người. Lão lý trưởng người lão thành tinh, đã sớm đem các thôn dân thần sắc xem ở trong mắt, đặc biệt là chính mình gia lão nhị, một bộ vui sướng khi người gặp họa cùng tính kế dáng vẻ, làm hắn cảm thấy tâm mệt. Thụ nhi, hiện tại gì cũng nói không chừng, chúng ta đi một bước xem một bước đi, nếu có thể đi đến tỉnh thành, kia còn hảo thuyết, bằng không nên ngủ nên ha ha. Lão lý trưởng mở miệng nói. Mọi người nhìn mắt hai bên cao cao lũy khởi cục đá, đều cúi đầu, trong lúc nhất thời, không khí hết sức đê mê, liền độ ấm đều tựa hồ thấp mấy độ. Chủ tử, đã bắt được ném thi thể người. Một cái ám vệ chạy ra tới, nửa quỳ ở lục hoàng tử trước mặt nói. Dẫn đường, ta muốn đi hỏi một chút hắn chủ tử rốt cuộc là ai, vì sao như thế tàn hại bá tánh. Lục hoàng tử siết chặt tiểu nắm tay, nâng bước liền đi ra ngoài. Chủ tử không thể, vạn nhất cái kia ám vệ cũng được dịch chuột, chúng ta. Ám vệ không có nói tiếp, những cái đó đi điều tra ám vệ trúng chiêu nhưng nhiều lắm đâu. Triệu trưởng quầy đứng dậy, hắn tuổi tác lớn, đã chết cũng liền đã chết, nhưng vô luận như thế nào muốn đem cái này yêu tinh hại người cấp tìm ra. Triệu trưởng quầy đi vào một cái sáng trưng nhà ở, một cái hán tử đôi tay triều thượng, cột vào cùng nhau, bị treo ở trên xà nhà, làm người mở ra sở hữu môn hộ, còn làm người đem cái kia treo lên tới hán tử trên người quần áo toàn bộ lột xuống dưới. Cái kia ám vệ xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, hắn có thể tiếp thu quất, hạ độc, thậm chí càng tàn khốc tra tấn, nhưng hắn chịu không nổi cái này, toàn thân trần trụi ở rõ như ban ngày dưới, không muốn làm người. Nói đi, ngươi là đại hoàng tử người, tam hoàng tử người, tứ hoàng tử người, vẫn là ngũ hoàng tử người, ta đoán xem, đại hoàng tử khả năng không lớn, thời gian không khớp, tam hoàng tử sao, còn chưa đủ lá gan. Đến nỗi ngũ hoàng tử, trước mắt cùng lục hoàng tử chính là hảo huynh đệ, cho nên sẽ không làm như vậy, dư lại chính là tứ hoàng tử người. Ám vệ nhắm mắt lại, đều làm ngươi cấp đoán đúng rồi còn hỏi cái rắm hỏi. Nhưng tứ hoàng tử không phải chung tình với phong hoa tuyết nguyệt sao, như thế nào sẽ hạ độc thủ như vậy đâu, muốn làm lục hoàng tử đến dịch chuột mà chết, nếu không trước làm hắn nếm thử dịch chuột hương vị. Triệu trưởng quầy thông thả ung dung nói, đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm ám vệ mặt, không bỏ lỡ bất luận cái gì dấu vết để lại. Tứ hoàng tử hiện tại ở nơi nào? Triệu trưởng quầy bỗng nhiên lớn tiếng hỏi, đem cái kia ám vệ cấp hoảng sợ. Nhưng ám vệ chính là ám vệ, nào có bán đứng nhà mình chủ tử đạo lý, cho dù bán đứng chủ tử được tánh mạng, kia cũng là tạm thời, chung quy vẫn là tử lộ một cái. Chương 177 bị ám sát. Không nói đúng không, kia ta liền đem Đông Thuận Quốc mỗi một cái kỹ viện, sòng bạc cấp ra cái biến, nhìn xem nhà ngươi chủ tử rốt cuộc có bao nhiêu cấp kỹ viện, nhiều ít cái sòng bạc. Triệu trưởng quầy đứng lên, tại ám vệ bên tai nói thầm vài câu, ám vệ xoay người rời đi, mà bị treo ở trên xà nhà ám vệ bỗng nhiên kêu lên, giết ta đi, làm ta đã chết đi. Một chén trà nhỏ sau, một đoàn ăn uống no đủ dân đói đi đến, đem đã bị uy dược ám vệ cấp thả xuống dưới, sau đó tận tình trêu đùa lên, nguyên lai nam nhân chi gian cũng có thể chơi đến như vậy hải. Ám vệ muốn phản kháng, nhưng bị uy dược, trên người một tia sức lực đều dùng không ra, càng thêm đáng xấu hổ chính là hắn cư nhiên từ loại này chơi pháp trung nếm tới rồi đỉnh cảm giác, chỉ là từ đỉnh rơi xuống sau, chính là vô tận thống khổ. Ám vệ là ở trong thống khổ chết đi, ở hắn còn dư lại cuối cùng một hơi thời điểm, triệu trưởng quầy đi đến, cười tủm tỉm nói cho hắn, bọn họ đã biết tứ hoàng tử ở nơi nào. Ám vệ trong ánh mắt mang theo châm biếm, hắn đều phải đã chết còn nghĩ đến lừa hắn, nằm mơ, chỉ là đương triệu trưởng quầy nói ra Tây Tỉnh hai chữ sau, ám vệ tuyệt vọng nuốt xuống cuối cùng một hơi, thuận tiện cho phép một cái nguyện, kiếp sau tuyệt không làm người hạ nhân. Hảo hảo chôn đi, cũng coi như là một cái hán tử. Triệu trưởng quầy xoay người rời đi, trong lòng lại phi thường tức giận, tứ hoàng tử cư nhiên chạy đến Tây Thuận Quốc đi, trách không được bọn họ tìm không thấy tứ hoàng tử, nguyên lai nhân gia đã sớm cùng Tây Thuận Quốc cấu kết với nhau làm việc xấu. Lục hoàng tử biết được tứ hoàng tử hành tung cũng không để bụng, hắn tứ ca mẫu phi nguyên bản chính là Tây Thuận Quốc tiến cống cấp nhà mình cái kia hoàng đế lão cha. Năm đó Tây Thuận Quốc dựa vào Đông Thuận Quốc, mỗi năm tổng hội tiến cống một ít quý báu châu báu hoặc là mỹ nhân, hoàng đế lão cha bởi vì cái này phi tần có một bộ hảo giọng nói, cho nên ban tên là Ly Tần. Vì tỏ vẻ Đông Thuận Quốc cùng Tây Thuận Quốc chi gian hữu nghị trường tồn, còn cố ý làm Ly Tần đã hoài thai, sinh hạ tứ hoàng tử, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới chính là, Tây Thuận Quốc một bên dựa vào Đông Thuận Quốc, một bên lại trộn cường đại chính mình lực lượng vũ trang. Chờ hoàng đế lão cha phát hiện không ổn thời điểm, Đông Thuận Quốc cùng Tây Thuận Quốc biên cảnh đã ở vào xấu hổ vị trí, bởi vì hai cái biên cảnh bá tánh thường xuyên có mậu dịch lui tới, biên cảnh thủ vệ cơ hồ thành không có tác dụng. Mà Tây Thuận Quốc binh lính thường xuyên ngụy trang thành thương nhân, tùy tiện đi vào Đông Thuận Quốc, mua đất mua người xây nhà, thậm chí còn cưới Đông Thuận Quốc nữ tử làm vợ làm thiếp, trực tiếp liền bá chiếm Đông Thuận quốc này khối nhất quan trọng địa phương. Tứ vương tử cũng tại đây khối địa phương thành lập chính mình thế lực, điên cuồng gom tiền, điên cuồng chiêu binh mãi mã, nếu đoạt đích thuận lợi, hắn liền lại tiếp tục gom tiền, tiếp tục chiêu binh mãi mã. Ngược lại, vô luận Đông Thuận quốc cái nào hoàng tử thượng vị, hắn đều sẽ mang theo hắn binh mã trực tiếp mưu phản, dù sao hắn phía sau chính là có toàn bộ Tây Thuận quốc làm chỗ tựa lưng. Tứ hoàng tử hảo ngốc, hắn cho rằng có Tây Thuận quốc làm chỗ tựa lưng là có thể kê cao gối mà ngủ, kỳ thật nhân gia chỉ là đem hắn trở thành pháo hôi mà thôi. Triệu trưởng quầy lắc đầu nói, chúng ta dựa theo nguyên kế hoạch đi tỉnh thành, đi trước diệt tứ ca sở hữu sản nghiệp, sau đó lại đi cướp sạch mỏ bạc, ta biết bên kia có hắn phát hiện một cái mỏ bạc. Lục hoàng tử đôi mắt mị mị, tứ ca, có đi mà không có lại quá thất lễ. Mỏ bạc, ha ha, ngẫm lại liền cao hứng, tứ hoàng tử còn tưởng rằng hắn tàn đến nhiều nghiêm mật đâu, nguyên lai bất quá như vậy, bất quá này còn phải hảo hảo cảm ơn đại hoàng tử mới được. Triệu trưởng quầy nghe vậy nở nụ cười. Đúng vậy, nếu không phải đại ca tìm được rồi dấu vết để lại muốn cưỡng đoạt, ta thật đúng là không biết tỉnh thành trong núi cư nhiên có mỏ bạc, quá lệnh người ngoài ý muốn. Chúng ta còn phải cảm tạ tuần phủ đại nhân mới là, như không phải tuần phủ đại nhân coi tiền tài vì cặn bã, vì hắn tiểu công tử như thế phô trương lãng phí, chúng ta như thế nào sẽ biết như vậy bí ẩn tin tức. Triệu trưởng quầy dương dương tự đắc. Tuần phủ đại nhân chính là tứ ca nhất trung tâm một viên quân cờ, thả quỷ kế đa đoan, chúng ta nhất định phải cẩn thận, không thể vào hắn bẫy rập. Lục hoàng tử mày thâm nhăn, một bộ suy nghĩ muôn vàng bộ dáng, triệu trưởng quầy trong lòng chua xót, lục hoàng tử mới 10 tuổi, nhất nên hưởng thụ cha mẹ quan ái tuổi tác, nhưng hắn chẳng những muốn khắp nơi chạy trốn, còn muốn thận trọng từng bước. Tình hình bệnh dịch khống chế được như thế nào? Lục hoàng tử quầy cảm thấy linh hồn của chính mình muốn bay đi trong nháy mắt, trên người bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, đặc biệt là bị kiếm đâm thủng địa phương, đã nhiệt đến có chút nóng lên. Phúc Bảo, sao ngươi lại tới đây? Lục hoàng tử nhìn đến sương mù ám vệ mang theo Phúc Bảo cưỡi ngựa lại đây, kinh hỉ hỏi. Phúc Bảo trắng lục hoàng tử liếc mắt một cái, ngươi như vậy đại công đức giá trị trực tiếp nhào tới, thiếu chút nữa đem nàng cấp phát ngốc, nàng đương nhiên phải dùng tinh thần lực điều tra. Không xem không biết vừa thấy thật đúng là dọa nhảy dựng, lục hoàng tử cư nhiên bị đâm, khó mà làm được, cái này lục hoàng tử trên người công đức giá trị như thế thuần tịnh khổng lồ, sao có thể làm hắn chết? Còn hảo, cho hắn một chi cây mây, bằng không nàng cần phải mất đi cái này khổng lồ công đức giá trị bảo khố, còn có cái này triệu trưởng quầy, chẳng những cứu lục hoàng tử có công, càng quan trọng là hắn đối người trong nhà cũng thực hảo. Phúc Bảo nhắm mắt lại, vận chuyển tinh phách trung bản mạng Nguyên Châu bắt đầu lăn lộn, càng lăn càng nhanh, Nguyên Châu nội linh lực cũng bắt đầu hướng tới triệu trưởng quầy tổn hại thân thể nhào tới. Không biết qua bao lâu, triệu trưởng quầy cư nhiên ngồi dậy, chút nào không cố kỵ Phúc Bảo cái này nữ hoa tử ở bên cạnh, trực tiếp vén lên quần áo của mình xem xét, miệng vết thương cư nhiên đã không có. Lục hoàng tử cũng không tin duỗi tay sờ soạn lên, đem cái triệu trưởng quầy ngứa đến vội vàng tránh đi, đại phu càng là trực tiếp ngất qua đi, dọa. Lão nô cảm tạ Phúc Bảo chủ tử ân cứu mạng. Triệu trưởng quầy xác định chính mình đã bình yên vô sự, trực tiếp quỳ trên mặt đất, đối với Phúc Bảo dập đầu, cái này sương mù ám vệ xấu hổ, hắn lôi kéo mã, Phúc Bảo ngồi trên lưng ngựa, hắn này có tính không cọ tới rồi. Lục hoàng tử vội vàng đi lên đem Phúc Bảo cấp ôm xuống dưới, này mã hắn nhận thức, chính là bị Phúc Bảo hủy hoại thùng xe lại chấn kinh mã, hiện tại xe ngựa hủy hoại, ngược lại phương tiện bọn họ cưỡi ngựa làm việc. Sương mù ám vệ phi thường thức thời đứng ở một bên, tỉnh chờ lục hoàng tử mệnh lệnh, lục hoàng tử nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể, làm phong ám vệ dẫn người xem xét một chút, còn có hay không có thể cứu. Phong ám vệ đã bị thương, cũng may trên người có thuốc hay, vận chuyển một chút nội lực, thương thế hảo rất nhiều. Cẩn thận dò xét một phen, đau lòng lắc đầu, liền như vậy một hồi sẽ thời gian, bọn họ lại mất đi 3 cái huynh đệ, vẫn là kỹ không bằng người a. Làm người đem bọn họ chôn đi, còn có đem cái này tiện loại đưa đến Thục Quý Phi bên người đi, sau đó đi biên cảnh nói cho Triệu đại tướng quân. Lục hoàng tử đau lòng rất nhiều, oán hận nói. Phong ám vệ nghiến răng nghiến lợi gật đầu, sau đó mang theo vài người, bế lên trên mặt đất ám vệ thi thể rời đi, có Phúc Bảo cùng sương mù ở lục hoàng tử bên người, hắn rất yên tâm. Lục hoàng tử chỉ vào triệu trưởng quầy xe ngựa, ý bảo Phúc Bảo vẫn là ngồi xe ngựa, triệu trưởng quầy vội vàng chó má chạy ở phía trước, mở ra xe ngựa môn, thuận tiện còn đem ngất đại phu cũng ôm lên. Chủ tử, cứu những người đó đi, đại phu bỗng nhiên tỉnh, sau đó nhìn lục hoàng tử cùng Phúc Bảo nói. Lục hoàng tử trong lòng một lăng, hắn mới đi rồi một canh giờ đều không đến, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Chủ tử, chúng ta người có hơn 30 cái huynh đệ đều cảm nhiễm dịch chuột, bệnh trạng thực trọng. Ăn dược cũng không dùng được, còn có, dược đã không có, thủy cũng đã không có. Đại phu khóc ròng nói. Lục hoàng tử khó xử nhìn Phúc Bảo gật gật đầu, lúc này đây là Lục hoàng tử ôm lấy Phúc Bảo eo, trực tiếp nhảy lên mã, sương mù ám vệ vội vàng đuổi kịp, Triệu trưởng quầy thấy thế, một phen kéo qua đại phu lên xe ngựa, cũng theo đi lên. Phúc Bảo tinh thần lực đã tán phát đi ra ngoài, tâm chậm rãi đi xuống trầm, nơi xa, vô số linh hồn đầy trời mơ hồ, kia đều là không có sinh mệnh người tìm không thấy hẳn là đi lộ. Chương 179 ánh trăng thảm đạm. Nửa chú hương sau, Phúc Bảo đi tới dịch khu, nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến suy sút Hương lão tam cùng Hương Chương thôn các thôn dân, cũng may những người này sắc mặt bình thường, không hề có bị cảm nhiễm bệnh trạng. Những người này thả đi, bọn họ không có vấn đề. Phúc Bảo chỉ Hương lão tam bọn họ, Triệu trưởng quầy liên tục gật đầu, làm người dọn khai ngăn ở Hương lão tam phía trước hòn đá. Phúc Bảo làm Lục hoàng tử bọn họ tìm một viên tối cao thụ, sau đó đưa chính mình đi lên, Lục hoàng tử tuy rằng trong lòng kỳ quái, nhưng một chữ đều không có hỏi, trực tiếp làm theo. Phúc Bảo khoanh chân ngồi ở trên cây, chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, trong miệng niệm vãng sinh chú, này đó uổng mạng người không có quỷ sai đến mang lộ, chỉ có thể hao phí chính mình linh lực, đưa bọn họ đoạn đường. Suốt một buổi tối, Phúc Bảo ngồi ở trên cây vẫn không nhúc nhích, nếu như không phải nhìn đến nàng khẽ nhúc nhích cái miệng nhỏ, Lục hoàng tử còn tưởng rằng nàng ngủ rồi. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh trăng, vẫn là như vậy thảm đạm, tựa hồ so tối hôm qua càng thêm quạnh quẽ. Lục hoàng tử bỗng nhiên đánh một cái lạnh run, đáy lòng ẩn ẩn bất an lên. Phúc Bảo bỗng nhiên động một chút, Lục hoàng tử vội vàng giữ chặt Phúc Bảo cánh tay, lo lắng nàng ngã xuống thụ. Phúc Bảo mở mắt, trên trán che kín mồ hôi. Nàng niệm một buổi tối vãng sinh chú, lại chỉ siêu độ này 100.000 cái linh hồn trung một bộ phận, bởi vậy có thể thấy được, hai ngày này đột nhiên uổng mạng người quá nhiều, liền địa phủ đều không kịp vận chuyển. Phúc Bảo, làm sao vậy, vì sao ra nhiều như vậy hãng? Thiên đã tờ mờ sáng, Lục hoàng tử rốt cuộc nhìn đến Phúc Bảo trên mặt không ngừng đi xuống chảy mồ hôi, sốt ruột hỏi. Phúc Bảo lắc đầu, nàng linh lực dùng đến quá nhiều, đã không nghĩ nói chuyện, Lục hoàng tử thấy thế, trực tiếp ôm Phúc Bảo, vận dụng khinh công đi tới bọn họ phóng lương thực địa phương. Phúc Bảo nhìn thoáng qua lương thực tồn kho, đã biến mất một nửa, còn có thủy cùng dược liệu, thật sự sắp dùng hết, vội vàng đem tinh phách không gian nội thủy độ ra tới, chứa đầy mấy trăm cái lu nước. Đến nỗi dược, Phúc Bảo cũng không có cách nào, tri phủ nội sở hữu dược liệu nàng đều đem ra, chỉ có thể tưởng mặt khác biện pháp. Lại đi nhìn thoáng qua đại phu trong miệng nhắc mãi những cái đó ám vệ, quả nhiên đều ở ho ra máu, trên người cũng xuất hiện thịt nát, xem ra cũng nhịn không được nhiều ít canh giờ. Phúc Bảo cắn chặt răng, nàng linh lực có thể chữa thương, đến nỗi trị liệu ôn dịch lại là chưa từng có thử qua, trực tiếp vận chuyển khởi linh khí, có thể hay không mạng sống, liền xem các ngươi chính mình. Phúc Bảo điên cuồng chuyển động bản mạng Nguyên Châu, nguyên bản liền dư lại không nhiều lắm linh lực cơ hồ ở một cái nháy mắt tiêu hao hầu như không còn, đan điền nội Hương Chương thụ cấp cơ hồ muốn chạy ra Phúc Bảo đan điền, còn như vậy đi xuống chúng nó sẽ hóa thành tro tẫn. Lục hoàng tử bỗng nhiên bắt được Phúc Bảo tay, khổng lồ lại thuần tịnh công đức giá trị điên rồi dường như nhào vào Phúc Bảo tinh phách nội bản mạng Nguyên Châu, Nguyên Châu trực tiếp bị khổng lồ công đức giá trị cấp căng nứt. Công đức giá trị một bên tu bổ bản mạng Nguyên Châu cái khe, một bên lại đem này căng nứt, vòng đi vòng lại, không ngừng tuần hoàn, đan điền nội Hương Chương thụ càng là tham lam hấp thu công đức giá trị, bổ sung khô cạn hệ rễ. Lục hoàng tử nhìn đến Phúc Bảo trắng bệch sắc mặt, còn có kia lung lay sắp đổ nho nhỏ thân thể, đau lòng giống như bị xẻo một miếng thịt, vội vàng giữ chặt Phúc Bảo tay, không cho nàng té ngã. Trong lòng vẫn luôn mắng chính mình vô năng, mắng chính mình liên lụy Phúc Bảo, vì tổ mẫu nhận hết trăm cây ngàn đắng, mới được Phúc Bảo như vậy cái bảo bối, nếu bị hắn liên lụy hỏng rồi, hắn cũng không cần sống. Lục hoàng tử càng áy náy, liền càng cảm kích Phúc Bảo, công đức giá trị liền càng nhiều, đem cái Phúc Bảo làm cho, hoặc là làm chết, hoặc là hạn chết. Phúc Bảo trong lòng sốt ruột, ngươi người này luôn là như vậy, hoặc là không có một đinh điểm công đức giá trị, hoặc là tựa như thác nước giống nhau, toàn bộ hướng chính mình nơi này đưa, có thể hay không học chảy nhỏ giọt tế lưu a. Nhưng hiện tại không có thời gian nét mực cái này, bản mạng Nguyên Châu càng thêm điên cuồng chuyển động lên, chính mình không kịp hấp thu liền phân tán đi ra ngoài, đang điền nội Hương Chương thụ, tinh phách không gian đều tràn ngập thuần tịnh công đức giá trị. Xa ở huyễn hồ trên cổ lão cây mây, chỉ chớp mắt liền rời đi huyễn hồ, về tới Phúc Bảo trên cổ tay, Lục hoàng tử kinh ngạc nhìn Phúc Bảo trên cổ tay bỗng nhiên nhiều ra tới một cái đen tuyền đồ vật, như thế nào sẽ như thế thô to, đều phải che khuất Phúc Bảo toàn bộ cánh tay. Nhìn thoáng qua chính mình trên cổ tay vòng tay, bỗng nhiên phát hiện không thấy, này nhưng đem Lục hoàng tử cấp, đang muốn tìm kiếm, lại thấy kia vòng tay hảo hảo bám vào Phúc Bảo trên cổ tay. Bất tri bất giác, lại qua 7 ngày, nếu không phải Lục Hoàng tử làm sương mù ám vệ trở về nói cho Hương gia người, Phúc Bảo ở tu luyện đi không khai, phỏng chừng Hương lão gia tử sẽ mang theo người nhà trở lại nơi này. Mà này 7 ngày, hơn 30 cái ám vệ bởi vì Phúc Bảo linh lực, khỏi hẳn hơn phân nửa, còn có hơn một nửa thật sự là bệnh trạng quá nặng, cứu không trở lại, cho dù như vậy, Lục Hoàng tử cũng là đối Phúc Bảo vô cùng cảm ơn. Xa ở Hoàng Thành Chân Nguyên Đại Sư, cũng đem chính mình nhốt ở thiện phòng 7-8 thiên, này 7-8 thiên, hắn không ăn không uống niệm vãng sinh chú, muốn đưa những cái đó uổng mạng bá tánh đoạn đường. Không biết khi nào, dịch chuột đã ở Hoàng Thành xuất hiện, theo Triệu Vinh Triết tin tức, liền biên cảnh quan binh cũng đều nhiễm dịch chuột, thương vong vô số. Cũng may Triệu đại tướng quân cùng Hoàng hậu nương nương sáng sớm được đến. Vinh Triết nhắc nhở, đã bị hảo sung túc dược liệu, tuy rằng không biết Huyễn Hồ vì sao cảnh báo, nhưng chuẩn bị lên luôn là không sai. Cho nên dịch chuột đối Hoàng cung, Triệu đại tướng quân quân doanh, còn có Uy Viễn tướng quân phủ, Trấn Quốc hầu phủ đều không có cái gì ảnh hưởng, chịu khổ chịu nạn vĩnh viễn là những cái đó sinh hoạt ở tầng dưới chót bá tánh. Bên trong Hoàng Thành mỗi người cảm thấy bất an, cửa hàng đã đóng cửa, buổi tối cũng bắt đầu cấm đi lại ban đêm, Hoàng đế lão nhân càng là hạ thánh chỉ, nhất định phải đem ôn dịch tiêu diệt ở Hoàng Thành trung, tuyệt đối không cho phép cảm nhiễm đến Hoàng Thành bên ngoài bất luận cái gì địa phương. Chỉ là cái này thánh chỉ hạ có chút đã muộn, đó là tứ hoàng tử bị Tây Thuận quốc hoàng đế xúi dục, cố ý thả xuống ra tới ôn dịch, tốc độ cực nhanh, truyền bá rộng, hoàn toàn ra ngoài lão hoàng đế ngoài ý liệu. Trong lúc nhất thời, Đông Thuận quốc các nơi đều dược liệu báo nguy, liền bị hoàng đế đưa đến phương Nam đại hoàng tử, cũng thiếu chút nữa nhiễm dịch chuột, cũng may bên kia đã xảy ra hồng nạn úng hại, hắn sớm một ngày rời đi, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Hoàng hậu thỉnh chỉ, muốn đi chân nguyên chùa dân hương khẩn cầu trời cao có đức hiếu sinh, làm Đông Thuận quốc các con dân bình yên vượt qua lần này nguy cơ, hoàng đế lão nhân trong lòng cảm kích, lúc này còn dám ra cung, quả nhiên là quốc mẫu phong phạm. Hoàng hậu ra cung, toàn bộ đội danh dự đội ngũ phi thường xa hoa, bên người sở trạm người toàn vì cao thủ, trong đó có hoàng đế, hoàng hậu, đương nhiên không rời đi Trấn Quốc hầu phủ cùng Uy Viễn tướng quân phủ, thậm chí liền Trấn Quốc hầu phủ lão phu nhân đều đi ra hầu phủ, phải vì thiên hạ thương sinh cầu phúc. Còn có Uy Viễn tướng quân phủ lão phu nhân, tuổi trẻ khi nhiều năm bồi phu quân ngồi canh ở biên cảnh, già rồi thân thể càng thêm suy yếu, nếu không phải năm đó Phúc Bảo kia căn trăm năm nhân sâm, phỏng chừng đã sớm cùng hoàng thổ làm bạn. Chương 180 cầu phúc. Cho nên cho dù Uy Viễn tướng quân phủ lão phu nhân muốn đi chân nguyên chùa cầu phúc, cũng bị mọi người phản đối, chỉ có thể uể oải nằm ở noãn các sinh khí, tâm lại là vui mừng. Quảng cu ẻ Hoàng Thành đại đạo cũng lục tục có người, các bá tánh biết được hoàng hậu không màng chính mình bị cảm nhiễm nguy hiểm, cũng phải đi chân nguyên chùa cầu phúc, tâm tồn cảm kích, yên lặng đi theo đội danh dự mặt sau. Chân Nguyên Đại Sư rốt cuộc mở mắt, vô tâm vội vàng dâng lên trà xanh cùng tố điểm, đều 7-8 thiên không ăn không uống, không điểm thật, nàng sao? Thục Quý Phi một bên não bổ chính mình còn bị chịu sủng ái, một bên lại phủ định vừa rồi ý tưởng, đầu óc hỗn loạn một mảnh, dẫn tới đầu đau muốn nứt ra, chỉ có thể làm trường hầu nữ đổi lấy thái y. Chương 181 chờ đợi. Ai đều không muốn cấp Thục Quý Phi đi bắt mạch, cuối cùng vẫn là một cái lão thái y trốn không xong, nơm nớp lo sợ đi vào Thục Quý Phi trong cung, vị này Thục Quý Phi chính là nổi danh khó chơi, hy vọng hôm nay đi bắt mạch đừng bị khó xử. Lão thái y cung kính quỳ trên mặt đất vì Thục Quý Phi bắt mạch, chỉ là đương tay đáp thượng Thục Quý Phi mạch đập, trong lòng liền hiểu rõ, vị này Quý Phi quanh năm suốt tháng trăm phương ngàn kế, đã đem chính mình cấp tra tấn đến thể xác và tinh thần lao lực quá độ, tinh bị lực tẩn. Như thế đi xuống, tất nhiên sẽ ảnh hưởng thọ mệnh, thậm chí còn có không thể tưởng được ngoài ý muốn phát sinh, chỉ là loại này lời nói có thể đối Thục Quý Phi nói sao, đương nhiên không thể, bằng không chính mình trên cổ đầu còn muốn hay không. Bẩm Quý Phi nương nương thân thể an khang, chỉ là ngẫu nhiên cảm phong hàn, cho nên mới dẫn tới đau đầu thể mệt, vi thần chỉ cần khai 2 phút dược là có thể thuốc đến bệnh trừ, thỉnh Quý Phi nương nương yên tâm. Thái y thỉnh hướng thiên điện khai dược. Trường hầu nữ nhìn đến Thục Quý Phi hơi hơi gật đầu, vội vàng đem thái y thỉnh đến thiên điện, thái y lùi lại vài bước, hành lễ cáo biệt, lúc này mới cảm giác được chính mình phía sau lưng sớm bị ướt đẫm mồ hôi. Viết xong phương thuốc, thái y cáo từ, hắn chuẩn bị đi theo viện sử cáo lão về quê, đã hơn 50 tuổi người, lại ở thái y viện đãi đi xuống, mạng già đều phải bị dọa không có. Hoàng hậu Tần Như Nguyên biết được Thục Quý Phi thỉnh thái y, không khỏi cong môi cười, hẳn là biết chính mình ra cung cầu phúc, trong lòng không thoải mái đi, ha hả, ngươi không thoải mái ta liền thoải mái. Tường Vi, ta Hoàng Nhi hiện tại ở nơi nào, có hay không mật tin? Hồi hoàng hậu nương nương nói, còn không có mật tin, bất quá Lục hoàng tử là chúng ta Đông Thuận quốc duy nhất con vợ cả, phúc tinh cao chiếu, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Tường Vi minh bạch nhà mình hoàng hậu tâm sự, vội vàng an ủi nói. Hoàng hậu tự nhiên gật đầu, xoay người hướng tới nội thất đi đến, nàng cũng mệt mỏi, cần thiết đến hảo hảo ngủ một giấc, hy vọng tỉnh lại là có thể thu được Hoàng Nhi thư tín. Hương lão gia tử bọn họ đã ở ven đường rừng cây nhỏ nơi này dừng lại 7 ngày, chỉ cần Phúc Bảo không có trở về, bọn họ liền sẽ tại đây chờ. Nguyên bản theo ở phía sau 6 hộ nhân gia còn tưởng rằng chỉ là chờ một ngày một đêm, nào biết đâu rằng 2 ngày đi qua, Hương lão gia tử còn không có đi ý tứ, bọn họ nhìn không được sốt ruột. Vô luận như thế nào, ở tỉnh thành tìm ăn khẳng định so đãi ở chỗ này chờ chết muốn cường nhiều, cho nên mấy hộ nhà thương lượng một chút, cùng nhau tới tìm Hương lão gia tử. Hương lão gia tử cũng thật ngượng ngùng, áy náy nói cho bọn họ muốn tại đây đám người, nếu chờ không kịp có thể đi trước rời đi, nếu cảm thấy ít người không dám lên đường, liền chờ lão tam bọn họ lại đây cùng nhau đi. 6 hộ nhân gia hai mặt nhìn nhau, trong lòng đối Hương lão gia tử sinh ra bất mãn, nếu chờ Hương lão tam cùng nhau đi, lúc trước bọn họ cũng sẽ không theo Hương lão gia tử rời đi, quay đầu lại đi theo Hương lão tam, không phải chính mình đánh chính mình mặt sao. Hương lão gia tử đương nhiên minh bạch bọn họ ý tưởng, chỉ là Phúc Bảo không có trở về, hắn là quyết định sẽ không rời đi, vì tỏ vẻ xin lỗi, làm phú quý đi cầm 2 ngày lương thực cho này đó thôn dân. Thôn dân nhìn đến 6 tiểu túi lương thực cùng 6 tiểu bình thủy, mặt lập tức liền đỏ lên, bọn họ là lo lắng lương thực không đủ, nhưng... Ai, lão gia tử chính là lão gia tử, tâm địa vẫn là như vậy thiện lương. 6 hộ thôn dân cầm lương thực cùng thủy rời đi, thật sự là bên người không có nhiều như vậy lương thực có thể háo, chỉ có đi phía trước đi, mới có đường sống, đến đổi chờ lão tam cùng nhau đi, bọn họ căn bản là không có nghĩ tới. Hương lão gia tử bọn họ nơi nơi nhìn, tìm được một cái tránh gió rừng cây nhỏ, quyết định liền ở chỗ này tạm thời dàn xếp xuống dưới, chờ Phúc Bảo bọn họ trở về, lại cùng nhau rời đi. Bởi vì Phúc Bảo không ở, bọn họ ở ăn uống phương diện thật đúng là tiết kiệm không ít, huống hồ hiện tại 4 hộ nhân gia thức ăn đều đặt ở một khối, trong lúc vô ý lại giúp đỡ thôn trưởng cùng Hán Hà 2 hộ nhân gia. Cho nên xe bò thượng lương thực cũng ở nhanh chóng tiêu hao, nhìn xem dư lượng, cũng bất quá còn có thể chống đỡ cái 10 ngày nửa tháng, nếu như hơn 10 ngày hạnh phúc cuối đời Bảo còn không trở lại, bọn họ cũng sẽ cạn lương thực. Hương lão tam bọn họ bị cho đi sau, mang theo thôn dân cũng đi vào cái này địa phương, liếc mắt một cái liền nhìn đến Hương lão gia tử một đám người ở nhóm lửa nấu cơm, đều cao hứng chạy tới, bọn họ cho rằng Hương lão gia tử là riêng ở chỗ này chờ bọn họ. Hán Lâm thúc, sao liền các ngươi mấy hộ nhà, Hương Bình bọn họ đâu? Hương lão tam khắp nơi nhìn, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Bọn họ trước rời đi, chúng ta bởi vì phải đợi vài người, cho nên chậm trễ. Hương lão gia tử cười nói, không hề có bởi vì Hương lão tam thượng một lần xuất khẩu vô lễ mà sinh khí. Hán Lâm thúc, thực xin lỗi, thượng một lần là chất nhi ta nói không lựa lời, nói hưu nói vượng, khẩn cầu Hán Lâm thúc đem những lời này đó đều quên đi, chúng ta chung quy là một cái thôn người. Hương lão tam suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là quyết định có sai liền sửa. Không có việc gì, ngươi có suy nghĩ của ngươi, ta có ý nghĩ của ta, mặt khác, chúng ta không biết gì thời điểm đi, nếu các ngươi sốt ruột, có thể đi trước rời đi. Hương lão gia tử nói. Hương lão tam không nói, hắn không biết Hương lão gia tử nói chính là nói thật vẫn là khí lời nói, còn có hắn bị mất 10 mấy hộ thôn dân, đã không bị các thôn dân sở tín nhiệm. Các thôn dân đương nhiên hy vọng cùng Hương lão gia tử cùng nhau đi, nhưng nhân gia đã nói rành mạch, bọn họ phải đợi người, lại còn có không biết chờ đến khi nào. Hương lão gia tử phải đợi ai a? Một cái thôn dân hỏi. Giống như Phúc Bảo không thấy. Kia đối tỷ đệ cũng không thấy. Còn có Bình An làm việc cái kia trưởng quầy giống như cũng không thấy, rốt cuộc phát sinh gì sự? Chẳng lẽ cảm nhiễm dịch chuột? Nói bậy, cảm nhiễm dịch chuột lão gia tử bọn họ cũng trốn không thoát. Kia rốt cuộc đi nơi nào? Ta sao biết? Chúng ta đây đi theo chờ vẫn là rời đi a? Đương nhiên rời đi, ngươi xe đẩy tay thượng còn thừa nhiều ít lương thực, chờ nổi sao? Hương lão gia tử bọn họ đều không nói lời nào, nghe các thôn dân ríu rít, Hương nãi nãi cũng đi tìm thôn trưởng tức phụ, ý bảo bọn họ nếu không nghỉ chờ, vừa vặn có thể cùng Lý trưởng bọn họ một khối rời đi. Thôn trưởng toàn gia đã sớm thương lượng qua, kia đối tỷ đệ nhìn qua thường thường vô kỳ, nhưng tuyệt đối là người giàu có gia ra tới hài tử, còn có Phúc Bảo, tự hồ cũng có chút không người biết bản lĩnh. Bọn họ mấy ngày không thấy, khẳng định đi làm cái gì đại sự, cho nên chỉ cần an tâm chờ bọn họ trở về có thể, bằng không đi rồi không bị đói chết chính là bị dân đói đoạt lương thực, cũng sống không được. Chúng ta không đi, cùng nhau chờ Phúc Bảo bọn họ trở về. Phú Quý Hòa Bình An cũng đi tìm Hương Hán Hà cùng Hương Hán Cầm, bọn họ hai nhà căn bản không suy xét, trực tiếp xua tay, muốn chết cùng chết, muốn sống cùng nhau sống, vốn là cùng căn sinh, sao có thể gặp nạn liền trước thoát đi. Hương Hán Cầm còn lo lắng Phúc Bảo đâu, kia chính là nàng đầu quả tim thượng người, không có Phúc Bảo nơi nào có nàng Đỗ Khang, cho nên Phúc Bảo không trở lại nàng kiên quyết sẽ không rời đi. Hương Lão Tam bọn họ liền đãi một buổi tối, ngày hôm sau sáng sớm liền rời đi, không có cách nào, không nhanh chóng đuổi tới tỉnh thành, bọn họ cũng sẽ bị đói chết. Chương 182 Trâu rừng uy vũ. Phúc Bảo là ở ngày thứ 8 mở to mắt, đương đôi mắt mở trong nháy mắt, một đạo kim quang hiện lên, trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa, mà Phúc Bảo tinh phách nội bản mạng Nguyên Châu, lại lớn một vòng, Nguyên Châu thượng che kín điểm điểm kim quang, táp là đẹp. Nhìn đến cánh tay thượng lão cây mây, Phúc Bảo thật là tưởng niệm, vuốt ve một chút lão cây mây, dò hỏi nó Hương Thiên cùng Hương Sa còn có Huyễn Hồ hiện tại như thế nào. Lão cây mây nhanh chóng gần đoạn thời gian phát sinh sự tình nói cho Phúc Bảo chấn động, trách không được nàng niệm một buổi tối vãng sinh chú cũng chưa tiễn đi nhiều ít cái, nguyên lai toàn bộ Đông Thuận Quốc đều đã xảy ra tình hình bệnh dịch, liền hoàn thành cũng không có né tránh. Hương Thiên bọn họ như thế nào? Phúc Bảo vội hỏi. Lão cây mây bay lên dựng lên, hướng Hương Thiên nơi hoàn thành bay đi, có nó cùng Huyễn Hồ ở, Hương Thiên bọn họ nhưng hảo đâu, nếu không phải lo lắng Phúc Bảo lúc này đây công đức giá trị quá nhiều không kịp hấp thu, nó đều sẽ không gấp trở về. Phúc Bảo đứng lên, nhìn đến còn dư lại hơn một nửa lương thực, không khỏi nhíu mày, nàng biết này đó lương thực chẳng những phải cho dân đói thi cháo, càng là muốn cung cấp cấp Hương Chương Phủ Thành. Hương Chương Phủ Thành đã bị lục hoàng tử cấp bắt lấy, nhưng đồng thời cũng muốn gánh vác Phủ Thành nhu cầu, nguồn nước bọn họ có thể đào hố mang nước, nhưng lương thực lại không có khả năng đào cái hố sẽ có cơm ra tới. Phúc Bảo âm thầm thở dài, tay nhỏ vung lên, toàn bộ phòng lại bị lương thực lấp đầy, này đó lương thực vô luận như thế nào đều có thể căng quá một tháng, lúc ấy Phủ Thành tri phủ hẳn là đã tới đi. Lục hoàng tử đang xem tin, đó là từ biên cảnh đưa lại đây mật tin, tin nhắc tới dịch chuột càng rỡ, may mắn lúc ấy Huyễn Hồ cảnh báo, Triệu Vinh Triết làm cho bọn họ trước tiên chuẩn bị, mới không có gây thành đại họa. Nhưng tứ hoàng tử dụng tâm hiểm ác đã rõ như ban ngày, ở phong ám vệ bọn họ nỗ lực hạ, đã tìm được hữu lực chứng cứ, làm người đưa đến hoàng thành đi, đến lúc đó liền xem hoàng đế lão cha xử trí như thế nào. Trong giây lát, trên cổ tay trồng lên một cái vòng tay, đem lục hoàng tử cấp khiếp sợ, bên cạnh sương mù ám vệ càng là rút ra trường kiếm, tùy thời chuẩn bị giết địch. Phúc Bảo tỉnh. Lục hoàng tử nhìn quen thuộc vòng tay, cao hứng đẩy ra kho lúa môn, chỉ là tràn đầy một phòng lương thực làm lục hoàng tử quên mất hắn tưởng lời nói. Nguyệt chủ tử ngươi tỉnh. Vẫn là sương mù ám vệ thanh âm nhắc nhở lục hoàng tử tiến lên vài bước, kéo Phúc Bảo tay nhỏ, không biết nên như thế nào biểu đạt hắn cảm kích. Phúc Bảo hôn mê, công đức giá trị lại tới nữa, cũng may lần này không thượng một lần như vậy hung mãnh, vậy tạm thời tồn trữ ở tinh phách không gian, chờ trở lại cha mẹ bên người rồi nói sau. Ta cha mẹ như thế nào? Phúc Bảo hỏi, đồng thời tinh thần lực cũng tán phát đi ra ngoài, liếc mắt một cái liền nhìn đến nhà mình cha cùng đồ tể, còn có thôn trưởng cùng Hương Dương, tiểu thúc cùng tiểu thẩm trong tay cầm dao chẻ củi, xẻng sắt cùng đại đao, đối mặt một đại bang tử dân đói. Mà mấy cái ca ca cùng tiệm vải Vương Tiểu Nhị đều vây quanh ở xe ngựa chung quanh, bảo hộ trong xe ngựa người già phụ nữ và trẻ em, những cái đó dân đói nhóm tắt như hổ rình mồi nhìn nhà mình xe bò cùng xe ngựa, trong ánh mắt toát ra tham lam. Sương mù đại ca, ngươi mau mang ta trở về, ta lo lắng ta cha mẹ bọn họ có nguy hiểm. Phúc Bảo vội vàng nói. Sương mù ám vệ trong lòng một lăng, vội vàng dắt ra kia con ngựa, lại bị lục hoàng tử cấp tiệt hồ, Triệu thúc, ngươi cùng đại phu mang điểm lương thực lái xe trở về, ta mang Phúc Bảo đi trước. Triệu trưởng quầy còn chưa tới kịp nói cái gì, lục hoàng tử đã mang theo Phúc Bảo lên ngựa, nhanh chóng hướng tỉnh thành phương hướng chạy tới, sương mù ám vệ càng là thi triển khinh công đi theo lục hoàng tử, một bước cũng không thả lỏng. Từ Hương Lão Tam mang theo thôn dân rời đi sau, những cái đó không có bị cảm nhiễm dân đói nhóm cũng lục tục hướng tỉnh thành phương hướng tới, bọn họ không giống Hương Chương thôn thôn dân, tìm được giả lúa, tuy rằng bán không ít, nhưng tổng tồn đủ rồi 2 tháng lương thực. Trên người còn có chút lương thực dân đói nhóm ở chỗ này đãi một buổi tối liền rời đi, những cái đó đã đói bụng dân đói tắt nhìn 4 đầu màu đen đại ngưu cùng 2 chiếc xe ngựa chảy nước miếng. Hơn nữa 4 cái xe đẩy tay thượng vật tư, làm những người đó đều tâm động lên, nhưng bọn hắn cũng là cẩn thận, này một đường đi tới, nếu ai dám đánh cướp chạy nạn giả, sẽ bị giấu ở dân đói trung một ít người trừ ra, cầm đốn củi đao, mang theo bọn đệ đệ canh giữ ở cuối cùng. Cuối cùng vẫn là Hương nãi nãi từ giữa nhìn ra huyền cơ, mấy cái trên mặt đất nằm thi thể, bọn họ cổ họng đều cắm một mũi tên từ đâu tới, đương nhiên là có người âm thầm ở trợ giúp bọn họ. Hán Lâm, không cần lo lắng, Thế Hàm đứa nhỏ này hẳn là lưu lại ám vệ, ngươi xem những người đó, đều chết ở cung tiễn thủ mũi tên hạ. Hương nãi nãi chỉ vào trên mặt đất thi thể nói. Hương lão gia tử tập trung nhìn vào, treo cao tâm lập tức hạ xuống, ngực kia cổ hờn dỗi cũng nháy mắt tan đi ra ngoài, cả người đều tinh thần lên. Ngồi ở trong xe ngựa Hán Hà tức phụ cùng nàng con dâu, còn có thôn trưởng tức phụ cùng Thủy Miêu đám người cũng nghe tới rồi Hương nãi nãi nói, đồng thời may mắn bọn họ lựa chọn là chính xác. Sương mù ám vệ cổng Phúc Bảo đi tới xe ngựa trước, Phú Quý Tẩu vừa thấy đến Phúc Bảo, điên rồi dường như nhào tới, đem Phúc Bảo gắt gao ôm vào trong ngực, chết cũng không chịu buông tay. Phúc Bảo đã là cái 7 tuổi tiểu cô nương, trước mắt bao người bị mẫu thân như thế ôm, trên mặt xuất hiện đỏ ửng, nhưng chung quanh người tựa hồ không có phát hiện nàng quẫn bách, đều vì nàng trở về mà cao hứng không thôi. Bốn đầu trâu rừng cũng xoay người hướng Phúc Bảo phương hướng đã đi tới, dân đói nhóm nhìn đến trâu rừng tránh ra, đều liền một tổ ong muốn thoát đi, lại một vòng dẫm đạp bắt đầu rồi. Lúc này đây Phúc Bảo cùng nàng người nhà đều thờ ơ lạnh nhạt, cho bọn hắn ăn như vậy nhiều cứu tế cháo, cuối cùng lại đổi lấy như thế kết quả, thật sự làm Phúc Bảo có chút thất vọng. Phúc Bảo dùng tinh thần lực xem xét mỗi một cái Hương gia người, thậm chí liền trong xe ngựa người đều nhìn một lần, cuối cùng cư nhiên phát hiện một cái ngoài ý muốn, Thẩm Diệu Cầm trên người có tân sinh mệnh lực. Nương, tiểu Thẩm hẳn là mang thai. Phúc Bảo ở Phú Quý Tẩu bên tai nói. Phú Quý Tẩu nghe xong Phúc Bảo nói, chấn động, bọn họ chạy nạn đã mau 2 tháng, hẳn là ở quê quán liền có mang, cái này em dâu cư nhiên một chút cũng không biết. Nương, cùng ngươi nói chuyện này. Phú Quý Tẩu rốt cuộc buông ra Phúc Bảo, hướng tới Hương nãi nãi nhào tới, Hương nãi nãi nhìn đến Phú Quý Tẩu buông tay, vừa muốn đi ôm Phúc Bảo, lại bị Phú Quý Tẩu động tác cấp dọa tới rồi. Nương, đệ muội có. Gì, ai nói? Phúc. Ta nói. Hương nãi nãi nhìn về phía Phúc Bảo, thấy nàng khẽ gật đầu, nước mắt không biết cố gắng rớt xuống dưới, nàng đáng thương Cát Tường, ở ăn như vậy nhiều khổ, rốt cuộc có thể đương cha. Thẩm Diệu Cầm thấy nhà mình bà mẫu chết nhìn chằm chằm nàng xem, không khỏi có chút bất an, nàng nhìn thoáng qua chính mình trong tay mang huyết khảm đao, còn có trên người bị huyết lây dính quần áo, không khỏi hoảng hốt lên. Chính mình đi theo cha áp tải thời điểm, cũng là như thế này hung mãnh vô cùng, không hung mãnh không được a, loại này thời điểm ngươi phàm là nhược một chút, đều sẽ trở thành nhân gia đao hạ quỷ. Nhưng nhà mình cha chồng bà mẫu đều không có gặp qua loại này trận trượng a, cho nên hôm nay nàng giết được quá hải, cư nhiên quên chính mình đã gả chồng, đã là một cái con dâu. Nương, ta sai rồi, ta về sau không dám. Thẩm Diệu Cầm dây túng. Đứa nhỏ ngốc, ngươi về sau cho dù dám ta cũng không cho ngươi ra tay, đều phải làm nương người, còn như thế hấp tấp bột chột. Hương nãi nãi vươn tay, tinh tế sửa sang lại Thẩm Diệu Cầm tản ra tóc đẹp. Tốt nương, ta nhất định nghe ngài, cái gì làm nương, ai phải làm nương, chẳng lẽ là ta sao? Thẩm Diệu Cầm thuận miệng nói tiếp, bỗng nhiên tạm dừng một chút, sau đó dùng tay chỉ chính mình, không thể tin tưởng nói. Cát Tường nhìn đến nhà mình lão nương hướng tới Thẩm Diệu Cầm đi đến, không khỏi rụt rụt cổ, xem ra Diệu Cầm phải bị nương mắng, khiến cho nương mắng vài câu đi, Diệu Cầm thật sự là quá hung mãnh, liền hắn đều thiếu chút nữa bị hù chết. Bất quá liền mắng vài câu, hắn liền qua đi giải vây, rốt cuộc loại này thời khắc không liều mạng cũng không được, nương hẳn là minh bạch đạo lý này, chỉ là chờ hắn tới gần sau, hắn nghe được cái gì, Diệu Cầm phải làm nương, kia ai là cha a? Chương 184 lập uy. Hương nãi nãi quay đầu nhìn đến đồng dạng giống như huyết người Cát Tường, vui mừng vỗ vỗ Cát Tường cánh tay, mau mang ngươi tức phụ đổi một bộ quần áo, ta đi lấy thủy cho các ngươi rửa rửa. Cát Tường chất phát gật gật đầu, sau đó nhìn Thẩm Diệu Cầm bụng, trong đầu tổng quay lại, đều phải làm nương người, những lời này, trong giây lát, Cát Tường tỉnh ngộ, đó là hắn hài tử. Nhớ rõ mới vừa thành thân khi, hắn là ngày mong đêm mong, hy vọng Diệu Cầm có thể sinh một cái giống Phúc Bảo giống nhau tiểu nữ hoa tử. Nhưng 1 tháng đi qua, 1 năm đi qua, liền Phúc Bảo đều 7 tuổi, hắn tự hồ đã không có hy vọng. Cho dù như vậy, có người khuyên nói hắn nạp một cái thiếp, ít nhất có thể sinh cái hài tử, nhưng hắn vẫn là cự tuyệt, không hài tử liền không hài tử bái, đại ca cùng nhị ca thêm lên chính là có 6 cái nam qua đâu. Quan trọng nhất chính là hắn cực kỳ bảo bối Phúc Bảo, nếu thật sự không có hài tử, hắn liền đem Phúc Bảo trở thành chính mình khuê nữ giống nhau đau ái, cũng là giống nhau. Nào từng tưởng ngày đêm muốn thời điểm không có hài tử, hiện tại đối hài tử không có hy vọng, rồi lại tới, này năm mất mùa còn chạy nạn, nên như thế nào bảo hộ mới hảo. Cát Tường vương đôi tay, một tay ôm lấy Thẩm Diệu Cầm eo, một tay vuốt ve nàng bụng, thanh âm nhu hòa muốn tích ra thủy tới, Diệu Cầm, ngươi mang thai, ngươi phải làm nương, ta phải làm cha. Thẩm Diệu Cầm cũng đem chính mình tay bao trùm ở Cát Tường trên tay, tâm tình phi thường phức tạp, nàng không biết nương vì sao sẽ nói nàng có, là không nghĩ làm nàng cầm đao giết địch, cố ý lừa nàng, vẫn là thật sự có. Cát Tường, ta không biết ta có, nương sao biết ta có, đều không có làm đại phu bắt mạch đâu. Cát Tường có chút phát ngốc, đầu óc cũng lập tức thanh tĩnh vài phần, hắn quay đầu lại hướng tới người nhà phương hướng nhìn lại, bọn họ đều cười ngâm ngâm nhìn chính mình, đặc biệt là Phúc Bảo, một bộ dáng vẻ đắc ý. Tức phụ, ngươi khẳng định có, đừng quên Phúc Bảo đã trở lại. Cát Tường nhìn đến Phúc Bảo tươi cười liền minh bạch, này khẳng định là tiểu nha đầu đã nhìn ra, cho nên nói cho người nhà, sau đó nương liền tới nói cho chính mình tức phụ. Thẩm Diệu Cầm cũng nhìn đến Phúc Bảo, không biết vì sao, nhìn đến Phúc Bảo kia thuần tịnh tươi cười, cũng tin tưởng chính mình trong bụng có bảo bảo, nàng nhẹ nhàng xoa xoa bụng, âm thầm cầu nguyện, cầu Các Lộ thần tiên ban một cái như Phúc Bảo giống nhau nữ hài tử cho ta. Thủy Miêu bọn người mang theo hài tử xuống xe ngựa, nguyên bản là muốn cho Thẩm Diệu Cầm lên xe ngựa hơi chút rửa sạch một chút, đổi một kiện quần áo, mà khi bọn họ nghe được Thẩm Diệu Cầm trong bụng có hài tử thời điểm, đều dọa đến hít hà một hơi. Nửa canh giờ trước còn nhìn đến Thẩm Diệu Cầm tay cầm đại đao, không chút do dự hướng những cái đó muốn cướp đoạt bọn họ lương thực dân đói chém tới, nơi nào giống một cái đã hoài thai đại bụng bà. Bất quá nhìn nàng bình thản bụng, hẳn là Diệu Cầm chính mình vừa mới phát giác, nhưng lúc này mới là nguy hiểm nhất, một không cẩn thận liền sẽ lạc thai có được không? Phú Quý Tẩu nhìn đến mọi người đều xuống xe ngựa, vội vàng đem một cái đại bồn phóng tới trên xe ngựa, đến nổi thủy, có Phúc Bảo ở hoàn toàn không cần lo lắng. Thẩm Diệu Cầm vội vàng cầm chính mình tắm rửa quần áo, lên xe ngựa, nhìn đến một đại bồn nước trong, liền biết là Phúc Bảo làm ra tới, không khỏi hít sâu một hơi, nàng nên có bao nhiêu đại phúc phận, mới có thể gả đến Hương gia, có Phúc Bảo cái này chất nữ a. Phúc Bảo bỗng nhiên tiếp thu đến Cát Tường cùng Thẩm Diệu Cầm công đức giá trị, không khỏi trong lòng ấm, đây là người nhà, chỉ cần được đến bất luận cái gì ân huệ đều biết cảm ơn. Thẩm Diệu Cầm đóng cửa xe cùng cửa sổ xe, cầm khăn ướt thủy, tỉ mỉ đem chính mình mặt cấp rửa sạch sẽ, sau đó là cổ, cánh tay. Còn có một đôi một cái tuần không có tẩy quá chân, liền nàng chính mình đều ghét bỏ chính mình, còn giống như nếu không phải thủy biến thành màu đỏ, nàng còn tưởng lau một chút thân mình đâu. Cát Tường vẫn luôn chờ ở bên ngoài, cảm thấy Thẩm Diệu Cầm không sai biệt lắm tẩy xong rồi, mới gõ cửa, nghe được là nhà mình tướng công thanh âm, Thẩm Diệu Cầm mở cửa xe, đem một chậu màu đỏ thủy giao cho Cát Tường, làm hắn lặng lẽ đảo rớt. Cát Tường nơi nào bỏ được đem thủy đảo rớt, vội vàng liền máu loãng đem chính mình tay mặt cũng giặt sạch một chút, lại đem xú chân rửa sạch một phen, mới đem thủy mang sang đi ngã xuống một viên dưới tàn cây. Thẩm Diệu Cầm có chút ngốc, này thủy nàng tẩy quá chân, sao có thể làm Cát Tường rửa mặt, nhưng nàng vừa muốn mở miệng ngăn cản, Cát Tường đã đem thủy hắt ở chính mình trên mặt. Hảo đi, vậy không nói, bằng không tốt đẹp không khí liền sẽ không thấy, liền làm bộ chính mình không có tẩy quá chân là được, Thẩm Diệu Cầm trong lòng ám chỉ chính mình. Khô cạn thổ địa lập tức liền đem thủy cấp hấp thu vô tung vô ảnh, không bao lâu, liền thủy dấu vết cũng chậm rãi biến mất, mọi người đều ngồi ở vải dầu thượng ăn cái gì, chút nào không biết Cát Tường vừa mới đảo rớt một đại bồn thủy. Nhìn xem sắc trời không còn sớm, bọn họ còn phải tiếp tục lên đường, nhanh chóng sửa sang lại một chút đồ vật, Hương Sơ mang theo bọn đệ đệ lại đem xe bò cấp treo lên. Phúc Bảo sớm tại bọn họ ăn cái gì thời điểm, liền cấp 4 đầu ngưu cùng 8 đầu mã uy đủ cỏ xanh cùng thủy, hiện tại phải rời khỏi, đại ngưu cùng con ngựa tinh thần lần bổng. Thẩm Diệu Cầm nguyên bản là ngồi ở xe bò thượng, ngồi mệt mỏi liền xuống xe đi một chút, hiện tại bị cưỡng chế quăng vào xe ngựa, còn có Hương nãi nãi mang theo đại tẩu, Phú Quý Tẩu cùng Thủy Miêu bồi nàng. Thủy Miêu vì Thẩm Diệu Cầm bụng an toàn, liền ôm còn sẽ không. Đi đường nhi tử, liền nhị tuổi khuê nữ cũng đều không chuẩn lên xe ngựa, dù sao còn có Hương lão gia tử kia chiếc xe ngựa có thể ngồi. Phú Quý giá xe ngựa đi tuốt đàn trước mặt, trung gian là 4 chiếc xe bò cùng ngồi trên lưng ngựa sương mù ám vệ, mặt sau là Cát Tường giá xe ngựa, ngồi trên xe Hương lão gia tử Hòa Thuận Thế Hàm, còn có Đỗ Khang chờ mấy cái hài tử. Này đội nhân mã xen lẫn trong dân đói đội ngũ trung đặc biệt thấy được, dân đói nhóm tự động tự giác dựa vào bên cạnh, làm cho bọn họ đi trước, thật sự là vừa rồi ẩu đã động tĩnh rất lớn, tử thương vô số dân đói, mà này đội nhân mã cư nhiên lông tóc không tổn hao gì. Người chính là như vậy, đối mặt cùng thực lực của chính mình tương đương hoặc là cao hơn một chút người sẽ đố kỵ hoặc là âm mưu luận, nhưng đối cao hơn chính mình rất nhiều tồn tại tắc không lưng uốn gối, tận lực lấy lòng. Phú Quý khống chế được xe ngựa tốc độ, Phúc Bảo nói cho hắn, Triệu trưởng quầy mang theo lương thực chính hướng bọn họ nơi này đuổi, tuy rằng kém hơn 40 mà khoảng cách, nhưng bọn hắn tốc độ chậm một chút, lại thường thường đình trong chốc lát, Triệu trưởng quầy là có thể đuổi kịp. Quả nhiên, chỉ qua một buổi tối, thiên tờ mờ sáng thời điểm, Triệu trưởng quầy giá xe ngựa liền đuổi kịp, một chiếc xe ngựa to thượng liền 2 cái nam nhân, này dọc theo đường đi cũng đưa tới rất nhiều dân đói đỏ mắt. nhưng dân đó nhóm thực mau liền phát hiện, phàm là bọn họ có ý xấu, sẽ có một mũi tên trực tiếp bắn chết. Liên tưởng đến phía trước truyền đến ẩu đả sự kiện, mọi người đều trong lòng minh bạch, người nào có thể chọc, người nào cần thiết muốn trốn. Triệu trưởng quầy liền tại đây loại tình thế hạ, thực mau đuổi kịp Phúc Bảo bọn họ đội ngũ, mọi người xem đến một thùng xe lương thực cùng thủy, tâm đều định rồi xuống dưới, thôn trưởng cùng thôn trưởng tức phụ càng là nhìn nhau, may mắn bọn họ cưới đúng rồi con dâu, theo đúng người. Chương 185 chướng ngại vật trên đường. Triệu trưởng quầy đem trên xe ngựa lương thực cùng thủy đều giao cho Hương lão gia tử, Hương lão gia tử vội vàng đem lương thực cùng thủy dựa theo người số lượng điểm trung bình xứng đến 4 chiếc xe bò thượng, đến lúc đó muốn ăn nhiều ít liền lấy nhiều ít. Thôn trưởng cùng Hán Hà bọn họ đều trong lòng áy náy, nhưng hiện tại loại này tình thế cũng chỉ có thể da mặt dày nhận lấy. Hương Hán cầm tắc cười tủm tỉm tiếp nhận rồi, nàng chính là mang theo rất nhiều thịt heo thịt khô ra tới, đều giao cho Hương lão gia tử. Thuận Thế Hàm ngồi trở lại chính mình xe ngựa, cùng Phú Quý xe ngựa sánh vai song hành, lái xe người vẫn là Sương Mù Ám Vệ, khi con ngựa thượng tắc cấp đồ tể ngồi, hắn hung mảnh bị Phúc Bảo bọn họ xem ở trong mắt, đây chính là viên hạt giống tốt, đến hảo hảo bồi dưỡng. Cứ như vậy liên tiếp đi rồi 4-5 ngày, phỏng chừng còn có 3 năm 10 dặm lộ là có thể đến tỉnh thành, đại gia được đến tin tức này đều tinh thần phấn chấn, chỉ cần vào tỉnh thành, tìm cái khách điếm là có thể hảo hảo rửa rửa. Phúc Bảo tinh lực tản mát ra đi, hiện tại vài trăm dặm ngoại gió thổi cỏ lay đối nàng tới nói, tùy tiện tiện là có thể thấy rõ ràng, đừng nói mới 3 năm 10 dặm mà khoảng cách, chỉ là này vừa thấy, làm Phúc Bảo có chút há hốc mồm. Tiến vào tỉnh thành chủ yếu tuyến đường chính bị mấy trăm tảng đá cấp đổ đến kín mít, duy nhất có thể đi lộ chính là bên cạnh một tòa núi lớn, này tòa núi lớn so Hương Chương Sơn hơi chút thấp bé một ít, nhưng trên núi căn bản là không có lộ, đối dân đói tới nói, cũng không phải tùy tiện tiện có thể bò lên trên đi. Sở hữu hướng tỉnh thành phương hướng đi dân đói đều bị đổ ở này đó cục đá mặt sau, người càng ngày càng nhiều, cơ hồ bài xuất một dặm mà, mặt sau người không biết phía trước vì sao không đi, phía trước người lại lo lắng mặt sau người ùa lên, quả thực là xảo người chết. Phúc Bảo vội vàng đem cái này tình huống nói cho Thuận Thế Hàm, Thuận Thế Hàm vừa nghe liền cười lạnh lên, không cần đoán liền biết, này khẳng định là tuần phủ đại nhân ra ý đồ xấu, phải biết rằng người này cũng là tứ hoàng tử tâm phúc. Mặt ngoài xem là ngăn cản dân đói nhóm vào thành, kỳ thật là sớm đã biết lục hoàng tử sẽ theo này nói hướng hắn nơi này mà đến, phủ thành tri phủ tao ngộ hắn đã sớm biết, cho nên đã bắt đầu phòng bị với chưa xảy ra. Phúc Bảo, kia tòa sơn có thể đi thông tỉnh thành sao? Lục hoàng tử biết Phúc Bảo có thể xem đến xa, vội vàng hỏi. Phúc Bảo tinh thần lực tản mát ra đi, cả tòa núi lớn nửa đoạn dưới cây cối trên cơ bản đều chết héo, tới gần đỉnh núi bộ phận còn có một cái cực thiển tế lưu, hấp dẫn trong núi động vật đi trước uống nước. Lật qua ngọn núi này đầu cũng không phải tỉnh thành, mà là một cái khác địa phương, lục hoàng tử dư đồ thượng ngọn núi này mặt sau đều là chỗ trống, cho nên cũng không biết nơi đó là nơi nào. Thế Hàm biểu ca, trên núi có mãnh thú, hơn nữa lật qua ngọn núi này đầu, ta gia nải cùng cha mẹ căn bản là vô pháp xuống núi, đường núi phi thường đẩu tiểu, bọn họ hẳn là không thể đi xuống. Phúc Bảo tinh thần lực bao phủ này tòa núi lớn, trong lòng thích khẩn, nếu ở chỗ này tu luyện, sẽ làm ít công to, đáng tiếc cha mẹ không có khả năng ở chỗ này an gia. Lục hoàng tử mày nhíu chặt, hắn minh bạch Phúc Bảo lời nói, chỉ là chưa từng tận mắt nhìn thấy, hắn không biết nên như thế nào lựa chọn. Phúc Bảo tay duỗi ra, trên tay xuất hiện một trương giấy tuyên thành cùng bút lông, đem chính mình chứng kiến đến họa ra một cái đơn giản lộ tuyến đồ, lục hoàng tử nhìn uống lượng mà thượng sau đó thẳng tắp mà xuống đường cong, không khỏi kinh hãi. Phúc Bảo, đường này có phải hay không ở vào huyền nhai bên cạnh, trách không được ngươi nói gì tổ mẫu bọn họ không thể xuống núi. Lục hoàng tử nhìn cơ hồ muốn thành thẳng tắp đỉnh núi bên kia, kinh ngạc không thôi. Phúc Bảo là nhắm mắt lại họa, nàng chỉ là đem tinh thần lực nhìn đến đồ vật họa trên giấy mà thôi, có lẽ trang giấy quá tiểu, nàng nhìn đến vách núi lại đại, họa đến có chút khác người. Cầm lấy bút lông tu sửa chữa, rốt cuộc đem một cái thẳng tắp đổi thành đại khái 75 độ giác nghiêng tuyến, trung gian còn có mấy cái sông ra điểm, như vậy tuyến lộ làm lục hoàng tử thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu hắn muốn biết sơn kia một bên là nơi nào, loại này góc độ sơn là không làm khó được hắn những cái đó ám vệ, chỉ là hiện tại thời gian cấp bách, bọn họ trước dàn xếp hảo gì tổ mẫu những người này mới đúng. Triệu trưởng quầy nhìn đến đường bộ đồ, không khỏi mặt ủ mày chau, người là có thể bò lên trên đi, nhưng ngưu cùng mã, còn có nhiều như vậy xe đẩy tay làm sao, quan trọng nhất chính là xe đẩy tay thượng lương thực làm sao. Còn có bọn họ cho dù lật qua ngọn núi này, đi vào cũng không phải tỉnh thành, đó là một cái không biết địa phương, bên kia người phỏng chừng cũng là này trên vên vách núi làm cho bọn họ dừng lại phiên sơn nện bước. Sương Mù Ám Vệ âm thầm trợn trắng mắt, nhà ta Nguyệt chủ tử bản lĩnh lớn đâu, liền mấy thứ này còn chưa đủ nàng tàn đâu, nhưng liền không nói cho ngươi cái này chết lão nhân, cấp chết ngươi. Chúng ta trở về. Lục hoàng tử bỗng nhiên nói. Mọi người đều không rõ nguyên do, không tốt dễ dàng đi vào nơi này, bọn họ lại muốn trở về đi, nhiều như vậy thời gian cùng tinh lực không phải lãng phí. Phúc Bảo lại là minh bạch lục hoàng tử ý tứ, đổ lộ cục đá căn bản là ngăn cản không được lục hoàng tử cùng sương mù bọn họ này đó ám vệ, muốn đi tỉnh thành còn không phải một giây sự tình. Hắn lo lắng chính là nhà mình gia nải cùng cha mẹ, còn có tiểu thẩm thẩm mang thai, thôn trưởng cùng nhị gia tôn bối tuổi tác còn quá tiểu, căn bản là bò không được sơn. Chủ tử, không thể trở về đi, lộ liền như vậy điểm, mà dân đói đều hướng nơi này tới, chúng ta trở về đi căn bản là đi bất quá đi. Triệu trưởng quầy vội vàng nói. Lục hoàng tử đứng ở sương mù đầu vai, thiếu một nhìn về nơi xa, quả nhiên, rậm rạp dòng người chen chúc xô đẩy, đều là hướng tỉnh thành phương hướng mà đến dân đói. Phúc Bảo tinh thần lực cũng hướng tới lai lịch phương hướng nhìn lại, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, dân đói tựa hồ lại nhiều lên, xem ra bên đường trải qua thôn trang đều chuẩn bị chạy nạn. Nếu không chúng ta tại đây trên núi tìm một cái ẩn nấp điểm sơn động, làm gì tổ mẫu bọn họ trốn tránh mấy ngày, chờ chúng ta thanh trừ chướng ngại vật trên đường, tìm được đặt chân mà lại đến tiếp bọn họ. Lục hoàng tử do dự nói. Hắn sở dĩ do dự, một phương diện không xác định có thể hay không tìm được sơn động, quan trọng nhất chính là nhiều như vậy xe bò cùng xe ngựa có thể hay không lên núi vẫn là cái vấn đề. Nhà ta hắc ngưu là trâu rừng, đặc biệt là đại hắc, quanh năm suốt tháng ở trong núi hành tẩu, này đó đường núi không làm khó được chúng nó, chỉ là này đó mã, hẳn là muốn người nắm mới được. Phúc Bảo minh bạch lục hoàng tử do dự. Lục hoàng tử gật gật đầu, hắn đã nghĩ kỹ rồi, lương thực làm người bối, thật sự bối bất động khiến cho Phúc Bảo lặng lẽ thu vào pháp bảo, xe ngựa cùng xe bò có thể từ bỏ, nhiều nhất đến tỉnh thành lại một lần nữa mua. Ở ly dân đói tụ tập mà còn có một dặm mà thời điểm, phú quý thích chặt xe ngựa, nơi này là lên núi tốt nhất địa điểm, mà bọn họ cũng chuẩn bị ở cái này địa phương hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một ít thời gian, lương khô đã ăn đến không sai biệt lắm, nên bổ sung. Đại tẩu dẫn dắt sở hữu nữ quyến nấu cơm nấu nước, bệnh dày rơm, sở hữu túi nước muốn phóng mãn thủy, sở hữu hầu bao đều phải phóng mãn lương khô, còn có trên cổ muốn treo lên giày rơm, phương tiện tùy thời đổi mới. Sọt càng muốn đóng gói đơn giản, rốt cuộc leo núi là khiến người mệt mỏi lại nguy hiểm quá trình, bối đến đồ vật quá nặng, trong lúc vô ý sẽ tăng thêm nguy hiểm độ. Mặt khác dư lại đệm chăn phô đệm. Chăn cùng nhật dụng nồi chén gáo bồn chờ đồ vật cũng chuẩn bị treo ở 4 đầu trâu rừng trên người, Phúc Bảo nói, chúng nó có thể phụ trọng leo núi, chỉ là đáng tiếc kia mấy chiếc xe giá, vứt bỏ quá đáng tiếc. Bọn họ đốc chắc chắn định nghỉ ngơi chỉnh đốn, phía trước những cái đó dân đói nhóm lại là càng thêm ầm ĩ lên, muốn dọn khai cục đá, bất đắc dĩ bọn họ dọn nhiều ít, mặt sau bọn nha dịch liền thêm nhiều ít, đó là một cái vĩnh viễn cũng không qua được nói. Chương 186 lên núi. Mặt sau dân đói nhìn đến Phúc Bảo bọn họ chi đội ngũ này ngừng ở chân núi nấu cơm nấu nước, cũng đều ngừng lại, mấy ngày nay bọn họ đã học ngoan, đi theo phú quý nhân gia đi khẳng định không có sai. Bọn họ nhìn hương gia không ngừng chuẩn bị lương khô, cũng đều minh bạch này hộ nhân gia hẳn là muốn lên núi, bên người còn có thừa lương dân đói nhóm cũng đều chuẩn bị lên, vô luận như thế nào đều phải đuổi kịp này hộ nhân gia mới được. 2 ngày sau, sở hữu hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, Hương Sơ mang theo bọn đệ đệ vội vàng 4 đầu ngưu hướng trên núi đi đến, Phú Quý cùng Đồ Tể còn có các tường mấy cái tắc lôi kéo con ngựa theo ở phía sau. Nguyên bản Thẩm Diệu Cầm là nương tử quân thủ lĩnh, nhưng nàng mang thai, ở Hương nãi nãi giám thị hạ, tay không hướng trên núi chậm rãi bò, các tường càng là bảo hộ vô cùng, mọi người đều ngươi sam ta đỡ ngươi chậm rãi lên núi. Dân đói nhóm nhìn bọn họ vứt bỏ xe giá, còn có chai lọ vại bình, đều tranh đoạt lên, cái này làm cho Phúc Bảo rất bất mãn, nàng còn chuẩn bị đám người không chú ý, đem xe giá thu vào tinh phách không gian đâu. Lục hoàng tử vừa thấy Phúc Bảo sắc mặt liền biết nàng tưởng cái gì, ở nàng bên tai nhỏ giọng nói, chúng ta hiện tại bạc không địa phương sử, vừa lúc mua mấy chiếc xe ngựa, muốn tốt nhất quý nhất. Phúc Bảo cười, nàng như thế nào quên chính mình tinh phách trong không gian chính là có mấy trăm vạn lượng bạc trắng, vì xe ngựa cùng xe giá không thể mua, nháy mắt, những cái đó bất mãn tan thành mây khói. Hương nãi nãi cùng Hương lão gia tử lẫn nhau bảo vệ hướng lên trên bò, bên cạnh Bình An cùng đại tẩu cũng đều dùng sức giúp đỡ, Phúc Bảo nhìn liền muốn cười, đại tẩu còn hảo, làm quán việc nhà nông, trên tay có một đống sức lực, Bình An liền không đúng rồi, ngược lại là nương Hương lão gia tử hướng lên trên bò. Không bao lâu, Bình An liền phát hiện chính mình vấn đề, vội vàng buông ra Hương lão gia tử, lão cha đều sắp 60 tuổi người, chính mình sao có mặt lôi kéo lão gia tử. Hương lão gia tử cảm thấy trên người buông lỏng, liền biết đại nhi tử phát hiện vấn đề, không khỏi nhếch miệng nở nụ cười, không có biện pháp, vẫn ngồi như vậy viết sổ sách, người có thể có bao nhiêu đại sức lực a? Bình An, không cần lo lắng cha ngươi ta, một đống sức lực lớn đâu, tới, giữ chặt này dây thừng có thể mượn lực. Nhìn Hương lão gia tử trong tay dây thừng, Bình An vội vàng lắc đầu, hắn một cái thỏa hán tử sao có thể như thế túng, chính là mệt chết cũng không thể mệt đến nhà mình thân cha, quá bất hiếu. Bất quá Hương lão gia tử nói làm Phúc Bảo ánh mắt sáng lên, mười mấy chi cây mây khẽ meo meo bay ra tới, một đầu quấn quanh ở trên núi cây cối thượng, một đầu tắc nằm ở Hương lão gia tử bọn họ phụ cận trên mặt đất. Lục hoàng tử đem Phúc Bảo hành động xem ở trong mắt, nháy mắt đôi mắt cũng sáng lên, sương mù ám vệ càng là kích động không biết nói gì hảo, gì cũng không nói, trước kéo lấy cây mây lại nói. Sương mù ám vệ làm một cái làm mẫu, Hương gia người vội vàng y hồ lô họa gáo, từng cây cây mây bị bọn họ nhéo vào trong tay, liền 4 thất đại mã trên người đều bị trói lại cây mây. Trong tay lôi kéo cây mây, leo núi tốc độ nhanh lên, Hương lão gia tử hậu tri hậu giác, khẽ meo meo nhìn Phúc Bảo liếc mắt một cái, hắn biết này cây mây rắn chắc thật sự, căn bản không lo lắng sẽ bị bọn họ xả đoạn. Khả năng đều ăn uống no đủ, cho nên đại gia leo núi tốc độ thực mau, liền Thủy Miêu đều có thể một tay lôi kéo cây mây, một tay lôi kéo nàng tiểu khuê nữ hướng lên trên bò, tiểu nha đầu còn tưởng rằng nương ở cùng nàng chơi, chân ngắn nhỏ cũng dùng sức đặng. Chỉ là rốt cuộc là hài tử, bò 20 tới mễ liền hoàn toàn không sức lực, lúc này thôn trưởng tiểu nhi tử Hương Hàng đã đi tới, một phen bế lên tiểu chất nữ, không có biện pháp, chính mình đại ca ôm con của hắn đâu. Thủy Miêu liền lôi kéo nàng cô em chồng Hương Viện lẫn nhau nâng đỡ hướng lên trên bò, chờ bò đến trăm tới mễ tả hữu, cây mây đã tới rồi đế. Phúc Bảo nhìn trong tay cây mây, cảm thán chính mình tu luyện vẫn là không đủ, mỗi điều cây mây chỉ có thể kéo dài trăm tới mễ, cũng may đang điền cây mây nhiều, này đó cây mây không đủ dùng, tân cây mây lại xuất hiện ở bên cạnh. Đoàn người bò ước chừng hơn 1 canh giờ, tốc độ rõ ràng chậm lại, cho dù có cây mây hỗ trợ, bọn họ cũng đều mệt đến ngồi dưới đất không thể động đậy, đặc biệt là Hương nải nải mấy cái nữ quyến, trên cơ bản đã không đứng lên nổi. Phúc Bảo tinh thần lực đảo qua, tìm được một cái tương đối bình thản địa phương, làm 4 đầu trâu rừng cùng đại mã đứng chung một chỗ, sau đó làm sương mù ám vệ lấy ra túi nước, lúc này đại gia hẳn là đều khác. Quả nhiên, túi nước tới tay, mỗi người đều đại đại uống một ngụm, tương đối với Hương lão gia tử gia, thôn trưởng cùng Hán Sông Ngân cầm liền thu liễm rất nhiều, rốt cuộc thủy vẫn là thực quý giá. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, Hương lão gia tử đứng lên, nhìn nơi chốn khô héo cánh rừng, biết nơi này khẳng định không có thủy, còn không bằng sớm một chút hướng lên trên bò, sớm một chút xuống núi. Mọi người gật đầu, tuy rằng trên tay đều mài ra bọt nước, lại một lần lôi kéo cây mây thời điểm, lòng bàn tay xuyên tim đau, nhưng vì sớm ngày bò lên trên đỉnh núi, bọn họ cũng đều cắn răng nhịn xuống. Phú Quý Tẩu lấy ra một ít mảnh vải tử, cho mỗi cá nhân đều đã phát 2 căn, dùng mảnh vải tử triền ở lòng bàn tay, có thể giảm bớt tay cùng cây mây cọ sát. Lục hoàng tử nhìn sương mù liếc mắt một cái, sương mù vội vàng chỉ thị vài tên ám vệ, đem Thủy Miêu cùng Thủy Căn 4 cái hài tử bối ở trên người, thật sự là hài tử quá tiểu, bọn họ cõng hài tử lên núi, tốc độ quá chậm. Sương mù nhanh chóng đi vào Hương lão gia tử bên người, một tay lôi kéo cây mây, một tay lôi kéo Hương lão gia tử dùng sức hướng lên trên bò, Hương lão gia tử cảm giác dưới chân một nhẹ, lên núi tốc độ quả nhiên nhanh. Hắn đơn giản từ bỏ cây mây, một tay lôi kéo sương mù, một tay lại kéo Hương nải nải, ngượng ngùng nhìn sương mù liếc mắt một cái, vô luận như thế nào, chính mình tức phụ cũng không thể ném. Sương mù không sao cả cười cười, bọn họ đều là lục hoàng tử gì tổ phụ gì tổ mẫu, cùng cấp với hắn chủ tử trưởng bối, giúp đỡ cũng là hẳn là. Mặt khác bên ngoài thượng ám vệ cũng học sương mù bộ dáng, cái này lôi kéo Bình An, cái này lôi kéo thôn trưởng, còn có một cái lôi kéo Hương Hán Hà, liền đồ tể đều bị người kéo lên. Kể từ đó, lên núi tốc độ nhanh đâu chỉ gấp đôi, mặt sau đi theo lên núi dân đói nguyên bản liền không có cây mây có thể mượn lực, hiện tại càng là đã nhìn không thấy Hương gia người. Sắc trời chậm rãi tối sầm xuống dưới, nhưng bọn họ ngẩng đầu nhìn đến vẫn là rậm rạp rừng cây, căn bản không biết còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến đỉnh núi. Phú Quý tới Phúc Bảo bên người, nhỏ giọng hỏi, Bảo a, ngươi có biết còn có bao nhiêu lâu mới có thể đến đỉnh núi? Phúc Bảo thở dài một hơi, nàng không phải muốn tới đỉnh núi, mà là muốn tìm một cái ẩn nấp một chút sơn động làm cho bọn họ tạm thời tránh né, chỉ là ven đường sơn động rất nhiều, hoặc là quá tiểu, hoặc là quá bại lộ. Cha, chúng ta tìm một cái sơn động, đêm nay ở trong sơn động. Phú Quý vừa nghe liên tục gật đầu, hắn như thế tráng niên đều ăn không tiêu, đừng nói lão cha mẹ ruột bọn họ, không nói chân đau, chính là một đôi tay, cho dù bao mảnh vải, cũng đều xả ra huyết. Phúc Bảo tinh thần lực bay nhanh từ chung quanh xẹt qua, rốt cuộc ở phía trước 100 mét địa phương nhìn đến một cái sơn động, cái này sơn động phi thường phù hợp Phúc Bảo tâm, cửa động không lớn, động bụng lại không nhỏ, lại còn có ở khe núi nội, ẩn nấp tính cũng đủ. Chương 187 nướng lộc thịt. Sương mù ám vệ nhìn đến Phúc Bảo nhắc nhở, làm một cái ẩn nấp thủ thế, đó là làm dấu ở chỗ tối đám ám vệ đi trước một bước, đi điều tra một chút cái kia sơn động hay không an toàn. Phúc Bảo trong lòng lắc đầu, nàng đều xem đến rõ ràng, cái này trong sơn động trừ bỏ trước kia lưu lại giả thú phân, gì cũng không có, đương nhiên giả thú phân cũng đã sớm hong gió. Mấy chỉ trâu rừng đã sớm tiếp thu đến Phúc Bảo tinh thần lực, tự động hướng sơn động phương hướng đi đến, tốc độ cực nhanh làm mọi người đều lắp bắp kinh hãi, ngoan ngoãn, trâu rừng chính là trâu rừng, như thế trên ven đường núi cũng có thể đi lại mau lại ổn. Hương Sơ mấy cái nóng nảy, nắm chặt cây mây, muốn đuổi kịp trâu rừng nện bước, lại bị Hương lão gia tử cấp uống ở, trâu rừng có 4 chân, ngươi mới 2 cái đùi, dùng gì đi theo nhân gia so. Còn có trâu rừng nguyên bản liền sinh hoạt ở trong núi, ngươi lại không phải giả nhân, đi theo trâu rừng chạy, vạn nhất không cẩn thận trượt xuống sơn làm sao, lớn như vậy còn làm cha mẹ lo lắng, quá bất hiếu. Hương Sơ mấy cái bị nhà mình gia gia thuyết giáo một phen, cũng bình tĩnh xuống dưới, Đỗ Khang càng là mặt đều đỏ, vội vàng đi theo đoàn người chậm rãi hướng lên trên bò, cũng không dám nữa tự mình hành động. Lại kiên trì một đoạn thời gian, Lục hoàng tử rốt cuộc nhìn đến 4 đầu trâu rừng thân ảnh, như thế thân thể cao lớn, may mắn là vì tổ mẫu gia nuôi dưỡng, bằng không bọn họ gặp được khẳng định sẽ có hại. Trâu rừng nhóm đều nhìn Phúc Bảo đâu, trong lòng không rõ ràng Phúc Bảo thực mau là có thể lên núi, vì sao cùng những người này chậm rãi bò, nhưng chúng nó sẽ không nói, chỉ có thể phát ra mu mu thanh âm. Trong sơn động đã bật lửa sáng bóng tử, đám ám vệ đã sớm đem sơn động cấp kiểm tra qua, còn tri kỷ đem vải dầu phô trên mặt đất, lại ở vải dầu thượng phô một tầng đệm giường. Phúc Bảo còn nhỏ, chủ tử cũng không lớn, bọn họ 2 cái cũng không thể quá bị liên lụy, đáng tiếc bọn họ chuẩn bị tiện nghi Thẩm Diệu Cầm, Hương nãi nãi nhìn đến phô tốt đệm giường, cái thứ nhất khiến cho tiểu nhi tức ngồi trên đi. Vương tiểu nhị mẫu tử 2 cái phi thường có ánh mắt, bọn họ cứ việc rất mệt, nhưng ăn trên cơ bản đều dựa vào Bình An cung cấp, cho nên hết sức cần lao. Vội vàng đem trâu rừng trên người đồ vật cấp dọn tiếng sơn động, lại đi ra ngoài tìm củi cùng hòn đá, chuẩn bị nhiều làm mấy cái giản dị bếp lò, nhiều người như vậy muốn ăn uống, một cái bếp lò nhưng không đủ. Phúc Bảo tinh thần lực lại tán phát đi ra ngoài, cơ hồ bao trùm toàn bộ đỉnh núi, nàng muốn tìm cách nơi này gần nhất nguồn nước, đỉnh núi cái kia suối nước khẳng định sẽ không chảy tới nơi này. Nàng nhìn Lục hoàng tử, chỉ vào đỉnh núi phương hướng nhẹ giọng nói, trên núi có một cái dòng suối nhỏ, thủy thực thiển, nhưng có mãnh thú, ngươi muốn hay không đi xem. Lục hoàng tử liên tục gật đầu, đương nhiên muốn đi, tuy rằng Phúc Bảo có cầu vũ bản lĩnh, cũng có biến ra thủy biện pháp, nhưng bọn hắn tổng không thể luôn ỷ lại Phúc Bảo, này giống bộ dáng gì. Sương mù chỉ định vài người, tính cả Lục hoàng tử cùng Phúc Bảo, một cái lắc mình không thấy thân ảnh, bọn họ vài người khinh công đều không tồi, Phúc Bảo ở trên núi càng là như dẫm trên đất bằng. Ngắn ngủn nửa canh giờ, bọn họ đã đi tới Phúc Bảo nói kia chỗ tế lưu, quả nhiên nhìn đến có 3 con lộc ở uống nước, sương mù không chút do dự hướng tới lộc đánh tới, trong tay ám khí càng là đánh trúng lộc cổ. 3 con nai con phát hiện người tới, mới vừa xoay người muốn chạy, cũng đã ngã trên mặt đất tể mệnh, màu đen trong mắt trừng đến lão đại, tuyệt đối là chết không nhắm mắt. Nhìn tuy rằng thiển dòng suối, nhưng nại không được nó trường a, đám ám vệ móc ra túi nước lấy thủy, lại thuận tiện rửa tay mặt, nếu không phải thiên lãnh, Lục hoàng tử đều tưởng tắm một cái. Cuối cùng bọn họ mấy cái thắng lợi trở về, chẳng những tìm được rồi nguồn nước, càng là có 3 đầu lộc, đêm nay có thể khai trai, ăn lộc thịt. Tất cả mọi người nhìn Phúc Bảo cảm giác được công đức giá trị đã đến, nhạc thấy nha không thấy mắt, Lục hoàng tử nhìn Phúc Bảo kia phó vụn trộn du đắc ý, không khỏi duỗi tay xoa xoa Phúc Bảo tóc. Hương lão gia tử bọn họ đã châm thượng giản dị bếp lò, chuẩn bị nấu điểm cháo loãng, Phú Quý tẩu càng là lấy ra một cái ngắn ngủn thịt khô đưa cho đại tẩu, trong nhà hài tử nhiều, đang ở trường thân thể, tổng phải cho điểm dinh dưỡng. Đại tẩu thấp thấp thở dài một hơi, nàng hy vọng sớm chút đến tỉnh thành, nếu có thể ở tỉnh thành dàn xếp xuống dưới, bình an là có thể đi tìm một phần sống làm, tổng không thể luôn dựa vào nhị phòng ăn uống. Phú Quý tẩu chút nào không biết nhà mình đại tẩu trong lòng bất đắc dĩ, ngồi xổm ở một bên thêm tắc củi, nấu cháo chính là phiền toái, muốn bắt một cây tinh tế trúc côn không ngừng quấy, bằng không cháo sẽ thiêu hồ. Đương Lục hoàng tử bọn họ đứng ở sơn động khẩu, trên mặt đất còn đặt ở 3 con nai con khi, mọi người đôi mắt đều sáng, đặc biệt là Phú Quý, hắn cũng sẽ đi săn, nhưng chưa từng có đánh tới quá nai con. Lửa trại đốt lên, mỗi người đều bận rộn lên, liền mang thai Thẩm Diệu Cầm cũng ngồi không yên, đi vào sơn động bên ngoài xem bọn họ Lục gia lấy máu nấu lộc thịt. Lục hoàng tử biết lộc thịt nướng ăn xa so nấu ăn hương vị tươi ngon đến nhiều, Triệu trưởng quầy càng là không cần Lục hoàng tử ý bảo, đã sớm giá nổi lên tam giác cái giá, đem lộc lát thịt thành từng mảnh, xuyến ở nhánh cây thượng bắt đầu nướng BBQ lên. Cuối cùng đem nướng chín lộc lát thịt cầm xuống dưới, rắc lên một tầng hơi mỏng bột phấn, trực tiếp đưa cho Phúc Bảo. Bên cạnh ám vệ trong lòng cả kinh, lại nhìn về phía Lục hoàng tử thời điểm, cũng đều hết chỗ nói rồi. Lục hoàng tử chậm một bước, trong tay hắn thịt nướng cũng duỗi hướng về phía Phúc Bảo, chỉ là bị Triệu trưởng quầy đoạt trước mà thôi, nhưng Lục hoàng tử nhiều cơ linh a, xoay người liền đem thịt xuyến cho Hương lão gia tử cùng Hương nãi nãi. Hương lão gia tử hai người vội vàng thoái thác, đối phương chính là Lục hoàng tử, tuy rằng hiện tại tại chạy nạn, nhưng bọn hắn cũng không thể làm càng, chẳng sợ thân phận thượng là gì tổ mẫu cũng không được. Ở Lục hoàng tử cường ngạnh thái độ hạ, hai người chỉ có thể tiếp xuống dưới, đem lộc thịt để vào trong miệng, một cổ nói không nên lời hương vị tràn ngập toàn bộ khoang miệng, này cũng quá ngon đi. Đỗ Khang càng là tạp đi miệng, hắn rốt cuộc tìm được so thịt heo càng tốt ăn đồ vật, về sau làm cha giết lộc thịt, như vậy hắn cũng sẽ không thiếu lộc thịt ăn. Chỉ là mộng tưởng còn chưa tưởng hoàn toàn, lại bị Hương hắn cầm đánh một cái miệng tử, nhảy ranh, ăn đến lớn tiếng như vậy, là ai dạy ngươi quy củ. Thủy Căn nhi tử cũng mau 4 tuổi, nhìn đến Đỗ Khang bị đánh, vội vàng nhắm chặt miệng, hắn vừa rồi ăn cái gì cũng phát ra âm thanh, có thể hay không bị Đỗ Khang nương đánh a. Thôn trưởng nhìn náo nhiệt, trên mặt lộ ra tươi cười, chỉ là nhìn đến Hương Hàn cùng Hương Viện khi, mày lại nhíu lại, Hương Hàn mau 20, Hương Viện cũng 18, nếu không phải chạy nạn, bọn họ đã làm mai. Thôn trưởng tức phụ nhìn đến chính mình nam nhân sắc mặt không du, lại nhìn đến hắn nhìn con thứ hai cùng tiểu khuê nữ, liền biết hắn trong lòng suy nghĩ, dùng ngón tay chỉ Lục hoàng tử nói. Cái này công tử khẳng định là đại phú quý nhân gia hài tử, ngươi xem hắn bên người hầu hạ người nhiều như vậy, nếu không làm hắn giúp khuê nữ tương xem một cái. Không ổn. Thôn trưởng vội vàng lắc đầu, những người đó là vị công tử này nô tài, hắn khuê nữ gả cho nô tài, về sau nhà mình cũng sẽ người lùng gia một đầu, cái này làm cho Thủy Miêu như thế nào làm người. Thôn trưởng tức phụ cũng minh bạch nhà mình tướng công ý tưởng, thở dài một hơi, không nghĩ, dù sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hiện tại nhọc lòng cũng là bạch nhọc lòng. Chương 188 tuần phủ đại nhân xui xẻo ngày. Đêm khuya tĩnh lặng, mọi người đều vào sơn động nghỉ ngơi, Phúc Bảo đem 4 đầu trâu rừng uống đã uy no, chúng nó ngoan ngoãn nằm ở cửa động ngủ, đã có thể ngăn trở gió thổi nhập trong động, lại có thể giúp đỡ gác đêm. Lục hoàng tử thư từ một phong đặt ở Hương lão gia tử bên cạnh, sau đó làm Phúc Bảo lặng lẽ đem ngựa thu vào không gian, lưu lại mười mấy ám vệ, mang theo Phúc Bảo, Sương Mù cùng ám vệ rời đi. Dưới chân núi dân đói nhóm tựa hồ đã tuyệt vọng, bọn họ hoặc là nằm, hoặc là ngồi, đều ở núi đá mặt sau nghỉ ngơi. Sương Mù đem Phúc Bảo bối ở bối thượng, nhẹ nhàng lướt qua chướng ngại, hướng tới cửa thành phương hướng mà đi. Canh giữ ở núi đá mặt sau nha dịch cũng ngủ đến mơ màng hồ đồ, tuy rằng có gác đêm người, nhưng bọn hắn cũng mơ màng sắp ngủ, ở lửa trại chiếu rọi hạ, đều có thể nhìn đến bọn họ khóe miệng nước miếng. Tỉnh thành cửa thành có 10 trượng cao, 33.33 mễ, Lục hoàng tử nhìn thẳng thở dài, hắn công phu còn không thể nhảy lên như thế cao thành lâu, đừng nói chính mình, liền Sương Mù cũng không được, trừ phi trung gian có đặt chân địa phương. Phúc Bảo cười, nàng phân chi nhưng nhiều thực, nếu không tung ra tới làm Sương Mù bọn họ dẫm lên hướng lên trên chạy. Sương Mù vừa nghe cái này đề nghị, đôi mắt cũng sáng lên. Làm một cái thủ thế, ý bảo hắn trước đi lên, sau đó buông dây thừng, chỉ cần có một cây dây thừng, bọn họ những người này là có thể thượng thành lâu. Phúc Bảo tinh thần lực toàn bộ tản ra, phối hợp Sương Mù động tác, kịp thời đem nhánh cây vứt đến Sương Mù dưới chân. Nguyên bản Sương Mù còn tưởng rằng khinh phiêu phiêu nhánh cây hẳn là không thể thừa nhận hắn trọng lượng, nơi nào dự đoán được nhánh cây lại là nổi tại giữa không trung không chút sức mẻ. Một cây nhánh cây, hai căn nhánh cây, tam căn nhánh cây, đợi đến Phúc Bảo muốn tung ra đệ tứ căn nhánh cây thời điểm, Sương Mù đã nhảy vào tường thành nội. Nguyên lai Sương Mù mỗi một lần nhảy lên đều có thể đạt tới 8-9 mễ độ cao. Trách không được năng lượng Sương Mù trở thành hoàn thành 8 đại ám vệ, Lục hoàng tử trong lòng bội phục, hắn nhiều nhất có thể nhảy lên 5-6 mễ, thả còn không thể liên tục nhảy lên. Một cái dây thường thả xuống dưới, Lục hoàng tử trợn trắng mắt, này dây thường nhiều nhất 7-8 mét, ngươi làm đều nhảy không đến 5-6 mét cao chính mình như thế nào đi lên. Phúc Bảo động, mười mấy căn cây mây bay vọt mà ra, chặt chẽ cuốn lấy dây thường. Lục hoàng tử lúc này mới hiểu được nguyên lai Sương Mù cùng Phúc Bảo động chính là cái này cân não. Một tay ôm lấy Phúc Bảo bên hông, một tay lôi kéo cây mây, còn chưa dùng khinh công, dây thừng đã bị Sương Mù kéo lên, mặt khác mười mấy ám vệ cũng nhanh chóng giữ chặt cây mây hướng lên trên phi bò. Nháy mắt, Lục hoàng tử đoàn người đã đứng ở tường thành mặt trên, tuy rằng trên tường thành có người gác đêm, nhưng như thế cao thành lâu cho bọn họ an ổn ngủ tin tưởng, từng cái đều dựa vào ở trên tường thành hô hô ngủ nhiều. Sương Mù ánh mắt chợt lóe, muốn lấy những người này tánh mạng, nhưng Phúc Bảo lại lôi kéo Sương Mù cánh tay, những người này trên người căn bản là không có tội nghiệp, không thể giết. Đối với Phúc Bảo yêu cầu, Sương Mù cùng Lục Hoàng tử bọn họ là vô điều kiện đáp ứng, thấy Phúc Bảo không muốn bọn họ đã thương người mệnh, cũng liền thu tay lại sau nhanh chóng hạ thành lâu, hướng Tuần Phủ Đại Nhân Phủ Nha chạy tới. Tuần Phủ Phủ Nha muốn so tri Phủ Phủ Nha đại gấp đôi đều không ngừng, bên trong Phủ Tiểu Kiều nước chảy, núi giả hoa viên đầy đủ mọi thứ, chỉ là tiểu dưới cầu đã không có thủy, trong hoa viên cũng tiêu điều một mảnh. Lục Hoàng tử muốn tìm một cái tương đối ẩn nấp địa phương tiến vào Phủ Nha, nhưng bị Phúc Bảo ngăn lại, nàng tiếp nhận rồi nhiều như vậy công đức giá trị, bản mạng Nguyên Châu đã sớm cụ bị cách không lấy vật năng lực. Bất quá phạm vi 30 mẫu Phủ Nha, nàng tinh thần lực hoàn toàn đủ dùng, đầu tiên đem Phủ Nha mấy cái kho hàng cấp cướp sạch không còn, sau đó là kho lúa, nhìn đến ít nhất số lấy vạn thạch lương thực, Phúc Bảo lại cười. Tinh thần lực lại hướng thư phòng mà đi, Phúc Bảo hiện tại đã biết, này đó tham quan ô lại thích đem thứ tốt đều cất giấu thư phòng nội, đặc biệt là ngân phiếu trang sức thư từ gì. Quả nhiên, thư phòng mặt sau ám phòng cùng với tầng hầm ngầm, chẳng những chất đầy hoàng kim châu báu, văn vật đồ cổ, liền ngân phiếu đều là một chồng một chồng. Phúc Bảo không chút khách khí toàn bộ thu vào tinh phách không gian, dùng cái gì phất nhanh, cướp sạch tham quan ô lại là được. Lục Hoàng tử cùng Sương Mù phân biệt đứng ở Phúc Bảo hai bên, nhìn nàng tươi cười càng ngày càng thâm, khóe miệng biên má lúng đồng tiền cũng càng lúc càng lớn, bọn họ cũng cười. Phúc Bảo lại đi phòng bếp cướp sạch, kỳ thật đối với Phúc Bảo tới nói, thích nhất chính là phòng bếp, chẳng những có gà vịt thịt cá vây cá bào ngư, càng có nàng cực kỳ yêu thích ngọt canh điểm tâm, các loại ăn vặt. Tuần Phủ Phủ Nha nội phòng bếp liền có vài cái gì nội phòng bếp, ngoại phòng bếp, còn có một cái sau bếp phòng, bên trong thứ tốt quả thực làm Phúc Bảo hiện tại liền tưởng ngồi xuống ăn một bữa no nê. Nhưng Phúc Bảo vẫn là ức chế trụ thèm trùng, đem sở hữu phòng bếp nội đồ vật đều thu vào trong túi, trừ bỏ dọn không đi bể bếp, liền nồi đều không cho bọn họ lưu một cái. Cuối cùng, còn dư lại nội viện nữ quyến chỗ đó, Phúc Bảo buông tha sở hữu di nương cùng tiểu thiếp nhà ở, thẳng đến chủ mẫu sân mà đi. Cái này Tuần Phủ phu nhân thật đúng là giàu có, tư khố kim mãn phòng bạc mãn phòng, châu báu trang sức nhiều đã có thể tùy ý ném ở hồng xiển ngoại, chút nào không thèm để ý. Còn hữu dụng tơ vàng gỗ nam làm thành bộ gia cụ, chất đống ở tư khố trong một góc, Phúc Bảo vẻ mặt đau lòng, hảo hảo tơ vàng nam thụ cứ như vậy thiệt hại ở bọn họ này đó tham quan trong tay, quá không đáng. Tay nhỏ vung lên, tư khố nháy mắt trở nên trống rỗng, Phúc Bảo cảm giác thoải mái nhiều, tinh thần lực lại chuyển tới cái này chủ mẫu nội thất, bàn trang điểm thượng trang sức nắp hộp không có đắp lên, Dạ Minh Châu ánh sáng từ trang sức hộp sái lạc ra tới. Bàn trang điểm trong ngăn kéo còn có một cái đại tráp, đại ngạch ngân phiếu cũng là thật dày một chồng, lại nhiều một trương đều quan không thượng tráp cái nắp. Phúc Bảo hừ lạnh một tiếng, tay nhỏ lại là vung lên, toàn bộ bàn trang điểm hợp với bên cạnh mười mấy tủ cũng đều tiến vào Phúc Bảo tinh phách không gian, ai làm trong ngăn tủ có nhiều như vậy lăng la tơ lụa, còn có áo choàng lông cáo. Nhìn đến áo choàng lông cáo, Phúc Bảo ánh mắt một lăng, cái này chủ mẫu có phải hay không chính là Huyễn Hồ yêu tìm kẻ, đại tẩu tự hồ là đôi tỷ đệ này dì tổ mẫu, quan hệ khá xa, nhưng cũng xem như quan hệ họ hàng đi. Đồ Tể ngây ngốc cười nói. Thôn trưởng âm thầm gật đầu, nhà hắn nhi tử chẳng qua cưới Thủy Miêu, liền cùng Hương lão gia tử quan hệ họ hàng, càng đừng nói gì tổ mẫu quan hệ, đều mang theo huyết thống đâu. Tứ công chúa cái thứ nhất chạy ra tới, nàng cái mũi đã nghe thấy được bào ngư hương vị, trong lòng minh bạch Phúc Bảo cùng đệ đệ tối hôm qua khẳng định đi ra ngoài đánh cướp. Phúc Bảo, ngươi hảo bổng. Tứ công chúa nhìn đến Phúc Bảo, vội vàng chạy qua đi, một phen ôm nàng, cười tủm tỉm nói, Phúc Bảo cũng cười, tứ công chúa tính nết thật tốt, một chút cũng không giống công chúa, ngược lại giống cái đại tỷ tỷ. Hương Sơ mấy cái cũng đều hưng phấn dị thường, đã có thủy, bọn họ liền hơi chút rửa mặt chải đầu một phen, vội vàng đi vào bàn dài phía trước, chọn lựa chính mình thích đồ ăn. Mọi người ăn chưa bao giờ ăn qua mỹ vị món ngon, đối Lục Hoàng tử càng cảm kích, này một đường, nếu không phải Lục Hoàng tử, bọn họ tuy rằng sẽ không đói bụng, nhưng khẳng định ăn không đến cốt như vậy đồ vật. Phúc Bảo lại đắm chìm trong sôi nổi rơi xuống công đức giá trị trung, tu luyện tâm đã không thể tự kiềm chế, nàng đem Lục Hoàng tử kéo đến khe núi bên ngoài, chỉ vào phía dưới một cái sơn động nói. Ta muốn lên núi đỉnh đi tu luyện, lương thực gì đó ta liền đặt ở cái kia sơn động kia, ngươi yêu cầu tự rước. Lục Hoàng tử đương nhiên minh bạch Phúc Bảo tâm sự, mang theo Phúc Bảo đi tới cách xa nhau trăm tới mễ sơn động, trong nháy mắt, sơn động bị lương thực cấp lấp đầy, Lục Hoàng tử trong tay còn xuất hiện một cái chứa đầy ngân phiếu đại tráp, còn có một viên đại Dạ Minh Châu. Phúc Bảo trong tay xuất hiện cây mây trực tiếp liền đem Phúc Bảo đưa tới đỉnh núi, Phúc Bảo tinh thần lực tản ra, tìm được đỉnh núi một cái tránh gió đồi núi, ngồi ở đồi núi mặt sau, làm cây mây đem chính mình bao vây ở bên trong, giúp lòng tu luyện lên. Hương lão gia tử cùng phú quý đám người nhìn thấy Lục hoàng tử một người trở về, liền minh bạch Phúc Bảo đi đỉnh núi tu luyện, bọn họ đối Phúc Bảo quá quen thuộc, sơn là Phúc Bảo nhất nguyện ý đãi địa phương. Chương 190 tuần phủ thực bình tĩnh. Lục hoàng tử đem trong tay Dạ Minh Châu giao cho Hương nãi nãi tiếp nhận vừa thấy, không khỏi hít hà một hơi, như thế đại Dạ Minh Châu, cái này Lục hoàng tử nói cho liền cấp. 6. Thế Hàm, ngươi cầm đi, ta không cần. Hương nãi nãi đem Dạ Minh Châu còn cấp Lục hoàng tử. Lục hoàng tử cười nói, đây là Phúc Bảo làm ta cho ngươi, ta nhãn lực hảo, không cần cái này. Hương nãi nãi nghe vậy, cầm Dạ Minh Châu tay run rẩy một chút, Phúc Bảo, nàng tâm can, thật sự là quá bị người yêu thương, chỉ là quá vất vả, khi nào mới có thể giống cái thiên kim tiểu thư nổi tiếng mặt tốt đâu. Hương nãi nãi đem Dạ Minh Châu đưa cho bên cạnh Phú Quý Tẩu, nàng là Phúc Bảo mẹ ruột, nên từ nàng bảo quản mới đối, cầm, là Phúc Bảo cho ngươi Dạ Minh Châu. Phú Quý Tẩu vội vàng tiếp nhận, cẩn thận nhìn một hồi lâu, đây là Dạ Minh Châu a, chỉ là nghe qua Dạ Minh Châu thứ này, chân chính đồ vật còn lần đầu tiên nhìn đến đâu. Nương, sao dùng a? Phú Quý Tẩu hỏi. Buổi tối đặt ở trong sơn động, đại gia đi tiểu đêm liền sẽ không dẫm lên người. Hương nãi nãi cười nói. Khi nương ngươi phóng, ta vừa rồi nghe Thế Hàm công tử nói Phúc Bảo là cho ngài. Phú Quý Tẩu đem Dạ Minh Châu trả lại cho Hương nãi nãi, như vậy quý giá đồ vật đặt ở chính mình nơi này, vạn nhất rớt đến đau lòng chết. Hương nãi nãi đương nhiên minh bạch Phú Quý gia ý tứ, cũng không miễn cưỡng, nếu con dâu không dám đặt ở trên người, vậy từ nàng tới bảo tồn, về sau chờ Phúc Bảo gả chồng, này đó đều là nàng của hồi môn. Hương lão gia tử triệu tập mọi người, nói cho bọn họ đi thông tỉnh thành lộ đã đổ, bọn họ đến ở cái này địa phương sinh hoạt một đoạn thời gian, chờ tỉnh thành lộ thông lại xuống núi. Mọi người đều gật đầu, này đó bọn họ đều là biết đến, huống hồ hôm nay cái này quý công tử lại làm ra nhiều như vậy lương thực cùng thịt, liền nguồn nước đều tìm được rồi, bọn họ đều nguyện ý ở nơi này. Nếu như vậy, ta đi nhặt một ít gậy gộc cây cối, đem sơn động môn cấp làm tốt, trong núi tuy rằng an tĩnh, nhưng cũng không phải an toàn nhất, vạn nhất có đại trùng gì, chúng ta cũng đánh không lại. Phú Quý cầm lấy dao chẻ củi nói. Cha, ta đi theo ngươi. Hương giáo đứng lên, từ đại nhi tử cùng tiểu nhi tử đi hoàn thành, Phú Quý liền một cái nhi tử lưu tại bên người, tự nhiên thân mật rất nhiều. Vậy ngươi cẩn thận một chút, đừng đi lạc. Phú Quý nói. Ta cũng đi, người nhiều lực lượng đại. Đồ Tể cũng đứng lên, lại trừng mắt nhìn muốn cùng đi Đỗ Khang liếc mắt một cái, cầm dao chẻ củi ra sơn động. Hương Dương, Hương Hàn còn có Thủy Căn cũng đều đứng lên, cái này sơn động bọn họ cũng ở tại bên trong, không có đạo lý làm Phú Quý ca một nhà xuất lực. Huống chi hiện tại bọn họ ăn trụ đều là Hương lão gia tử gia, cho dù là thân thích, cũng là hiểu rõ, sao có thể thật sự ăn không uống không làm việc. Hương nãi nãi mang theo nữ quyến bắt đầu dùng vải vóc làm một cái mành treo lên tới, mành bên trong là nữ quyến, bên ngoài còn lại là nam nhân, bằng không mọi người đều quậy với nhau, không ra thể thống gì. Thẩm Diệu cầm tắt một tay cầm kim chỉ, một tay cầm tế vải bông, nàng hài tử đã mãn 3 tháng, có thể động thủ cấp hài tử làm bao bị cùng quần áo. Các Tường nhìn Thẩm Diệu cầm vụng về phùng bao bị, khi căn châm một không cẩn thận liền sẽ đâm thủng tay nàng đầu ngón tay, không khỏi lắc đầu nở nụ cười, đi đến Thủy Miêu bên cạnh, thấp giọng nói vài câu. Thủy Miêu ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Diệu cầm phương hướng, quả nhiên, Thẩm Diệu cầm tay lại bị châm cấp chọc tới rồi, vội không ngừng đem xuất huyết ngón tay duỗi đến trong miệng liếm mút. Tam tẩu, cho ta đi. Thủy Miêu đi qua, tiếp nhận Thẩm Diệu cầm trong tay bao bị, xúc tua mềm mại, đại bá gia đồ vật quả nhiên đều là thứ tốt, nhưng Thủy Miêu một chút cũng không tham mộ, đại bá cho bọn hắn gia đồ vật đủ nhiều, người cũng không thể lòng tham. Thẩm Diệu cầm thấy bao bị cùng kim chỉ tới rồi Thủy Miêu trong tay, giống như rót vào linh hồn, thả Thủy Miêu động tác lại mau lại đẹp, trực tiếp đem Thẩm Diệu cầm cấp xem ngây người, nguyên lai kim chỉ cũng có thể giống đánh nhau giống nhau, tốc độ nhanh mới đẹp. Thủy Miêu, ngươi tay cũng thật xảo, về sau ta theo ngươi học đi. Thẩm Diệu cầm chụp một cái cầu vòng thí. Không dám, nếu không về sau nhà ngươi bảo bối quần áo ta tới làm, ngươi sẽ dạy ta nhi tử học võ đi. Thủy Miêu gặp qua Thẩm Diệu cầm cùng người đánh nhau, kia nhất chiêu nhất thức thật sự đẹp lại dùng tốt, nàng nhưng hâm mộ. Thành giao. Thẩm Diệu cầm lớn tiếng trả lời, đem Thủy Miêu chọc cho đến nở nụ cười, tam tẩu tính cách thật tốt, các Tường thật đúng là vận may, tìm được một cái hảo thê tử. Lục hoàng tử ngồi ở khe núi chỗ trên tảng đá, nôn nóng chờ đợi đám ám vệ tin tức, hiện tại canh giờ này, tuần phủ đại nhân khẳng định đã biết trong nhà bị cướp đi, khẳng định nổi trận lôi đình đi, đáng tiếc không thể hiện trường nhìn đến, bằng không cái này trường hợp sẽ cỡ nào xuất sắc. Lục hoàng tử đoán được một chút đều không tồi, tổng quản sáng sớm liền mất hồn, đi vào tuần phủ đại nhân ngoại viện, mấy ngày nay tuần phủ đại nhân sự tình nhiều, cho nên vẫn luôn ở tại ngoại viện. Đương hắn nghe được quản gia kia run rẩy thanh âm nói cho hắn phủ nha gặp nạn, ngoại viện cùng kho hàng còn có kho lúa lương thực đều không thấy thời điểm, tuần phủ đại nhân nhắm hai mắt lại. Quả nhiên, bất quá một chén trà nhỏ thời gian, nội viện lão ma ma chạy vội ra tới, nói cho quản gia chủ mẫu tư khố cùng nội thất gia cụ, bạc chờ đều bị người cướp đi. Quản gia liền quỳ đều quỳ không được, một mông ngồi ở trên mặt đất, tháng trước tri phủ phủ nha bị kiếp, tri phủ cùng hắn sở hữu chính thê di nương cùng tiểu thiếp, còn có đích nữ thứ nữ đều nhốt ở phủ nha nội bị sống sờ sờ đói chết. Duy nhất tránh được một kiếp chính là tri phủ quản gia, nương tri phủ tên tuổi, ăn cắp tri phủ xe ngựa chạy ra phủ nha, đến nay rơi xuống không rõ. Khi tuần phủ phủ nha bị kiếp, hắn cái này quản gia muốn trộm đi ra ngoài, quả thực là có chạy đằng trời, hiện tại duy nhất có thể làm chính là bồi tuần phủ đại nhân cộng tiến thối. Lão gia, hôm nay đồ ăn sáng. Quản gia lấy hết can đảm lại mở miệng, chỉ là hắn cũng không biết nói gì hảo. Cùng ta đi thư phòng nhìn xem. Tuần phủ đại nhân vẫn là đứng lên, áp chế nội tâm khủng hoảng, mở cửa đi ra. Quản gia vội vàng tưởng bò dậy, nhưng bò rất nhiều lần đều bò không đứng dậy, tuần phủ đi qua, một tay đem quản gia kéo lên, nghiêm túc nói, ngươi không phải tri phủ quản gia, ta cũng không phải tri phủ, chúng ta đều không giống nhau. Quản gia trong lòng đem những lời này lặp lại một lần, quả nhiên như thế, hắn cũng sẽ không ném xuống lão gia chính mình chạy trốn, sợ cái cây búa Nga. Cả người sức lực lại về rồi, quản gia một lăn long lóc bò lên, nâng tuần phủ đại nhân hướng thư phòng đi đến, không ngờ tuần phủ đại nhân quay lại thân nhìn lão ma ma hỏi, đều bị trộm đi sao? Lão ma ma nuốt nước miếng nói, hồi lão gia, liền chủ mẫu trong viện tài vật bị trộm đi, mặt khác di nương tiểu thiếp thông phòng đồ vật đều hảo hảo đâu. Đem các nàng vàng bạc đều thu đi lên, sau đó đi mua gạo thóc, tốc độ muốn mau, tạm thời không cần để lộ tiếng gió. Tuần phủ đại nhân nói, là, lão nô này liền đi. Lão ma ma hai cái đùi giống như sẽ phi cây chổi, nhanh chóng hướng hậu viện quét qua đi, đem tuần phủ đại nhân ý tứ nói cho tuần phủ phu nhân. Chương 191 thỏ không có ba hang. Tuần phủ vợ cả hắc mặt, ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư vẫn không nhúc nhích, đầu óc lại nhanh chóng xoay tròn, bọn họ. Tuần phủ phủ nha cũng bị cướp sạch không còn, xem ra lục hoàng tử đã đến tỉnh thành. Đại ma ma, ngươi dẫn người đi bên ngoài tra xét một chút, có phải hay không lục hoàng tử đến tỉnh thành, còn có đem di nương các nàng phòng trong sở hữu đồ vật đều lục soát đi lên, cầm bạc đi mua một ít thức ăn trở về. Một cái lão ma ma xoay người rời đi, xem nàng dưới chân sinh phong bộ dáng, rõ ràng là cái người biết võ, không bao lâu, hậu viện truyền đến khóc nháo thanh, chủ mẫu đồ vật bị trộm, dựa vào cái gì muốn bắt các nàng đồ vật. Lão ma ma cười lạnh nói, chủ mẫu đều không có đồ vật, các ngươi dựa vào cái gì có, đều ngoan ngoãn giao đi lên, ai dám tàn tư, vừa lúc bán đi ra ngoài. Tiểu thiếp nhóm không dám ra tiếng, di nương còn có thể đỉnh nhất đỉnh, các nàng tốt xấu cũng coi như thượng gia phả, nhưng tiểu thiếp nguyên bản chính là mua tới, bị chủ gia phiền chán bị bán thực bình thường. Lão ma ma, ngươi đem ta cấp bán đi. Một cái tiểu thiếp bỗng nhiên nói, các nàng tuy rằng ở tại khuê phòng trung, nhưng tri phủ bị cướp sạch không còn tin tức cũng là có điều nghe thấy, hơn nữa các nàng còn phải đến tin tức, tri phủ phủ nha chẳng những bị cướp sạch không còn, liền người đều bị nhốt ở phủ nha sống sờ sờ đói chết. Hiện tại tuần phủ phủ nha cũng bị cướp sạch không còn, chờ đợi bọn họ có thể hay không cũng là bị nhốt ở nha nội sống sờ sờ đói chết, một khi đã như vậy, còn không bằng bị bán, tổng hội có khẩu cơm ăn. Lời vừa nói ra, mấy cái tiểu thiếp đều minh bạch lại đây, nguyên bản còn muốn ngoan ngoãn nộp lên vàng bạc lại bị các nàng cấp giấu ở tay áo túi, nếu thật sự phải bị sống sờ sờ đói chết, còn không bằng bị bán, còn có thể có một đường sinh cơ. Lão ma ma nổi giận, nhất ban tiện gia, không đánh không nên thân, hiện tại bên trong phủ gì cũng đã không có, này đó tiện gia không nghĩ là chủ mẫu chia sẻ, ngược lại cầu bán, hảo, liền đem các ngươi bán được nhất dơ bẩn địa phương, trong tay cũng có thể nhiều mấy lượng bạc. Người tới, lột các nàng áo ngoài, lục soát ra các nàng bạc, toàn bộ đưa đến tiêu, dao, cắt đi. Lão ma ma hét lớn. A, ma ma ta sai rồi, ta giao bạc. Ma ma, cầu ngươi không cần lột ta quần áo, ta giao bạc còn không được sao? Đủ loại thảo nhiễu thanh hết đợt này đến đợt khác, đem cái lão ma ma ồn ào đến đầu choáng váng mắt trướng, nhưng nàng nhìn đến cái kia mở miệng cầu bán nữ nhân lù lù bất động bộ dáng, trong lòng ngược lại đối nàng có hảo cảm. Ngươi, ta cho ngươi một con đường sống, chính mình đi ra ngoài đi, bất quá bán mình khế cũng không thể cho ngươi. Tạ ma ma, vãn tình nếu có thể có tiền đồ, tất nhiên sẽ tới tạ mama ân đức. Cái này kêu vãn tình. Tiểu thiếp xoay người hướng hậu viện cửa nhỏ đi đến, kia đạo môn là các nàng tiến vào địa phương, chỉ vào không ra, hiện tại rốt cuộc có thể từ nơi này đi ra ngoài. Trong cửa bà tử được đến tin tức, đương nhiên môn hộ mở rộng ra, kỳ thật nàng cũng muốn chạy trốn, nhưng nàng tướng công nhi tử khuê nữ đều ở bên trong phủ, muốn chạy cũng chạy không được. Tuần Phủ thực mau ăn thượng nóng hầm hập đồ ăn sáng, tại đây phía trước, hắn đã xem xét quá chính mình thư phòng, quả nhiên là bị cướp đoạt sạch sẽ, gì cũng không còn. Chỉ là thỏ không có ba hang, ở Tri Phủ phát sinh bị kiếp sự tình sau, hắn đem đại bộ phận vàng bạc cùng thư tín đều phóng tới biệt viện đi, nơi nào thật sự sẽ đem sở hữu đồ vật đặt ở nơi này. Tuy rằng tổn thất hơn 100 vạn hai xem thường cùng 2 vạn thạch lương thực, nhưng hắn một chút cũng không đau lòng, hắn đường đường một cái Tuần Phủ, ở chỗ này đãi hơn 20 năm, nếu không có này đó bạc ngược lại mê hoặc không được lục hoàng tử. Tứ hoàng tử đào đến mỏ bạc, kia mỏ bạc số lượng cũng không phải là cái, nói mấy trăm vạn lượng quả thực là vũ nhục này tòa mỏ bạc, chờ tứ hoàng tử đem này tòa mỏ bạc toàn bộ đào ra, những cái đó bạc cũng đủ bọn họ mưu phản. Chuẩn bị ngựa xe, bổn Tuần Phủ muốn đi ra ngoài một chuyến. Lão gia, chuồng ngựa cũng bị trộm, kia thất hãn huyết bảo mã cũng không thấy. Quản gia cúi đầu nói. Làm người báo tin cấp tứ hoàng tử, ngươi đi hậu viện lấy chút bạc, giúp ta bị chiếc xe ngựa, ta muốn đi biệt viện. Tuần Phủ đại nhân không chút hoang mang nói. Là lão gia. Quản gia vội vàng hướng tới hậu viện chạy tới, lão ma ma vừa thấy quản gia liền biết hắn ý đồ đến, chuồng ngựa không có xe ngựa, Tuần Phủ đại nhân lại muốn ra cửa, khẳng định tới muốn bạc. Quản gia là tới muốn bạc đi, nhà ta phu nhân đã chuẩn bị hảo, 200 lượng thỉnh lấy hảo. Lão ma ma đưa cho quản gia 2 trương 100 lượng ngân phiếu, trên mặt lộ ra nịnh nọt tươi cười, nguyên bản cho rằng phủ nha bị cướp sạch bọn họ sẽ cùng đường, nào biết đâu rằng này bọn tiện gia trên người bạc cũng không ít. Ngươi nhìn xem, tùy tiện soát người đều có thể điều tra ra mấy ngàn lượng bạc, kia các nàng trong phòng khẳng định còn cất giấu càng nhiều bạc, chờ chính mình thủ hạ những cái đó bọn nha đầu trở về sẽ biết. Tuần Phủ vợ cả nhìn trong tay mấy ngàn lượng bạc, thần sắc không có chút nào biến hóa, liền này đó bạc, đều không đủ nàng mua một cái trang sức, nhưng hiện tại lại yêu cầu dựa vào này đó trang giấy đi đổi ăn, quá nghẹn khuất. Cướp đoạt sạch sẽ đem người đều bán, oanh oanh yến yến ngược lại sẽ làm hỏng lão gia chuyện tốt. Đại phu nhân mở miệng nói. Là, phu nhân, tiểu thiếp có thể bán, kia di nương đâu? Đại ma ma mở miệng hỏi. Lưu mấy cái nghe lời, những cái đó ghen tuông, thích nháo sự toàn bộ, đại phu nhân làm một cái cắt cổ động tác, xoay người rời đi, nàng cũng phải đi nàng thôn trang, bên kia có thể ẩn nấp không ít đồ vật. Nửa ngày thời gian, Tuần Phủ phủ nha toàn bộ hậu viện nữ nhân bán hơn phân nửa, đã chết hơn một nửa, còn dư lại mấy cái gây giống quá con nối dõi di nương, ôm chính mình con cái run bần bật. Quản gia đi tới chợ, hiện tại tỉnh thành cũng bởi vì thiếu thủy thiếu lương, rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa, nhưng chợ không giống nhau, những cái đó bán gia súc chưởng quầy nếu không đem trong tay gia súc bán đi, bọn họ còn muốn thâm hụt tiền. Cho nên quản gia dùng 100 lượng bạc mua một con nhìn qua không thế nào mà ngựa, ngoài ra còn thêm một cái xe ngựa giá, nhìn một mặt đến có chút keo kiệt xe giá, quản gia cũng mặc kệ, có thể mua được đã thực hảo. Lại mua một ít gạo và mì trở về, bằng không hôm nay đến đói bụng, chỉ là gạo và mì giá cả đã sớm không biết phiên nhiều ít lần, mang ra tới 200 lượng bạc liền như vậy hoa đến một văn cũng không dư thừa. Tuần Phủ thực vừa lòng này chiếc xe ngựa, trên xe ngựa không có Tuần Phủ đánh dấu, vậy không dễ dàng làm người biết bên trong ngồi chính là ai, cho nên sa phu cần thiết đổi, cũng không thể là quản gia, bằng không một khuôn mặt liền lòi. Lại đi hậu viện lấy chút bạc, tìm một cái sẽ lái xe sa phu trở về. Tuần Phủ nói. Quản gia lập tức minh bạch nhà mình lão gia tâm sự, đây là nghĩ ra môn, lại sợ bị nhận ra tới, túng a, vội vàng hướng hậu viện chạy, đại ma ma âm thầm trợn trắng mắt, lại cho hắn một trương 100 lượng ngân phiếu. Quản gia không cần lại đến, ta cùng phu nhân lập tức muốn đi thôn trang thượng. Đại ma ma lạnh lùng nói. Quản gia mặt xoát đỏ, trong lòng cũng ở trong tối hận, lão gia phong cảnh thời điểm, các ngươi đều liếm mặt đi phía trước viện chạy, hiện tại lão gia nghèo túng, các ngươi liền này phúc sắc mặt, trở mặt cũng quá nhanh đi. Chương 192 mở cửa thành. Nhưng những lời này hắn là không dám nói, xoay người rời đi hậu viện, hướng chợ chạy tới. Hắn muốn tìm một cái trung hậu thành thật hậu sinh, tốt nhất sẽ điểm công phu, vậy có thể bảo hộ nhà mình lão gia. Chợ trưởng quầy nghe được quản gia muốn mua xe phu, vội vàng chỉ góc tường biên một loạt người, đều là trong nhà không ăn không uống, tự bán tự thân làm nô tài. Góc tường biên ô trọc bất kham, còn tản ra mùi hôi, quản gia che lại cái mũi rất xa nhìn qua đi, hét lớn một tiếng, sẽ lái xe ra tới, xôn xao ra tới mười mấy người. Nhìn trước mắt này một lưu đen thui, dơ bẩn bất kham hán tử, quản gia trong lòng ghét bỏ cực kỳ, nhưng nghĩ đến nhà mình tuần phủ lão gia sốt ruột, lại hét lớn một tiếng, sẽ điểm công phu đứng ra. Những lời này vừa ra, lại đứng ra ba cái hán tử, quản gia cũng là cẩn thận người, đem ba người phân biệt hỏi lời nói, cuối cùng nhìn trúng một cái hậu sinh, cha mẹ toàn bộ chết đói, muội muội cũng bị đổi lương thực, cho nên hiện tại liền dư lại hắn một người, lại không đem chính mình bán đi, cũng sắp chết đói. Quản gia đưa cho cái này hậu sinh một khối bánh bột ngô, liền này khối bánh bột ngô đổi ngươi làm nô tài như thế nào, hậu sinh tiếp nhận bánh bột ngô liền hướng trong miệng tắc, không mấy khẩu liền đem bánh bột ngô ăn đến không còn một mảnh, liên thủ trong lòng mảnh vụn cũng không buông tha. Vươn ngón tay cái, ấn bán mình công văn, cái này hậu sinh đã bị quản gia mang về phủ nha, đi vào chuồng ngựa, làm hắn cấp mã ăn uống no đủ, sau đó lái xe đưa tuần phủ đại nhân ra cửa. Tuần phủ dọc theo đường đi phi thường cẩn thận, hắn hiện tại may mắn chính mình xe ngựa là chợ thượng mới vừa mua tới, không có bất luận cái gì tuần phủ tiêu chí, hơn nữa cái kia đánh xe xa phu cũng là từ chợ thượng mua tới, không có người sẽ chú ý. Lão gia, là từ này nói vẫn luôn đi phía trước đi sao? Xa phu hỏi đến. Thẳng đi, chờ không lộ lại quẹo phải. Tuần phủ đại nhân một bên trả lời, giống nhau xoa chính mình cái mông, trong lòng mắng cái này 46 không biết xa phu, giá cái xe cũng không biết né tránh trên mặt đất hòn đá. Nếu hắn ám vệ ở thì tốt rồi, đáng tiếc đều bị tứ hoàng tử cấp điều đi rồi, nói cái gì muốn mai phục đánh chết lục hoàng tử, nhưng người ta lục hoàng tử người đều đến tỉnh thành, người đánh chết cái quỷ không thành. Sa phu dùng sức trừ con ngựa đi phía trước chạy, hắn cũng muốn biết cái này tuần phủ đại nhân biệt viện rốt cuộc ở nơi nào, tỉnh thành rất lớn, bọn. Họ này đó ám vệ nếu muốn biết tứ hoàng tử sở hữu bí mật thật đúng là có chút khó khăn. Xe ngựa tốc độ chậm lại, phía trước quả nhiên không có lộ, đó là bởi vì bị một ngọn núi cấp chặn, quẹo phải lúc sau, rõ ràng là nhân công khai đào một cái tiểu đạo. Tiếp tục đi phía trước chạy hơn một canh giờ, bỏ qua cho một khối núi đá, trước mắt rộng mở thông suốt, bên kia có cái vùng núi đá dựng biệt viện, tuy rằng tiểu, nhưng lại tinh xảo vô cùng. Lão gia, là nơi này sao? Sa phu dừng lại xe ngựa, gõ gõ xe giá hỏi. Tuần phủ mở ra xe ngựa môn, hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Sa phu liếc mắt một cái nói, ngươi liền ở chỗ này chờ. Sa phu dùng tay áo xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn đến tuần phủ tiến vào sân, thi triển ra khinh công, theo đi lên, chỉ là vừa đến sân cửa, Sa phu cực nhanh lùi lại, lại khôi phục thành một cái hàm hậu Sa phu dáng vẻ. Biệt viện cửa xuất hiện một người mặc màu đen quần áo hán tử, một đôi mắt tinh quang bốn màu, liếc mắt một cái liền thấy ngồi ở xe giá thượng nghỉ ngơi Sa phu, không khỏi nhíu mày. Vừa rồi hắn phát hiện có người muốn xâm nhập biệt viện, nhưng chờ hắn ra tới, một người đều không có, chẳng lẽ là cái này Sa phu, nhưng cái này Sa phu nhìn qua không giống có nội lực bộ dáng. Liền ở cái này hán tử muốn tiến lên dò hỏi thời điểm, tuần phủ đại nhân ra tới, trên mặt mang theo tươi cười, bước đi vững vàng dị thường, trực tiếp lên xe ngựa. Sa phu vội vàng thế tuần phủ đại nhân đóng cửa xe, giơ lên roi ngựa, bang một tiếng, xe ngựa thay đổi đầu, hướng tuần phủ phủ nha đi. Hán tử đuổi theo hai bước vẫn là dừng bước chân, hắn cũng lo lắng trúng điệu hổ ly sơn kế, hiện tại tứ hoàng tử tử sĩ cùng ám vệ đều bị điều động đi ra ngoài, nơi này liền dư lại hai người, cũng không thể làm lỗi. Quản gia nhìn đến tuần phủ đại nhân đã trở lại, vội vàng bưng trà rót nước, tiểu tâm hầu hạ, tuần phủ đại nhân uống một ngụm trà, nhíu mày, nhưng nghĩ vậy lá trà phỏng chừng cũng là quản gia thật vất vả làm ra, chỉ có thể buông chung trà. Cầm, làm người đi mua mễ mua mặt, mua điểm hảo trà trở về. Quản gia nhìn trong tay thật dày một chồng ngân phiếu, kích động nước mắt đều phải rơi xuống, tuần phủ lão gia rốt cuộc là tuần phủ lão gia, nơi nào là tri phủ tên ngốc này có thể so sánh. Đem bộ đầu gọi tới, còn có đem đề đốc cũng gọi tới. Tuần phủ nói. Quản gia vội vàng ứng hòa, chạy chậm ra thính đường, không bao lâu, bộ đầu nhanh chóng tới rồi, trong khoảng thời gian này hắn nhưng mệt muốn chết rồi, chỉ cần ứng phó ngoài thành những cái đó dân đói, khiến cho hắn phiền không thắng phiền. Mở ra đi thông bổn tỉnh thông đạo, bất quá chỉ giới hạn trong có hộ tịch dân đói, mặt khác vào thành bạc vô luận đại nhân tiểu hài tử, mỗi người 5 lượng, hai người thiếu một thứ cũng không được. Là, đại nhân. Bộ đầu xoay người đi ra ngoài. Một chén trà nhỏ thời gian, đề đốc cũng đại soải bước đi đến, trong lòng đối tuần phủ trực tiếp làm quản gia tới kêu chính mình rất bất mãn, nhưng luận chức quan, hắn đích xác so tuần phủ đại nhân muốn thấp một bậc, cho nên cần thiết nghe lệnh. Nhưng hắn trong tay có binh a, tỉnh thành đề đốc thủ hạ chính là có 1,6 vạn cái phủ binh đâu, hơn nữa tuần phủ đại nhân cho dù muốn xuất binh, còn muốn chinh đến hoàng thượng đồng ý, bằng không hắn hoàn toàn có thể không đáng để ý tới. Tuần phủ đại nhân, xin hỏi ngươi tìm mạc tướng có việc gì sao? Đề đốc ôm quyền hỏi. Lục hoàng tử đã tới tỉnh thành, ngươi mang binh đi trong thành điều tra, cần phải muốn tìm được lục hoàng tử. Tuần phủ đại nhân nói. Là, mạc tướng nghe lệnh. Đề đốc xoay người đi ra ngoài, điểm binh điểm tướng bắt đầu lục soát thành. Hắn cũng muốn tìm đến lục hoàng tử, nhưng hắn sẽ không đối lục hoàng tử như thế nào, tri phủ cái kia phủ binh tổng lĩnh A Đại hắn cũng là biết đến, hiện tại chói lọi đầu nhập vào lục hoàng tử, mà hoàng thành hoàng đế cư nhiên tự hồ không có trách tội, trong đó khẳng định có cái gì không người biết âm mưu. Hắn làm một cái đề đốc, muốn càng tiến thêm một bước, đầu nhập vào tứ hoàng tử là không được, vậy ở đại hoàng tử cùng lục hoàng tử chi gian lựa chọn, trước mắt tự hồ là lục hoàng tử càng tốt hơn. Xếp hạng đằng trước Hương lão tam bỗng nhiên nghe được núi đá thượng có người kêu gọi, ý tứ chính là bọn họ sắp mở ra đi thông tỉnh thành con đường, nhưng không có hộ tịch cùng bạc không được lại đây, bằng không bị roi trừ chết khái không phụ trách. Hương lão tam vội vàng làm tức phụ sửa sang lại bọc hành lý, hắn có hộ tịch, nhi tử càng là có khảo tú tài tiến cử tinh, đến nổi bạc, trên người hắn có thể ẩn nấp hơn 32 đâu. Bất quá Hương lão tam lại nhìn về phía nhà mình cha mẹ, lão lý trưởng đối hắn gật gật đầu, ý bảo chính mình trên người cũng có bạc, nhìn đến cha mẹ cũng có bạc, Hương lão tam hoàn toàn yên tâm. Núi đá trung gian bị đã thông, chỉ dùng hai người cùng một chiếc xe đẩy tay thông qua, Hương lão tam làm nhi tử tức phụ còn có nương ngồi ở xe đẩy tay thượng, chính mình cùng lão cha hai cái một cái phía trước kéo, một cái mặt sau đẩy. Sai gia, đây là chúng ta một nhà 5 người người hộ tịch, còn có bạc trắng 25 lượng. Hương lão tam truyền lên hộ tịch cùng bạc, nha dịch nhìn thoáng qua, đem hộ tịch còn cấp Hương lão tam, trực tiếp cho đi. Chương 193 tiến vào tỉnh thành. Hương lão nhị trong mắt vừa chuyển, đem nhi tử đặt ở xe đẩy tay thượng, chính mình đẩy xe đẩy tay hướng trong đi, xem này tư thế, hắn tựa hồ muốn vứt bỏ tức phụ cùng khuê nữ, chính mình mang nhi tử rời đi. Lão nhị tức phụ không làm, một phen lôi kéo Hương lão nhị ống tay áo, quỳ trên mặt đất cầu đạo, tướng công, ngươi chính là không cần này 3 cái khuê nữ, cũng không nên đem ta cấp ném xuống, ngươi bạc chính là 4 khuê nữ dùng mệnh đổi lấy a. Hương lão nhị bị chính mình tức phụ nói cấp xấu hổ đến sắc mặt đỏ bừng, nhìn đến chung quanh người khinh thường ánh mắt, không khỏi giận từ tâm khởi, nhấc chân liền hướng tự mình tức phụ tâm oa tử đá vào, trực tiếp đem người đá ngã lăn trên mặt đất. Rau thơm đã sớm biết cái này cha sẽ không mang các nàng tam tỷ muội vào thành, nơi nào nghĩ đến hắn liền chính mình nữ nhân cũng không cần, ánh mắt chợt lóe, đối với 2 cái muội muội sử một cái ánh mắt. Nhị khuê nữ Hoa Thơm, tam khuê nữ Hương Đậu nhìn đến nhà mình tỷ tỷ sử ánh mắt, nhanh chóng hướng xe đẩy tay phương hướng phóng đi, 3 người đã sớm thương lượng hảo, một người đoạt một thứ, đoạt xong bỏ chạy. Hương lão nhị không nghĩ tới chính mình đối phó tức phụ cái này khoảng không, xe đẩy tay thượng gạo thóc cùng thủy, còn có chỉ có một khối thịt khô bị 3 cái khuê nữ đoạt đi rồi. Muốn đuổi theo, trên mặt đất chết nữ nhân còn kéo lấy chính mình không bỏ, làm hắn càng không yên tâm chính là xe đẩy tay thượng tiểu nhi tử, bị đại khuê nữ hung hăng đánh một cái bàn tay, đang ở tê tâm liệt phế khóc nháo đâu. Nguyên lai tiểu nhi tử nhìn đến đại tỷ các nàng tới đoạt đồ vật, trực tiếp ôm lấy thịt khô không chịu buông tay, bị đại tỷ đánh một cái bàn tay, lại đoạt thịt khô, chỉ có thể khóc nháo lên. Canh giữ ở núi đá bên cạnh nha dịch không kiên nhẫn, vừa định mở miệng mắng chửi người, Hương lão đại lôi kéo tức phụ cùng 3 cái khuê nữ đuổi đi lên, đưa lên 25 lượng bạc cùng hộ tịch, bị cho phép tiến vào đi trước tỉnh thành thông đạo. Tiếp theo có bạc lại có hộ tịch người từng bước nhanh chóng thông qua, Hương lão nhị cũng rốt cuộc thoát khỏi chính mình tức phụ lôi kéo, trốn vào thông đạo, thật dài phát ra một hơi, rốt cuộc thoát khỏi kia mấy cái bồi tiền hóa. Cha, ăn uống đều bị đại tỷ các nàng đoạt đi rồi. Tiểu nhi tử Hương Mễ khổ một khuôn mặt nói, trên má còn giữ thật sâu dấu tay. Không sợ, cha còn có bạc, đều vào tỉnh thành cha cho ngươi mua. Hương lão nhị nghiến răng nghiến lợi, hối hận không có đem đồ vật giấu ở trên người. Hương Chương thôn dân nhìn đến Hương gia tam huynh đệ đều vào thông đạo, không khỏi bối rối, trong tay có bạc tự nhiên đuổi kịp, không có bạc ở phía sau dậm chân mắng chửi người. Bọn họ lại nghĩ tới Hương lão gia tử, nếu Hương lão gia tử ở, khẳng định sẽ mang theo bọn họ cùng nhau vào thành, nhưng Hương lão gia tử bị Hương lão tam cấp đuổi đi, đến nay rơi xuống không rõ. Ai, nếu Hương gia lão gia tử ở thì tốt rồi, chúng ta lúc trước hẳn là tuyển Hương lão gia tử làm lý trưởng. Hiện tại nói này đó có gì dùng, vẫn là nghĩ cách lộng bạc đi, bằng không còn không phải cấp sống sờ sờ đói chết. Phía trước truyền đến khóc nháo thanh âm, nguyên lai không có hộ tịch, hoặc là không có bạc dân đói tưởng xông vào, lại bị bọn nha dịch không lưu tình chút nào quất đánh, kia roi nhập thịt thanh âm, nghe được người lông tơ dựng thẳng lên, đều nhanh chóng sau này trốn. Hương lão tam cùng lão lý trưởng 2 người dùng sức chân khí, một hơi chạy tới cửa thành, quả nhiên cửa thành mở rộng ra, hắn cao hứng liền phải hướng trong đi, lại bị ngăn cản. Hộ tịch. Hương lão tam vội vàng lấy ra hộ tịch đưa qua, thủ cửa thành quan binh nhìn kỹ mắt hộ tịch, ân từ Hương Chương thôn lại đây, kia chính là Lục hoàng tử mất tích địa phương. Có hay không gặp qua người này? Thủ cửa thành quan binh lấy quá một trương bức họa làm Hương lão tam xem, Hương lão tam vừa thấy, bức họa là một người mặc tử kim hoa bào, đầu đội tử kim quan, sắc mặt như trăng tròn, mắt như sao trời nam hài. Gương mặt này tựa hồ nơi nào nhìn đến quá, nhưng như thế tinh quý xa hoa ăn mặc lại thật sự chưa từng gặp qua. Hương lão tam lắc đầu, chỉ xem này quần áo, bức họa người khẳng định là hoàng tộc, bọn họ nơi nào có thể gặp được người như vậy. Quan binh nhìn kỹ Hương lão tam vài người mặt bộ biểu tình, thấy bọn họ đều thực mê mang, liền đem bức họa thu lên, đem hộ tịch còn cấp Hương lão tam nói, vào thành một người 5 lượng bạc. Hương lão tam chấn động, vội vàng biện giải nói, quan gia, vừa rồi từ bên kia lại đây, chúng ta đã cho quan gia 25 lượng bạc. Bên kia là bên kia, bên này là bên này, ngươi có cho hay không, không cho liền lăn một bên đi. Quan binh không kiên nhẫn, bên kia là nha dịch trông giữ, nơi này chính là phủ binh trông giữ, không có bạc sự ai làm. Cây nhỏ từ tay áo túi móc ra một trương tiến cử tin, ăn nói rõ ràng nói, quan gia, ta là đi tỉnh thành khảo tú tài đồng sinh, có Thanh Sơn thư viện tiến cử tin, thỉnh quan gia cấp cái phương tiện. Quan binh sửng sốt, khảo tú tài đồng sinh, trong mắt vừa chuyển cười nói, nguyên lai nơi này còn có thư sinh a, chỉ là đồng sinh còn yếu điểm, hôm nay quan gia ta dễ nói chuyện, liền miễn ngươi vào thành bạc đi. Hương lão tam cắn chặt răng, từ trong túi móc ra 20 lượng bạc đưa cho quan binh, không nói một tiếng hướng trong thành mà đi, liền này chớp mắt công phu, bọn họ một nhà 5 người đã tiêu phí 45 lượng bạc. Tam nhi, ngươi nương ta nơi này còn có 50 lượng bạc, đi trước tìm một cái trụ địa phương, sau đó đi tìm khảo tú tài địa phương, dù sao cũng phải làm thụ nhi tĩnh tâm đọc sách mới là. Lão lý trưởng tức phụ nói. Hương lão tam vừa nghe, khẩn trương tâm tức khắc thả xuống dưới, vô cùng may mắn chính mình mang theo cha mẹ cùng nhau đi, bằng không hắn thật đúng là không có bạc sinh hoạt. Hương lão nhị đuổi theo Hương lão tam, chỉ là dừng bước với ngoài thành, lúc trước hắn vì đoạt lý trưởng chi vị đã bị thương lão tam tâm, lại dùng 4 khuê nữ chết trá Hương gia ngân lượng rét lạnh lão phu thê 2 cái tâm. Hiện tại lại vứt thê bỏ nữ đi vào nơi này, mặc cho ai cũng sẽ không lại nhiều liếc hắn một cái, chẳng sợ cái kia xe đẩy tay ngồi chính là bọn họ nhị tôn tử. Hương lão nhị trong túi còn có mấy lượng bạc, muốn vào thành là 100 triệu không thể, nhìn đến đứng ở cửa thành phát ngốc Hương lão đại, trong mắt vừa chuyển, đi tới. Nguyên bản Hương lão đại còn nghĩ muốn hay không vào thành, mấy năm nay hắn cũng ẩn giấu gần 50 lượng bạc, vừa rồi hoa 25 lượng, hiện tại còn dư lại 25 lượng. Nhìn đến Hương lão nhị hướng tới chính mình đi tới, vội vàng móc ra cuối cùng 25 lượng bạc cùng hộ tịch, trốn cũng dường như vào thành. Hương lão nhị khó thở, lại không dám ở cửa thành nháo sự, chỉ có thể oán hận rời đi. Tỉnh thành nội quả nhiên muốn so phủ thành hảo rất nhiều, tuy rằng cũng là thiếu thủy thiếu lương, nhưng Tuần phủ lão gia rõ ràng muốn so tri phủ thông minh, hắn biết trấn an dân tâm. Lão lý trưởng người lão thành tinh, nhắm ngay một cái quan binh, móc ra 2 lượng bạc tặng qua đi, chỉ là làm cho bọn họ giới thiệu một cái hảo một chút chỗ ở, trong nhà có đồng sinh muốn khảo tú tài, chỉ có này đó quan binh mới biết được nơi nào thích hợp bọn họ cư trú. Quan binh nhìn đến bạc ánh mắt sáng lên, vừa vặn hắn cô mẫu có cái sân muốn cho thuê, hiện tại bạc không đáng giá tiền, đem sân thuê còn có thể đổi chút gạo thóc. Ta nơi này nhưng thật ra có cái chỗ ở, bất quá 1 tháng đến 5 lượng bạc, còn có áp 1 tháng tiền thuê, các ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể mang các ngươi đi xem. Chương 194 hủy hoại sòng bạc. Hương lão tam bọn họ vội vàng đi theo quan binh rời đi, đi rồi gần nửa cái canh giờ, mới đến một chỗ sân cửa, mở ra sân vừa thấy, không khỏi có chút thất vọng. Trong viện cãi cọ ồn ào, ít nhất có 6-7 khẩu người ở trong sân giặt quần áo nấu cơm phát xài, bất quá sân chính phòng chính là khóa một phen đại khóa, xem ra bọn họ muốn ở nhờ nhà ở chính là chính phòng. Mọi người nhìn đến quan binh vào cửa, tức khắc đều cấm thanh, mắt trông mong nhìn hắn mở ra nhà chính môn, nhà ở không lớn, trung gian là nhà chính, tả hữu các có một cái nhà ở. Phòng bếp ở đối diện, cùng đoàn người dùng chung, hầm cầu ở phía sau, cũng là dùng chung, phòng chất củi ở sân cửa, bất quá củi chính là muốn đặt ở chính mình trong phòng. Quan binh nói. Lão lý trưởng vừa nghe liền minh bạch quan binh ý tứ, tỉnh thành củi lửa đều là phải dùng bạc mua, cho nên không thể đặt ở phòng chất củi, bằng không liền tiện nghi người khác. Cảm ơn kém gia đề điểm, này đó bạc thỉnh thu hảo. Hương lão tam lấy ra 10 lượng bạc đưa cho quan sai cười cười, xoay người rời đi, này hộ nhân gia có một cái người đọc sách, vạn nhất thi đậu tú tài, hắn cô mẫu sân cũng coi như là các phòng. Hương lão tam cứ như vậy ở xuống dưới, hắn từ quan sai nơi đó nghe được khảo tú tài địa phương, nguyên lai liền ở Tuần phủ phủ nha đối diện thư viện, hiện tại thư viện học sinh không nhiều lắm, thật sự là gia có dư thừa bạc, đều cố mua lương thực mua thủy. giúp cây nhỏ báo một cái danh, tuy rằng chỉ là bàn thính, nhưng phu tử thấy cây nhỏ có Thanh Sơn Thư viện tiến cử tin, cũng không dám chậm trễ, liên tục tỏ vẻ chỉ cần năm sau tháng 4, hoàn thành khai khảo, bọn họ nơi này cũng sẽ khai khảo. Mà Hương lão đại bởi vì trong túi ngượng ngùng, đã không có tính toán thuê phòng ở, bọn họ một nhà 5 người quyết định đi chùa miếu trụ đoạn thời gian, nếu có làm công ngắn hạn tắt làm công kiếm bạc, có bạc lại tìm phòng ở trụ. Cha, ngươi đem ta bán đi, được mấy lượng bạc cũng có thể tìm cái nhà ở trụ. Hương lão đại đại khuê nữ đã cũng mau 17 tuổi, đã bỏ lỡ tìm người trong sạch tốt nhất thời cơ, nếu như vậy, vậy bán đi. Hương lão đại lắc đầu, hắn tuy rằng lại lười lại thèm, tốt nhất giống một cái sâu mọt, dưỡng ở cha mẹ mạch máu, nhưng làm hắn bán thê bán nữ hắn là không muốn. Tức phụ, ngươi ngày mai mang theo 3 cái khuê nữ đi tìm cái theo phường gì, nhìn xem có thể hay không tìm được sống, ta đi tửu lầu chợ tìm xem, trời không tuyệt đường người, ta tin tưởng chúng ta gặp qua tốt nhất nhật tử. Lão đại tức phụ nước mắt lưng tròng nhìn chính mình tướng công, Hương gia 3 cái nhi tử, nàng cũng coi như gả cho người tốt, nếu gả cho lão nhị người như vậy, thật đúng là không bằng đã chết tính. Tướng công, ngày mai ngươi nghỉ ngơi một ngày, nhìn xe đẩy tay cùng lương thực, bằng không chúng ta nương mấy cái đi ra ngoài tìm sống làm, đồ vật liền phải bị người trộm đi. Đúng vậy, vẫn là tức phụ nghĩ đến chu đáo, kia tiểu nha đầu lưu lại giúp đỡ nấu cơm, ta phải hảo hảo nghỉ ngơi. Hương lão đại nghe được nghỉ ngơi liền vui vẻ, rốt cuộc lại có thể ngủ cái lười giác. Lão đại tức phụ che miệng lại cười, nàng cũng bất chấp nghỉ ngơi, trực tiếp từ trong bọc tìm ra một kiện áo cưới, đó là nàng cấp đại khuê nữ chuẩn bị, đáng tiếc vừa muốn tương thân bỏ chạy hoang. Mẹ con 3 người tìm được một cái khai mặt nhìn qua có chút khí phái theo phường, nhút nhát sợ sệt đi vào, một nữ nhân nhìn các nàng mẹ con liếc mắt một cái, dò hỏi muốn mua cái gì. Lão đại tức phụ vội vàng lấy ra áo cưới, thỉnh nương tử cho nàng chưởng cái mắt, như vậy theo sống có thể hay không ở các ngươi nơi này nhận được sống. Nữ nhân là cái này theo phường chưởng quầy, tiếp nhận áo cưới nhìn thoáng qua, trong mắt lòe ra một tia khinh thường, bất quá tuy rằng nói theo sống chẳng ra gì, nhưng theo một cái túi tiền gì cũng là có thể hành. Túi tiền khăn tay giày theo có làm hay không, phải làm nói cấp 5 lượng bạc áp bạc, sống có thể lấy về đi theo. Nương tử, ta không có bạc, có thể hay không đem áo cưới áp ở chỗ này? Lão đại tức phụ vội vàng hỏi. Theo phường trưởng quầy suy nghĩ, này áo cưới nguyên liệu không tốt, theo sống không tốt, nhiều nhất giá trị 1 lượng bạc tử, bất quá mấy ngày này phải gả khuê nữ người nhiều, các nàng theo phường sốt ruột theo áo cưới, vậy cấp thiếu một chút hóa đi. Cụ bà tử rốt cuộc cầm một bao túi tiền đi trở về, này đó túi tiền toàn bộ theo hảo có thể kiếm 0.5 lượng bạc, mà dụng tâm theo nói cũng liền 7-8 thiên sự tình. 3 người vô cùng cao hứng ra theo phường môn, nhưng không chạy vài bước liền nhìn đến đoàn người hướng tới chính mình phương hướng chạy tới, đại khuê nữ cơ linh, một phen lôi kéo 2 cái muội liền trở về chạy, nương, mau hồi theo phường. Lão đại tức phụ cũng phục hồi tinh thần lại, vừa định xoay người trốn hồi theo phường, đã bị một người nam nhân bóp lấy cổ, kia nam nhân một tay bóp lão đại tức phụ cổ, một tay cầm chủy thủ chỉ vào nha dịch nói, lui về phía sau, bằng không ta giết nàng. Nha dịch mới không để bụng nữ nhân này, nhưng bọn hắn nhìn thoáng qua Hồng Trang theo phường, không khỏi do dự lên, cái này chính là tuần phủ đại nhân vợ cả theo phường, nếu ở chỗ này đổ máu, phỏng chừng cái này cọp mẹ sẽ không bỏ qua bọn họ. Nam nhân kia thấy nha dịch do dự, đem lão đại tức phụ hướng nha dịch phương hướng đẩy một phen, chính mình một cái bước xa hướng tới ngoài thành chạy tới. Nha dịch vội vàng đuổi theo, chỉ là lúc này người thành phố nhiều, tam hạ 2 hạ cư nhiên đem người cấp cùng ném, lão đại tức phụ lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nàng thiếu chút nữa bị người cấp cắt cổ. Bọn nha dịch hùng hùng hổ hổ đã trở lại, theo phường nữ trưởng quầy cũng chạy ra tới, vừa hỏi mới biết được là bọn họ trong thành sòng bạc bị người thiêu, còn liên tục thiêu 10 gia sòng bạc, người này là bị bọn họ bộ đầu đánh lén sau bị thương chân, còn là làm hắn trốn thoát. Đề đốc đứng ở trên thành lâu, đem trong thành ngoài thành hết thảy xem đến rõ ràng, đương hắn nhìn đến một cái hán tử hướng tới cửa thành chạy thời điểm, vội vàng làm hắn tâm phúc đi theo người này, hắn phỏng chừng người này là lục hoàng tử thủ hạ. Tâm phúc cũng là ám vệ xuất thân, công phu tự nhiên không nói chơi, không nhanh không chậm đi theo cái kia ám vệ đi tới chân núi, nhìn đến ngồi ở núi đá thượng hán tử nhìn chính mình, biết đã tiết lộ hành tung. Ta là tỉnh thành phủ binh, chúng ta đề đốc muốn gặp một lần lục hoàng tử, thỉnh dẫn tiến. Phủ binh lượng ra bản thân lệnh bài, ôm quyền nói. Vì sao? Chúng ta đề đốc cùng A Đại cũng là có quá mệnh giao tình, nếu lục hoàng tử tưởng bắt lấy tỉnh thành, còn muốn dựa chúng ta đề đốc âm thầm tương trợ. Lục hoàng tử không ở nơi này, đã rời đi tỉnh thành hướng hoàng thành đi, chỉ là lưu lại nhiệm vụ, làm chúng ta hủy hoại sòng bạc mà thôi. Ám vệ cũng ôm quyền nói. Đa tạ huynh đệ báo cho, ta đây liền trở về nói cho đề đốc, cáo từ. Phủ binh ôm quyền, xoay người liền đi. Ám vệ nhìn thật lâu, mới xoay người rời đi. Cái kia bộ đầu ám khí có độc, hắn có thể kiên trì đến bây giờ đã không dễ. Sương Mù vẫn luôn tránh ở chỗ tối, một đường đi theo cái kia phủ binh đi vào ngoài thành, ánh mắt lóe lóe, xoay người rời đi, thuận tiện đem gian nan bò sát ở giữa sườn núi ám vệ sách lên, mang về sơn động. Đại phu đem mạch, loại này cấp thấp độc với hắn mà nói dễ như trở bàn tay là có thể giải, một viên giải độc hoàng nhét vào ám vệ trong miệng, một chén trà nhỏ thời gian, ám vệ có chút xấu hổ nửa quỳ ở lục hoàng tử trước mặt. Chương 195 Huyễn Hồ báo thù, 1. Không phải đi thiêu hủy sòng bạc, như thế nào sẽ làm cho như thế chật vật trở về, còn bị người theo dõi? Sương Mù hỏi. Chúng ta 5 người dương đông kích tây, đem ra được 10 cái sòng bạc thiêu hủy, thuộc hạ cuối cùng kết thúc, bởi vì nhìn đến một cái lão nhân không kịp chạy ra biển lửa, thuận tay vớt hắn một phen, không nghĩ tới trúng bộ đầu ám khí. Ám vệ nói, trúng ám khí, đó là hắn học nghệ không tinh, nếu lại đến một lần, hắn vẫn là sẽ cứu, bọn họ muốn hủy chính là tứ hoàng tử sòng bạc, mà không phải vô tội người tánh mạng. Lục hoàng tử ánh mắt có chút mê ly, từ bọn họ đi theo Phúc Bảo, đám ám vệ tự hồ đều bị nàng ảnh hưởng, không thể thương tổn vô tội người, càng không thể lấy vô tội người tánh mạng. Nhưng như vậy ám vệ còn gọi ám vệ sao, nếu luôn là như vậy phát thiện tâm, nào một ngày liền đem chính mình mệnh cấp phát tán đi ra ngoài. Ngươi là ám vệ, không phải Bồ Tát, muốn làm người lương thiện liền trước ước lượng chính mình năng lực, nếu năng lực không đủ, cái này người lương thiện không tới phi ngươi tới làm, ngươi cần phải minh bạch chính mình thân phận, vì ai làm việc, bảo hộ chính là ai. Sương Mù bỗng nhiên mở miệng nói. Ám vệ trong lòng cả kinh, nguyên lai là hắn si ngốc, Nguyệt chủ tử chính là thần tiên nhân vật, nàng đương nhiên là có tự bảo vệ mình cùng làm người lương thiện năng lực, nhưng chính mình đâu, liền Sương Mù đều so ra kém, nào có tư cách cùng Nguyệt chủ tử học a. Thuộc hạ biết sai, thuộc hạ tự nguyện lĩnh quân côn, hoặc là về lò nấu lại. Biết sai liền hảo, phạt ngươi quân côn 10 bản tử, chỉ là hiện tại là phi thường thời kỳ, chờ trần ai lạc định, lại lãnh phạt đi. Lục hoàng tử mở miệng nói, kỳ thật hắn cũng đau lòng, mỗi một cái ám vệ đều là hắn cùng mẫu hậu còn có hầu phủ cùng với tướng quân phủ thật vất vả bồi dưỡng ra tới. Cút đi. Sương Mù phất phất tay, làm hắn đi xuống dưỡng thương, lục hoàng tử tắt nhìn đỉnh núi phương hướng, Phúc Bảo đã 3 ngày không có xuống dưới, không biết lạnh hay không, có đói bụng không. Phúc Bảo tránh ở cây mây nội, bản mạng Nguyên Châu không ngừng hấp thu tinh phách không gian chứa đựng công đức giá trị, từ bản mạng Nguyên Châu thăng cấp sau, nàng tinh phách không gian bỗng nhiên liền nhiều một cái có thể chuyên môn chứa đựng công đức giá trị rộng lớn không gian. Trước nhân ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, hay là tứ hoàng tử muốn làm phản, khi nàng còn không phải là có thể chiếm cứ nhất phẩm phu nhân vị trí. Liền ở nữ nhân tin tưởng tràn đầy thời điểm, Phúc Bảo làm cây mây treo 10 mấy kiện áo choàng lông cáo bay đến Huyễn Hồ trước mắt, Huyễn Hồ nhìn hoặc là thuần trắng, hoặc là xám trắng, hoặc là đen nhánh như mực, còn có rõ ràng nhiễm các loại nhan sắc áo choàng lông cáo, nước mắt một giọt rớt xuống dưới. Áo choàng lông cáo làm tinh xảo vô cùng, nhưng cũng ý nghĩa yêu cầu càng nhiều càng thuần lông cáo, kia nhưng đều là nàng Huyễn Hồ nhất tộc đời đời con cháu, mới ra thân không bao lâu, còn không có tự bảo vệ mình năng lực, cứ như vậy bị người giết. Huyễn Hồ ngẩng đầu nhìn ánh trăng, bỗng nhiên gào rống lên, vì sao nàng đời đời con cháu không thể ở thiên đình tu luyện, nhất định phải chờ đến tu thành 7 cái đuôi mới có thể thượng thiên đình. Ánh trăng ảm đạm xuống dưới, nó biết vì sao sẽ như vậy, chỉ có thiên tộc mới có thể được đến thiên đình phù hộ, các ngươi tuy rằng cũng là thiên tộc một bộ phận, nhưng tại thân phận thượng rốt cuộc kém một bậc, cùng cấp với nhân loại con vợ lẽ. Quan trọng nhất chính là con vợ lẽ thiên hồ tộc nguyên bản liền con nối giỏi gian nan, thật vất vả trưởng thành lên, đều phía sau tiếp trước cướp đoạt tu luyện tài nguyên đi, làm sao có thời giờ kéo dài con nối giỏi. Huyễn Hồ gào rống thật lâu sau, chung quy cúi đầu, đi đến dắt áo choàng lông cáo trước mặt, cái mũi tả hữu chuyển động, lông cáo có nàng con vợ cả cháu đích tôn, cũng có nàng huynh đệ tỷ muội đời đời con cháu. Nữ nhân nhìn đến mộ nhiên xuất hiện áo choàng lông cáo, còn có Huyễn Hồ kia bi thiết gào rống, cùng với hôn môi áo choàng lông cáo không muốn xa rời không tha, trong lòng minh bạch chính mình làm hạ kiểu gì tội nghiệp. Nàng chẳng qua muốn áo choàng lông cáo mà thôi, trước kia những cái đó thợ săn lấy tới lông cáo chất lượng quá kém, mau châm không mật không nói, nhan sắc còn không thuần. Nhưng từ chính mình nhà mẹ đẻ huynh để tổ chức một cái săn đội, thường xuyên xuất nhập núi sâu rừng già, nhưng thật ra có thể săn đến một ít màu lông cực hảo hồ ly. Những cái đó hồ ly cũng thật là xuẩn, đều thích ngồi yên bất động, cho dù có người tới, tùy tiện tiện là có thể bắt lấy chúng nó, thật sự là tiểu hồ ly tu luyện thời điểm quá quên mình, nơi nào sẽ nghĩ đến có nhân loại tới săn giết các nàng. Hồ ly đại tiên. Không phải ta trảo, là là ta nhà mẹ đẻ huynh đệ trảo. Này da, da cũng là bọn họ lột, ta không dám a. Nữ nhân khóc lóc thảm thiết, không hề có tuần phủ vợ cả dáng vẻ. Huyễn Hồ không có động, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân này, xem xét này nàng hồn phách, quả nhiên không có nói dối, bằng không bảy phách tất nhiên sẽ đại biên độ dao động. Nữ nhân thật lâu không có thu được Huyễn Hồ tin tức, trộm ngẩng đầu vừa thấy, trực tiếp đối mặt tử vong chăm chú nhìn, sợ tới mức bò dậy liền phải trốn, vô luận như thế nào, trước chạy ra thôn trang lại nói. Huyễn Hồ một cái nhảy lên, một ngụm cắn nữ nhân hai chân, răng rắc một tiếng, hai cái đùi cứ như vậy bị Huyễn Hồ sống sờ sờ cắn đứt. A! Nữ nhân thống khổ cuồng khiếu lên, quanh thân nha đầu gã sai vặt còn có các ma đều sợ tới mức cả người phát run, muốn chạy, nhưng chân nhũng ra, có mấy cái nhát gan, hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê qua đi. Huyễn Hồ tại chỗ xoay vài vòng, biến ảo thành một cái mỹ lệ vô song đại cô nương, da như ngưng chi, trán ve mày ngài, xảo tiếu thiến hề, đôi mắt đẹp miễu hề. Khi yểu điệu nhiều giật thái, uyển chuyển nhẹ nhàng bất tự trì dáng vẻ làm bên cạnh gã sai vặt nhóm bỗng nhiên quên mất sợ hãi, từng đôi trong ánh mắt lộ ra tham lam chi sắc. Đại cô nương cười tủm tỉm mở miệng, ai biết nữ nhân này nhà mẹ đẻ ở nơi nào, dẫn đường ta sẽ cho hắn vàng. Kiều Nộn Nhu đề duỗi ra tới, mềm mại như vậy bàn tay xuất hiện một khối tinh quang lấp lánh vàng, dưới ánh trăng chiếu rọi hạ, tản mát ra mê người sáng rọi. Tiểu nhân biết, phu nhân nhà mẹ đẻ là từ tam phẩm muối vận sử, phủ đệ ở bổn tỉnh ngoại thành 100 hơn dặm mà, Tiểu nhân dẫn đường. Tiểu nhân cũng biết, tiểu nhân dẫn đường. Nháy mắt công phu, những cái đó gã sai vặt từ chuồng ngựa lôi ra mấy chiếc xe ngựa, mỗi cái xe giá thượng đều ngồi hai cái gã sai vặt, không có tể lên xe ngựa gã sai vặt còn ở lôi kéo xe giá thượng gã sai vặt, vọng tưởng ngồi trên đi. Huyễn Hồ vung tay lên, một kiện áo choàng lông cáo thượng thân, mặt khác áo choàng lông cáo cũng nháy mắt không thấy, chỉ dư huyền phù ở giữa không trung cây mây, lẳng lặng nhìn Huyễn Hồ. Phúc Bảo, cảm ơn ngươi, chờ ta đại thù đến báo, ta sẽ trở về. Cây mây trên dưới rung rẩy một chút, vèo một tiếng biến mất ở mênh mang trong trời đêm, đem chung quanh mọi người đều xem đến trợn mắt há hốc mồm, những cái đó nhánh cây còn có tên, gọi là gì Phúc Bảo. Huyễn Hồ mở ra miệng, hiện trường sở hữu nha đầu gã sai vặt cùng ma, trừ bỏ nữ nhân kia cùng hai lái xe gã sai vặt, mọi người đều bị nó hấp thu một hồn một phách, toàn bộ thôn trang biến thành ngốc tử nhạc viên. Xe ngựa chậm rãi xử ra thôn trang, hướng tới ngoại thành phương hướng mà đi, nơi đó là tuần phủ đại nhân vợ cả nhà mẹ đẻ, ly thôn trang có hơn 30 dặm. Chậm rãi, lái xe gã sai vặt bỗng nhiên phát hiện bọn họ xe ngựa tốc độ mau kinh người, hai cái bánh xe cơ hồ muốn bay ra đi, cái này phát hiện làm cho bọn họ sợ tới mức thiếu chút nữa từ xe giá thượng rớt xuống dưới. Huyễn Hồ khống chế xe ngựa, nháy mắt tới nữ nhân kia nhà mẹ đẻ, muối vận sử phủ đệ rất lớn, bố cục hợp quy tắc, đoan chính có tự. Nội bộ đình đài lầu cát, mái cong ngói đen, chi chít đan xen, khúc chiết xoay chuyển, tinh xảo nhã vận lại không mất đại khí hào hùng, xem ra lại là một cái hút mồ hôi nước mắt nhân dân tham quan. Xe ngựa ngừng ở nhị môn phòng ngoài, con ngựa vừa rơi xuống đất liền hí vang lên, vừa rồi Huyễn Hồ tinh thần lực thật là đáng sợ, nó cơ hồ không thể hô hấp. Con ngựa hí vang thanh đem bên trong phủ mọi người đều kêu lên, Huyễn Hồ khoác áo choàng lông cáo, đem nữ nhân ném ở mã phía trước, chính mình tắt dựa ở xe ngựa bên cạnh, phiêu phiêu dục tiên dáng vẻ sợ ngây người mọi người. Ngươi là người phương nào? Phương Nhi. Nương Phương Nhi, ngươi sao mà lạp? Là đại tiểu thư như thế nào ngã ngồi trên mặt đất? Các ngươi ba nam nhân lại đây. Huyễn Hồ một đôi mặt mày nhìn đứng ở khoanh tay hành lang thượng ba nam nhân, bọn họ trên người ăn mặc áo choàng lông cáo, mang theo nhà mình hồ tộc hơi thở, nùng liệt vô cùng. Chương 197 Huyễn Hồ báo thù, 3. Ba nam nhân sáu con mắt sắc mị mị nhìn dựa ở xe ngựa biên Huyễn Hồ, thật sự là nữ nhân này lớn lên quá xinh đẹp, bọn họ trong viện cũng có không ít nữ nhân, nhưng thêm lên đều không có nữ nhân này một nửa đẹp. Tiểu nương tử, ngươi là tới tìm ca ca sao? Đại công tử trực tiếp liền đi ra, nhanh chóng đi vào Huyễn Hồ trước mặt, một đôi tay hướng tới Huyễn Hồ trên mặt sờ soạn, Huyễn Hồ nhìn người nam nhân này sắc mặt xanh tím, một bộ bị sắc dục đào rỗng thân mình dáng vẻ, ghét bỏ lui về phía sau một bước. Di, tiểu nương tử mặt thẹn thùng, cùng ca ca ta trở về, ca ca nhất định hảo hảo thương ngươi. Đại công tử tay lại tưởng đi phía trước duỗi. Huyễn Hồ nguyên bản không tính toán hút người nam nhân này hồn phách, thật sự là có chút dơ bẩn, nhưng giờ này khắc này, nó cũng mặc kệ, môi anh đào hơi hơi mở ra, hướng tới người nam nhân này phun ra một ngụm hương khí. Đại công tử trong lòng vui vẻ, đang muốn đem người cấp bế lên tới, không ngờ đầu óc đau xót, tựa hồ có thứ gì muốn ly chính mình mà đi, vội vàng sau này lui một bước. Hắc hắc, tiểu nương tử, cùng ca ca. Ngủ ngủ. Huyễn Hồ vô ngữ, cho dù biến thành ngốc tử, vẫn là mảng đầu óc tinh trùng thượng não. Nhị công tử cùng tam công tử cảm giác không đúng, nhìn nhau, đồng thời rút ra trên người loan đao, phải biết rằng này hai thanh loan đao nhưng liếm quá không ít người máu tươi, hiện tại cũng không kém nữ nhân này. Huyễn Hồ vừa định hút hai người kia hồn phách, bỗng nhiên ngẩn ra, cư nhiên đều là tú tài thân phận, này. Loan đao đã hướng tới chính mình bổ tới, Huyễn Hồ một cái cúi đầu, nhanh chóng đem trên mặt đất nữ nhân cấp kéo lên, che ở trước ngực, khóe miệng hơi hơi thượng kiều. Nữ nhân này là tuần phủ vợ cả, cũng là có phẩm cấp, cho nên Huyễn Hồ chỉ có thể cắn đứt nàng chân, lại không thể hút nàng hồn phách. Nhị công tử công phu muốn hảo một chút, nhìn đến che ở nữ nhân này trước mặt đại tỷ, vội vàng dừng tay, nhưng tiểu công tử liền không được, vết đao trực tiếp đem chính mình đại tỷ cấp chém thành hai nửa. A, ngươi cái này nghiệt tử. Một tiếng gầm lên từ khoanh tay hành lang truyền tới, nguyên lai là muối vận sử đại nhân Giá Lâm, hắn vừa ra tới liền nhìn đến nhà mình hai nhi tử cầm loan đao muốn giết người. Đáng tiếc cái kia tiểu nương tử thân thủ lanh lợi, bắt lấy chính mình đại khuê nữ che ở trước ngực, cứ như vậy làm đại khuê nữ bạch bạch tan mệnh. Này! Cha, ta không phải cố ý, ta là muốn nữ nhân này mệnh. Tiểu công tử nhìn đến chết ở chính mình trong tay đại tỷ, sợ tới mức lui về phía sau một bước, bỗng nhiên hai mắt giận mở to, lại giơ lên loan đao hướng tới Huyễn Hồ bổ tới. Huyễn Hồ không nhúc nhích, chờ loan đao sắp đến trước mắt khi, người nháy mắt không thấy, lại nháy mắt xuất hiện, giờ này khắc này, che ở nàng trước người chính là cái kia bị dọa choáng váng lão phu nhân. Lão phu nhân, muối vận sử vợ cả, phẩm cấp vì tứ phẩm phu nhân, Huyễn Hồ nào dám hút nàng hồn phách, nhưng có thể sinh ra như thế ác liệt con cái, chết chưa hết tội. Quả nhiên, công phu không tới nhà tiểu công tử, loan đao lại đem chính mình lão mẫu thân cấp chém thành hai nửa, bởi vì Huyễn Hồ tốc độ quá nhanh, quanh thân người căn bản là không có phản ứng lại đây. Chờ bọn họ nhìn đến nằm trên mặt đất lão phu nhân khi, mọi người đều hít hà một hơi, liền công phu bất phàm muối vận sử đều không có phát hiện chính mình vợ cả khi nào biến thành nữ nhân này tấm một. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Muối vận sử minh bạch chính mình gặp được cao nhân rồi, hoặc là nói nhà bọn họ đắc tội nào lộ cao nhân rồi. Huyễn Hồ nhìn muối vận sử trên người áo choàng lông cáo, một đôi mắt đẹp bỗng nhiên đỏ lên, đó là nàng tám đã tu luyện ra nhị cái đuôi hài tử lông cáo, thế nhưng bị này lão cẩu cấp ăn mặc trên người. Nhìn muối vận sử trên trán ánh sáng, cư nhiên là từ tam phẩm muối quang, nó Huyễn Hồ thật đúng là không có năng lực hút người này hồn phách, bằng không thiên đạo khẳng định cũng sẽ không bỏ qua cho chính mình. A. Huyễn Hồ bỗng nhiên hướng tới phía chân trời hí vang lên, đảo mắt tuổi thanh xuân nữ tử biến thành sáu cái đuôi Huyễn Hồ, vi phong lăng lăng đứng thẳng ở phòng ngoài trung gian. Thần thú. Muối vận sử đôi mắt đột nhiên sáng ngời, nghe nói ai có thể được đến thần thú, ai là có thể ổn ngồi cao đường thượng cái kia bảo tọa, tứ hoàng tử vẫn luôn nhớ thương cái kia vị trí, liền đem này đầu thần thú bắt lấy, hiến cho tứ hoàng tử. Đến nỗi chết đi thê nữ, chết thì chết đi, hắn còn đang muốn đổi cái thê tử đâu, nghĩ đến đây, muối vận sử trên mặt lộ ra như tắm mình trong gió xuân tươi cười. Ngài là thần thú đi, nếu không cùng lão phu vào nhà, lão phu tất nhiên ăn ngon uống tốt hầu hạ ngài. Huyễn Hồ hít sâu một hơi, bỗng nhiên há to miệng, toàn bộ muối phủ sở hữu không có công danh người toàn bộ bị Huyễn Hồ hấp thu một hồn một phách, chốc lát gian các bay đá chạy, kia màu đen hồn phách ở ồn ào trong tiếng gió đều tiến vào Huyễn Hồ trong miệng. Muối vận sử thầm nghĩ không tốt, vội vàng lui về phía sau hai bên, nhị công tử cùng tam công tử sắc mặt trắng bệch, đặc biệt là tam công tử, liên tiếp chém giết chính mình hai cái thân nhân, bọn họ rốt cuộc phạm vào cái gì sai, làm này đầu thần thú tới nơi này quấy rối. Thần thú, xin đừng nóng nảy, có chuyện gì làm lão phu tới giúp ngươi giải quyết. Muối vận sử còn không có phát hiện bên người người đều đã thành ngốc tử, còn ở dụ dỗ Huyễn Hồ. Cha, ngươi nhìn xem chúng ta người, tự hồ không đúng chỗ nào. Nhị công tử nguyên bản muốn triệu tập cung tiễn thủ, nhưng hắn vừa chuyển đầu, nhìn đến người bên cạnh ngốc dạng, lập tức cũng ngây người. Muối vận sử quay đầu nhìn đi ra ngoài, không khỏi hít hà một hơi, xoay người liền hướng nội thất chạy tới, Huyễn Hồ không chút do dự đuổi theo, trên người hắn kia kiện áo choàng lông cáo chính là chính mình hài nhi lông cáo. Hai cái đùi người nơi nào chạy trốn quá bốn chân Huyễn Hồ, đảo mắt muối vận sử bị Huyễn Hồ phát gục trên mặt đất, hàm răng cắn áo choàng lông cáo, một cái xoay người không thấy thân ảnh. Nương vô dụng, thù này báo không được, nếu nương hút bọn họ hồn phách, nhất định sẽ bị thiên lôi cấp đánh đến tan xương nát thịt, nương muốn đi tìm Phúc Bảo, nàng hiện tại đầu thai làm người, khẳng định có thể vì các ngươi báo thù. Huyễn Hồ cố nén trong lòng đau, hướng Phúc Bảo nơi đỉnh núi thuấn di qua đi, quả nhiên nhìn đến Phúc Bảo thân ảnh nho nhỏ đứng ở đỉnh núi phía trên, mà nàng cả người cư nhiên tản mát ra nhẹ nhẹ kim quang. Phúc Bảo có bản mạng Nguyên Châu, Huyễn Hồ trong lòng vui vẻ, chỉ cần tu luyện ra bản mạng Nguyên Châu, như vậy về sau tu luyện con đường liền sẽ bình thản thông thuận rất nhiều. Đảo mắt, Huyễn Hồ đứng ở Phúc Bảo bên cạnh. Lục hoàng tử nhìn đến một đầu cự thú bỗng nhiên xuất hiện, trong tay tụ tiễn bay thẳng đến Huyễn Hồ bay qua đi, Sương Mù cũng là trước tiên rút ra kiếm, thứ hướng về phía Huyễn Hồ bụng. Huyễn Hồ nháy mắt biến mất, làm tụ tiễn cùng kiếm đều phát một cái không, sau đó lại nháy mắt xuất hiện, vẫn là vững vàng đứng ở Phúc Bảo bên cạnh, không chút sức mẻ. Thế Hàm biểu ca, nó là Huyễn Hồ, bằng hữu của ta. Phúc Bảo vội vàng giới thiệu nói. Lục hoàng tử cùng Sương Mù vẫn luôn biết có Huyễn Hồ tồn tại, nhưng chưa từng có nhìn đến quá, nghe xong Phúc Bảo nói, hai người ngốc ngốc nhìn cao lớn uy mãnh hung thú, còn có kia thô tráng 6 cái đuôi, không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Phúc Bảo, ta tìm được hung thủ, nhưng ta giết không được bọn họ đều là có chức quan ở, nhỏ nhất cũng là tú tài, kia hai cái tú tài cha chính là Muối Vận Sử. Phúc Bảo nhìn Lục hoàng tử liếc mắt một cái, mở miệng hỏi, Muối Vận Sử rất lớn sao? Chương 198 Phúc Bảo ra tay. Lục hoàng tử sửng sốt, Muối Vận Sử hiện tại cũng là tứ ca người, chỉ là bởi vì hắn đại khuê nữ gả cho Tuần phủ, nhưng nhà mình hoàng đế lão cha đối Muối Vận Sử vẫn là thực coi trọng, bởi vì hắn đối muối khống chế thực nghiêm khắc, rất đúng hoàng đế lão cha ăn uống. Muối Vận Sử hẳn là từ tam phẩm. Không lớn cũng không nhỏ chức quan, nhưng cái này chức quan rất quan trọng, hắn khống chế toàn bộ Đông Thuận quốc biên giới muối, cho nên đại ca mới có thể động tư muối. So tỉnh thành cái kia Tuần phủ đại nhân còn đại sao? Phúc Bảo lại hỏi. Tuần phủ đại nhân vì nhị phẩm đại quan, muốn so Muối Vận Sử lớn hơn rất nhiều, là hoàng đế trực tiếp phái, quản lý toàn bộ tỉnh thành. Lục hoàng tử lại giải thích nói. Nga, vậy không có quan hệ, Huyễn Hồ, dẫn ta đi. Huyễn Hồ vội vàng phủ phục trên mặt đất, làm Phúc Bảo ngồi trên chính mình lưng, Lục hoàng tử nóng nảy, Phúc Bảo muốn đi đâu, Sương Mù ánh mắt chợt lóe, một cái bước xa nhảy đi lên, lại bị Huyễn Hồ một cái đuôi cấp quét xuống dưới. Một hồ một người đảo mắt mất đi bóng dáng, Lục hoàng tử nóng nảy, hắn biết Phúc Bảo khẳng định là đi tìm Muối Vận Sử, nhưng hắn không biết Phúc Bảo vì sao phải giúp đỡ Huyễn Hồ tìm Muối Vận Sử. Nơi này ly Muối phủ 100 hơn dặm mà, chúng ta vô luận như thế nào đều không đuổi kịp, này nhưng làm sao? Lục hoàng tử cấp xoay quanh, nhất thời còn muốn không ra bất luận cái gì biện pháp. Chủ tử, chúng ta đi trước hỏi một câu Hương gia lão gia tử, sau đó phái nhân thủ, đem Hương gia nghiêm mật bảo vệ lại tới, rốt cuộc. Sương Mù nhắm lại miệng, đó là hoàng tộc bên trong đấu tranh, thủ đoạn ùng ùng không dứt, hắn một cái nho nhỏ ám vệ không thể cũng không dám nhiều lời. Hai người vội vàng hạ sơn, tìm được Hương lão gia tử, Hương lão gia tử biết được nhà mình Phúc Bảo tu luyện xong, đã đi theo Huyễn Hồ đi tìm cái gì Muối Vận Sử, cũng không hiểu được đây là vì cái gì. Các Tường cùng Thẩm Diệu Cầm cũng đã minh bạch, khẳng định là Huyễn Hồ tìm được giết hại tiểu hồ ly hung thủ, nhưng Huyễn Hồ lợi hại như vậy, làm gì muốn tìm Phúc Bảo đâu. Hương gia người đều ngồi ở cùng nhau thảo luận lên, thôn trưởng cùng Hán Sông Ngân cầm mấy cái hiện tại cơ bản cũng biết Phúc Bảo bản lĩnh, đại gia ở chung ở bên nhau lâu như vậy, cũng không gì hảo giấu giếm. Thôn trưởng có chút sốt ruột, Phúc Bảo liền tính là thiên tiên hạ phàm, nhưng rốt cuộc mới 7 tuổi tiểu nữ hài, cùng một đầu hồ ly đi ra ngoài, có thể hay không cũng chưa về. Hương nãi nãi cùng Phú Quý đám người lại tin tưởng Huyễn Hồ có thể biến hóa thành một cái đại cô nương, vô luận như thế nào đều có thể hộ được Phúc Bảo, lại nói Phúc Bảo cũng là một cái có bản lĩnh hài tử, sao có thể dễ dàng như vậy bị người khi dễ. Trong sơn động sáng bóng tử điểm một buổi tối, Muối Vận Sử lại ngồi ở ghế thái sư, nhìn ngồi ở Huyễn Hồ trên người nữ hoa tử, một đôi mắt che giấu không ra kinh ngạc cùng sợ hãi. Hắn nguyên bản cho rằng thần thú đã rời đi, mang theo 3 cái nhi tử quét tước chiến trường, không làm không biết, liên can thật đúng là dọa nhảy dựng, trong nhà sở hữu nô bộc đều biến thành ngu dại, không một may mắn thoát khỏi. Liền tránh ở chỗ tối ám vệ cũng đều ngồi ở trên cây, một bộ say mê cười ngây ngô dáng vẻ, đem bọn họ phụ tử 4 người khí thất khiếu bốc khói, rồi lại không hề biện pháp. Đại tỷ đã chết, nương cũng đã chết, tuy rằng đều chết ở chính mình tam đệ trong tay, nhưng tam đệ cũng là không có cách nào, hắn căn bản không biết nữ nhân kia cư nhiên là một đầu thần thú, trách không được có thể xuất quỷ nhập thần. Phụ tử 4 người quyết định chờ trời đã sáng đi ra ngoài tìm người, bọn họ cái này địa phương Tuần phủ chính là hắn con rể, Muối phủ phát sinh chuyện lớn như thế tình, làm Tuần phủ không thể mặc kệ. Liền ở 4 người phải về phòng nghỉ ngơi thời điểm, Huyễn Hồ lại về rồi, cư nhiên còn mang theo một cái nữ hoa tử, kia nữ hoa tử lớn lên, quả thực chính là bầu trời tiểu tiên đồng dáng vẻ. Thần thú đại nhân, còn có vị này tiểu tiên đồng, lão phu thật không biết nơi nào đắc tội hai vị, khẩn cầu tiểu tiên đồng báo cho dù chết, cũng làm lão hủ chết cái minh bạch. Muối Vận Sử bỗng nhiên đứng lên, hướng tới Phúc Bảo cùng Huyễn Hồ liền quỳ xuống, dùng sức dập đầu. Ba cái nhi tử vừa thấy, cũng không tự chủ được quỳ xuống, bọn họ cảm giác được ngồi ở thần thú trên người cái kia nữ oa tử mới là chân chính tàn nhẫn nhân vật. Muối vận sử đúng không, nhà ngươi quý công tử trên người xuyên, còn có nhiều như vậy áo choàng lông cáo là từ đâu tới? Phúc Bảo tay nhỏ vung lên, mấy chục kiện áo choàng lông cáo xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Muối vận sử vừa thấy đến mấy chục kiện treo ở không trung áo choàng lông cáo, không khỏi hoảng hốt, hắn bỗng nhiên minh bạch cái gì, này đầu thần thú thực quen mắt, nguyên lai là đầu hồ ly tinh. Xem ra là chính mình nhi tử bắn chết hồ ly tinh hài tử, mới chọc đến hồ ly tinh tới cửa tới báo thù, nếu tìm cái đạo sĩ hoặc là đánh bại yêu phục ma người lại đây, có phải hay không có thể chém giết này đầu hồ ly tinh? Còn có đứa nhỏ này, nếu cùng hồ ly tinh ở bên nhau, khẳng định cũng là cái yêu ma quỷ quái, nếu không cùng nhau trừ bỏ đi. Muối vận sử đầu óc nhanh chóng vận chuyển, nhưng hắn tiểu nhi tử đã chịu đựng không được, cái gì thần thú, bất quá là đầu hồ ly tinh mà thôi, cầm. Lấy loan đao liền hướng tới Huyễn Hồ chém tới. Huyễn Hồ nháy mắt mất đi bóng dáng, sau đó lại về tới tại chỗ, mà tiểu công tử đầu lại không lý do rơi xuống trên mặt đất. Huyễn Hồ trong lòng ấm áp, nó biết là Phúc Bảo ra tay, Phúc Bảo tinh thần lực chặt chẽ khóa chặt toàn bộ muối phủ, cho nên tam công tử nhất cử nhất động đã sớm ở nàng trong mắt. Trên cổ tay cây mây không chút do dự bay đi ra ngoài, trực tiếp cắt đứt cái này tiểu tử ngốc đầu, huyết phun trào ra tới, một cổ khó nghe mùi tanh xông thẳng xoang mũi. Người này trên người bối nhiều ít điều mạng người, mới có thể làm hắn huyết như thế dơ bẩn tanh hôi. Đại công tử cùng nhị công tử trực tiếp mềm chân cẳng, bọn họ căn bản là không có nhìn đến này đầu hồ ly tinh cùng tiểu nữ qua động thủ, mà bọn họ đệ kia viên đầu cứ như vậy rơi xuống. Muối vận sử hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên, đối với Huyễn Hồ thật sâu làm một cái ấp, đánh chết hồ ly chỉ là vì lấy da giữ ấm, cũng không phải cố ý giết, nếu gặp được gấu mù bọn họ cũng giống nhau sẽ động thủ. Nhưng sát nghiệt đã tạo thành. Nhà ta cũng không có vợ cả cùng đích nữ, trong nhà trăm tới khẩu người hầu cũng đều biến thành ngu dại, hiện tại liền tiểu nhi tử cũng không có, thù này có phải hay không có thể như vậy chấm dứt? Phúc Bảo lắng nghe Huyễn Hồ ý kiến, Huyễn Hồ đương nhiên không chịu đáp ứng, muối vận sử gia mới đã chết bao nhiêu người, nhưng nó Huyễn Hồ gia tộc, ít nhất đã chết trăm tới chỉ hồ ly, thả còn có hơn 30 chỉ nhị đuôi thậm chí tam vĩ hồ ly. Phúc Bảo thở dài một hơi, nàng cũng minh bạch Huyễn Hồ nhất tộc từ trước đến nay tự đại. Sở hữu động vật đều sẽ không đối Huyễn Hồ nhất tộc động thủ, cũng chỉ có ngu xuẩn nhân loại, mới có thể đi săn giết trả thù tính rất nặng Huyễn Hồ nhất tộc. Huyễn Hồ nhất tộc tự đại quán, ngược lại mất đi ứng có cảnh giác tâm, khó trách bị này đó phàm nhân tục tử dễ như trở bàn tay bắt được cũng lột da ăn thịt, trách không được Huyễn Hồ nuốt không dưới khẩu khí này. Bọn họ hai cái hẳn phải chết, còn có phàm là săn giết quá hồ ly người cũng đều hẳn phải chết. Phúc Bảo nhuyễn manh manh thanh âm lại học ra lãnh khốc vô tình câu nói. Đại công tử cùng nhị công tử uổng phí biến sắc, không chút nghĩ ngợi liền bò mang chạy ra bên ngoài chạy trốn, liền nhà mình lão cha cũng đành phải vậy, muối vận sử nhìn hốt hoảng mà chạy hai cái nhi tử, tâm dần dần băng hàng lên. Chỉ là hai người còn chưa chạy ra thính đường, đầu liền rớt xuống dưới, thân thể lại còn ở đi phía trước chạy, cuối cùng, ngã vào thính đường cùng sân kia đạo trên ngạch cửa, không bao giờ sẽ động. Chương 199 muối vận phát động diêu. Muối vận sử trơ mắt nhìn chính mình một nhà già trẻ liền tại đây ngắn ngủn mấy cái canh giờ nội chết, ngốc ngốc, không khỏi cấp giận công tâm. Hắn run rẩy ngón tay Phúc Bảo cùng Huyễn Hồ, trong miệng lại phun không ra một chữ, nhưng cặp kia che kín tơ máu trong ánh mắt lại là lộ ra dữ tợn. Nhà ngươi phu nhân cùng ngươi mấy cái nhi nữ, trên người lưng đeo vô số điều người tánh mạng, hiện tại dùng bọn họ một cái mệnh tới thấp, đã xem như tiện nghi bọn họ, chỉ là ngươi, trên người nhưng thật ra sạch sẽ lưu loát, cho nên ta sẽ không muốn ngươi tánh mạng. Phúc Bảo tinh thần lực gắt gao khóa chặt muối vận sử, ý đồ tìm ra trên người hắn mạng người nợ, lại phát hiện người này thật đúng là sạch sẽ như vậy, không hề có bất luận kẻ nào mệnh kiện tụng. Muối vận sử nghe vậy ngẩn ngơ, mạng người nợ, đúng vậy, mỗi lần hắn biết được chính mình nữ nhi vô tội đánh giết nô bộc, nhi tử lại uổng cố mạng người khi, cũng chỉ có thể đánh chửi một lần, lại một chút thay đổi không được cái này cục diện. Xin hỏi vị tiểu cô nương này, ngài là tiên, là người, vẫn là yêu? Muối vận sử ổn định chính mình cảm xúc hỏi. Ta là người, mà nó là thiên tộc tiên hồ, ngươi đừng nghĩ thỉnh cái gì đạo sĩ người tài ba tới thu phục chúng ta, nếu làm như vậy, ngươi liền sẽ bối thượng nghiệt nợ, chung sẽ có báo ứng. Phúc Bảo vừa dứt lời, Huyễn Hồ loạn choạng 6 điều lông xù xù cái đuôi, trực tiếp mang theo Phúc Bảo biến mất không thấy, thù đã báo, bọn họ nên rời đi. Muối vận sử rốt cuộc nhìn đến Huyễn Hồ 6 cái đuôi, cư nhiên là lục vĩ Huyễn Hồ, bên tai còn vẫn luôn tiếng vọng Phúc Bảo kia non nớt đồng âm. Ta là người, mà nó là thiên tộc tiên hồ. A, ha ha, ha ha ha. Muối vận sử bỗng nhiên ngửa mặt lên trời kêu to, hắn cái này nho nhỏ muối vận sử có tài đức gì, thế nhưng chọc tới bầu trời tiên hồ, rốt cuộc là phần mộ tổ tiên mạo khó nhẹ, vẫn là phần mộ tổ tiên bị cao nhân quật. Thất tha thất thểu đi thư phòng, phô khai một trương giấy tuyên thành, cầm lấy Lan Hào bút, một chữ muốn đem đêm nay sở hữu trải qua đều viết xuống dưới, nhưng tay run đến lợi hại, tự không thành tự. Muối vận sử mở ra thư phòng nội môn, bên trong là một cái nho nhỏ phòng nghỉ, bàn tròn thượng còn có hắn chưa tới kịp uống rượu, run rẩy tay cầm khởi bầu rượu, trực tiếp hướng trong miệng rót. Không biết là rót rượu, tráng dũng khí, vẫn là ổn định tâm thần, muối vận sử hoa 3 cái canh giờ, phí vô số trương giấy tuyên thành, rốt cuộc viết xong, sau đó dùng hồng sát phong thượng, đi đến ngoài cửa. Người tới, người tới. Thái dương nghiêng chiếu, toàn bộ sân im ắng, những cái đó ngu dại người cũng không biết chạy đi nơi đâu, muối vận sử cắn chặt răng, đi chuồng ngựa, dắt ra một con ngựa, hướng tới tuần phủ nha môn chạy tới. Tuần phủ đại nhân ngồi ở thính đường, đã dùng xong cơm trưa, đang ở uống trà, quản gia sốt ruột hoảng hốt chạy tiến vào, ngữ khí dồn dập nói, lão gia, muối vận sử đại nhân tới. Tuần phủ đại nhân vội vàng đứng lên, tuy rằng hắn chức quan bị muối vận sử cao, nhưng người ta là hắn nhạc phụ đại nhân, tổng muốn hành lễ. Nhưng hắn còn chưa đi vài bước, muối vận sử đã vào cửa, cho ta một cái có thể truyền tin ám vệ, có văn kiện khẩn cấp đưa cho hoàng thượng. Tuần phủ đại nhân trong lòng cả kinh, nếu có văn kiện khẩn cấp, nhạc phụ đại nhân tự nhiên sẽ lặng lẽ phái chính mình ám vệ truyền tin, nhưng lần này vì sao làm chính mình người truyền tin, chẳng lẽ nhạc phụ phủ nha cũng bị cướp sạch? Nhạc phụ đại nhân, chẳng lẽ ngươi phủ nha bị cướp sạch? Lời vừa nói ra, muối vận sử đầu óc quanh vang lên một chút, ngốc lăng lăng mở miệng hỏi, chẳng lẽ ngươi phủ nha cùng tri phủ nha giống nhau, bị cướp sạch không còn? Tuần phủ liên tục lắc đầu, như thế không có mặt mũi sự tình như thế nào có thể thẳng thắn, chính là chết cũng muốn che lại, lo lắng nhạc phụ đại nhân không tin, còn cố ý mang theo hắn ở phủ nha đi rồi một vòng. Muối vận sử không nói gì, con rể như thế chột dạ, phỏng chừng cũng gặp nạn, chỉ là hắn hỉ mặt mũi, không muốn thừa nhận thôi. Cho nên, huyễn hồ báo thù là thật, muốn tiêu diệt tứ hoàng tử cũng là thật, mà hắn hiện tại đã trở thành người cô đơn, lại giảo nhập bọn họ hoàng thất chi tranh còn có ý tứ sao? Lấy cái gậy đánh lửa lại đây. Là, lấy cái gậy đánh lửa lại đây. Muối vận sử bật lửa gậy đánh lửa, kia phong hoa mấy cái canh giờ viết thành thư tín cũng bị đốt quách cho rồi, hoàng thượng đã sớm biết thần thú tồn tại, đó chính là thực rõ ràng muốn thiên giúp lục hoàng tử. Mà hắn, lại ở ngay lúc này cáo trạng, chờ đợi chính mình sẽ là cái gì, muối vận sử nhìn trở thành tro tàn thư tín, bỗng nhiên trừ chính mình một cái miệng tử. Nhạc phụ đại nhân, ngươi. Cái này động tác đem tuần phủ cấp khiếp sợ, hắn 800 cái tâm nhãn tử tốc độ cao nhất thúc đẩy lên, này rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Phương Nhi đi thôn trang, nếu không tiểu tế bồi nhạc phụ đại nhân đi thôn trang thượng đi một chuyến. Không cần, ngươi đầu nhập vào lục hoàng tử đi, bằng không. Phương Nhi đã chết. Muối vận sử suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc phun ra những lời này. A, mặc cho tuần phủ đại nhân lại có tâm nhãn, hắn vẫn là bị chính mình nhạc phụ nói cấp kinh tới rồi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, làm khí phách hăng hái nhạc phụ đại nhân trở nên như thế suy sút, còn có hắn vợ cả chết như thế nào. Đi ngươi thư phòng nói chuyện đi. Muối vận sử đi đầu hướng tuần phủ đại nhân thư phòng đi đến, 2 canh giờ sau, tuần phủ đại nhân sắc mặt trắng bệch nằm liệt ngồi ở ghế thái sư, đầu óc lập tức chỗ trống lên. Lục hoàng tử thuận thế hàm cư nhiên có thiên hồ nhất tộc huyễn hồ ở giúp hắn, bọn họ có thể cùng người đấu, cùng quyền lợi đấu, vì cái kia bảo tọa, cái gì âm mưu quỷ kế đều có thể làm được. Nhưng làm cho bọn họ cùng thiên đấu, cùng tiên đều, như thế nào đấu, trong tay không có chế ước huyễn hồ pháp bảo, càng làm cho bọn họ đau đầu chính là cái kia ngồi ở huyễn hồ trên người nữ hoa tử. Như thế tuổi tác là có thể khống chế một con thiên hồ, tuy rằng nàng tự xưng vì nhân loại, nhưng cái nào nhân loại có thể có như vậy bản lĩnh, nói một câu đại bất kính nói, liền hoàng đế hoàng hậu đều không có cái này năng lực. Ta có thể đi muối phủ xem một cái sao? Tuần phủ vẫn là thật cẩn thận, này nhưng quan hệ đến tánh mạng của hắn, còn có hắn tương lai tiền đồ, không thể không thận trọng. Hai người làm quản gia chuẩn bị xe ngựa, trực tiếp hướng muối phủ chạy tới, lái xe hán tử mày hơi không thể thấy động một chút, hắn trước mắt còn không có thu được cái gì tin tức, bất quá nhìn dáng vẻ giống như đã xảy ra cái gì đại sự. Huyễn hồ mang theo Phúc Bảo về tới đỉnh núi phía trên, thành kính nhìn Phúc Bảo, trong mắt có nói không nên lời cảm kích, Phúc Bảo bản mạng Nguyên Châu lại điên cuồng chuyển động lên, này sóng công đức giá trị đại, thiếu chút nữa nứt vỡ bản mạng Nguyên Châu. Chỉ là chỉ chớp mắt công phu, huyễn hồ mất đi bóng dáng, nàng muốn vĩnh sinh vĩnh thế đi theo Phúc Bảo, chẳng sợ đi thiên đình, nàng cũng muốn làm Phúc Bảo tọa kỵ. Phúc Bảo buồn cười lắc đầu, công đức viên mãn 4. Chữ hảo viết, nhưng thật sự không hảo làm a, một cái đi sai bước nhầm, là có thể hủy hoại một nửa tu hành. Tinh phách không gian nội lại tồn trữ tràn đầy công đức giá trị, Phúc Bảo có chút rối rắm tiếp tục tu luyện vẫn là xuống núi xem một cái người nhà, vẫn là đi xuống xem một cái đi, rốt cuộc thế hàm biểu ca chính là nhìn chính mình bị huyễn hồ mang đi. Nếu không cho người nhà nhìn đến chính mình, bọn họ khẳng định sẽ lo lắng không thôi, làm một cái có hiếu tâm hài tử, nàng nhưng không cho phép chính mình bất hiếu. Phúc Bảo bước lục thân không nhận nện bước, chuẩn bị xuống núi, chỉ là bên chân cây cối thảo căn cho nàng truyền đến tin tức, tiêu hóa này đó hoảng sợ tin tức, Phúc Bảo động. Chương 200 Địa Long xoay người. Đều nói đại hạn lúc sau tất có đại chấn, nàng làm một cái vạn năm thụ tinh đầu thai mà đến tinh linh, như thế nào có thể đem như vậy chuyện quan trọng cấp quên. Đang điền nội ngàn ngàn vạn vạn căn cây mây bay vọt mà ra, nhanh chóng bệnh thành một trương thật lớn lại rắn chắc đại võng, nhưng Phúc Bảo kinh nghiệm không đủ, hoảng loạn trung làm lỗi, không phải nơi này lậu chính là nơi đó không có hàm tiếp thượng. Nhưng dưới chân cây cối thảo căn đã bất an lên, liền trong núi động vật cũng đều kinh hoảng thất thố chạy lên, một đám lang nhìn đến Phúc Bảo, trực tiếp hướng Phúc Bảo đứng thẳng phương hướng bay nhanh chạy tới. Phúc Bảo trăm vội bên trong nhìn này bầy sói liếc mắt một cái, tự hồ có chút quen mắt, nguyên lai là hương chương trên núi kia phê lang a, hương chương trên núi nguồn nước đã đứt, cho nên chúng nó tới nơi này. Bầy sói phía sau còn đi theo một đoàn lợn rừng, gà rừng, thỏ hoang, nai con, cùng với một đám dã hưu bào chờ động vật, Phúc Bảo tay nhỏ vung lên, này đó động vật toàn bộ tiến vào tinh phách không gian. Tinh thần lực nhìn thoáng qua tinh phách không gian, bầy sói cùng lợn rừng không hề có khi dễ những cái đó nhỏ yếu động vật, mọi người đều tường an không có việc gì hoặc đứng hoặc nằm hoặc là đi tới đi lui. Phúc Bảo giật mình, động vật có thể tiến không gian, kia người nhà có phải hay không cũng có thể tiến vào không gian, Phúc Bảo đem bệnh một nửa đại võng hướng không gian một ném, nhanh chóng hướng dưới chân núi chạy tới. Trong sơn động, Hương nãi nãi chính mang theo nữ quyến ở khâu khâu vá vá, tiểu nhi tức phụ bụng cũng chậm rãi lớn lên, nên chuẩn bị đều phải chuẩn bị lên. Phú Quý Tắc mang theo nhất ban hán tử nhặt xài, sửa sang lại, bữa tối đã ăn xong, bọn họ muốn đem cái này lâm thời gia sửa sang lại sạch sẽ mới là. Bỗng nhiên, Phú Quý cảm thấy dưới chân địa chấn một chút, bên tai cũng truyền đến ca thanh âm, vội vàng ngừng thở, trong lòng lại là sợ tới mức không được, hay là có cái gì đại hình mãnh thú tới. Nghĩ đến đây, Phú Quý vội vàng kêu lên, mau vào sơn động, mau đóng cửa lại, có mãnh thú tới. Sương mù lại nhảy ra tới, hắn là ám vệ, thính lực hảo đâu, thanh âm này tuyệt đối không phải mãnh thú tới, đó là cái gì đâu, cảm giác được dưới chân đông đưa, hắn bỗng nhiên minh bạch, chẳng lẽ là địa long xoay người. Chủ tử, có thể là địa long xoay người. Thuận Thế Hàm sắc mặt xoát trắng đi, địa long xoay người, đúng vậy, đại hạn lúc sau tất có đại chấn, nhưng bọn họ hiện tại ở trên núi, có thể hướng nơi nào trốn. Sương mù thanh âm rất lớn, đem Hương lão gia tử cùng Hương nãi nãi bọn họ đều kinh động, mấy người vội vàng ra bên ngoài chạy, Phú Quý tẩu cùng đại tẩu hai người trực tiếp đem nửa nằm Thẩm Diệu Cầm cũng kéo lên. Thôn trưởng cùng Hán Hà còn có đồ tể đều ôm chính mình tôn tử cùng nhi tử, vẻ mặt kinh hoảng thất sắc, nơi này không phải đất bằng, còn có thể tìm cái trống trải một chút địa phương tránh né. Bọn họ đi vào sơn động ngoại, nhưng dưới chân cũng không có động tĩnh gì a, Phú Quý tẩu càng là mắt sắc, đã nhìn đến chạy như bay mà xuống Phúc Bảo, cái này nha đầu, như thế gập ghềnh đường núi còn có thể như dẫm trên đất bằng. Phú Quý tẩu cũng hướng tới Phúc Bảo phương hướng chạy qua đi, hai người rốt cuộc ôm nhau, Phú Quý tẩu vừa định duỗi tay đánh một chút Phúc Bảo mông nhỏ, lại nhìn đến Phúc Bảo giật mình biểu tình. Nguyên lai Phúc Bảo một đụng tới chính mình mẫu thân liền tưởng đem nàng thu vào không gian, nhưng liên tục thử rất nhiều lần, đều lấy thất bại chấm dứt, Phúc Bảo nóng nảy, địa long xoay người trước sẽ cho đại gia một ít thoát đi thời gian, nhưng thời gian thực đoạn. Một cái lưới lớn trống rỗng xuất hiện, Phúc Bảo cây mây không ngừng xuyên qua ở đại võng bên trong, nhìn càng ngày càng mật đại võng, Phúc Bảo tinh thần lực phát ra càng mau càng cường đại rồi. Lục hoàng tử đã nhìn đến Phúc Bảo đỉnh đầu kia trương đại võng, nháy mắt minh bạch Phúc Bảo ý tứ, vội vàng triệu hồi ra sở hữu ám vệ, làm cho bọn họ một người mang một cái hoặc là hai người nhảy lên đại võng. Hương lão gia tử cùng Lục hoàng tử bị sương mù trực tiếp liền xách lên phóng tới đại trên mạng, hai người cảm giác đại võng đi xuống trầm xuống, sau đó liền vững vàng bất động. Phúc Bảo, mau chính mình chạy trốn, đừng động gia gia. Hương lão gia tử vội gọi lên, đồng dạng lời nói cũng từ Lục hoàng tử trong miệng gào rống lên, đôi mắt đều cấp đỏ lên. Phúc Bảo căn bản không có thời gian để ý tới bọn họ, võng vẫn là quá tiểu, trang không dưới nhiều người như vậy, đang điền nội Hương chương thụ cơ hồ muốn đem chính mình trên người sở hữu nhánh cây toàn bộ đều vứt ra tới, khó khăn lắm biên ra một trương ước chừng trường 10 mét, khoan 10 mét đại võng. Trên cổ tay cây mây từ Phúc Bảo trên tay bay ra tới, vô hạn kéo dài, dọc theo đại võng ngoại duyên đâu một vòng, chặt chẽ đem đại võng cấp khoanh lại. Lúc này, hơn 30 cái ám vệ chẳng những đem Hương lão gia tử gia, thôn trưởng gia, Hán Hà cùng Hán Cầm gia đại nhân hài tử cấp sách thượng đại võng, liền bọn họ vải dầu phô đệm chăn cùng với lương thực cùng lu nước cũng đều bị dọn đi lên. Cuối cùng nhìn 4 đầu trâu rừng cùng ngựa, có chút bất đắc dĩ, lớn như vậy hình thể trâu rừng cùng mã, bọn họ thật sự không có cách nào ở như thế đoạn thời gian vận đến đại trên mạng, càng lo lắng đại võng không chịu nổi chúng nó thể trọng mà tan vỡ. Giờ này khắc này, banh một tiếng, Phúc Bảo dưới chân vùng núi khoát khai một cái miệng to, liền ở đại gia kêu sợ hãi Phúc Bảo mau lên đây thời điểm, Phúc Bảo nhảy lên cuối cùng một cây mây, thuận tiện đem 4 đầu trâu rừng cùng mã mang vào tinh phách không gian. 4 đầu trâu rừng cùng mã đã sớm muốn chạy, nhưng nhìn đến Phúc Bảo đã trở lại, đều an tĩnh chờ đợi, chờ chúng nó cảm thấy dưới chân thổ địa sắp sụp đổ khi, đều nước mắt lưng tròng nhìn Phúc Bảo, tự hồ ở cùng Phúc Bảo cáo biệt. Nhưng chỉ chớp mắt, chúng nó nhìn thấy gì, trước mắt bỗng nhiên nhiều rất nhiều động vật, có bọn họ quen thuộc bầy sói cùng ngốc hưu bào, còn có đại đến nhìn không tới giới hạn đồng ruộng. Phúc Bảo đứng ở cây mây thượng, tinh thần lực khống chế được chính mình dưới chân cây mây cùng đại võng, tận lực tránh đi những cái đó rút xuống mà xuống núi đá, toàn bộ núi lớn các bay đá chạy, cục đá lăn lộn thanh âm làm người cảm giác thiên đều phải sụp. Đại võng vững vàng huyền phù ở đỉnh núi phía trên, Lục hoàng tử làm đại gia tay sam xuống tay làm thành một vòng tròn, làm hài tử cùng người già phụ nữ và trẻ em ngồi ở trung gian, ám vệ cùng hán tử nhóm ngồi ở ngoại vòng, đến nổi lương thực gì, ném liền ném. Mỗi người đều khẩn trương nhìn Phúc Bảo, thẳng đến trao bụi mê đôi mắt, mới không thể không nhắm lại, trong lòng lại không ngừng cầu nguyện bầu trời các lộ thần tiên có thể phù hộ bọn họ Phúc Bảo bình yên vô sự. Phúc Bảo tinh thần lực dùng thực mau, cũng may lúc trước có huyễn hồ những cái đó bàn bạc công đức giá trị có thể chống đỡ, vội vàng đem bản mạng Nguyên Châu vận chuyển lên, bổ sung nhanh chóng tiêu hao tinh thần lực. Trong giây lát, Phúc Bảo trong lòng ấm áp, đến từ đại võng bên trong công đức giá trị giống như thác nước giống nhau hướng tới nàng tinh phách không gian đấu đá lung tung, trong đó đương nhiên lấy Lục hoàng tử công đức giá trị nhiều nhất nhất thuần tịnh. Phúc Bảo phun ra một ngụm trọc khí, một bên liều mạng chuyển động bản mạng Nguyên Châu, một bên đem chính mình tinh thần lực cuồn cuộn không ngừng chuyển vận đến đại võng cùng với dưới chân kia căng cây mây. Thiên băng kích liệt ầm vang thanh dần dần bình ổn, Phúc Bảo đem tinh thần lực mở rộng, không khỏi chấn động, cả tòa núi lớn tựa hồ lùng một đoạn, liền đỉnh núi đều biến thành gồ ghề lồi lõm bình sườn núi. Nguyên bản trên vênh vách núi, hiện tại bởi vì đất lở tốc độ quá nhanh, địa thế có vẻ hòa hoãn rất nhiều, này cũng làm lên núi xuống núi người hoặc là động vật phương tiện rất nhiều.